chương 561 biên cảnh chiến sự. Đường Ngọc Sơn nhìn thấy cơ quan doanh vây hãm nghiêm trọng bên trong. Cũng không có để cho thần tiễn quân đi cứu viện dự định. Hắn cũng phải nhìn nhìn Trương Thành tại loại này cục diện phía dưới ứng đối ra sao. Đương nhiên, nếu như cơ quan doanh thực sự đến sống chết trước mắt. Đường Ngọc Sơn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lương nhạn lên. Hầu Tín Hồng cùng Châu Tinh Vũ phân biệt xuất lĩnh bính khúc đinh khúc cùng mậu khúc cùng âm mộc tông cường đại nhất tinh nhuệ đại quân cứng rán đối phương chi kia ba vạn người tinh nhuệ đại quân thực lực cũng không yếu tại thần tiễn quân công kích không ngừng mà biến ảo trận hình lấy hữu hiệu nhất mà tránh đi thần tiễn quân mũi tên dòng lũ sát thương hơn nữa chi kia đại quân bởi vì phối hợp ăn ý cùng chống lên phòng ngự linh cháo lại có thể miễn cưỡng đem thần tiễn quân mũi tên dòng lũ ngăn cản tới sau khi ngăn cản được thần tiễn quân mũi tên dòng lũ, chi kia đại quân lại phân thành mấy cái bộ phận, nhanh chóng hướng tới thần tiễn quân bên này lao đến, thần tiễn quân thất sát lưu quang tiễn. Trận thích hợp nhất đánh xa, một khi bị đối phương cận thân sau đó sẽ cực kỳ bất lợi. Lương Nhạn Linh, Hầu Tín Hồng cùng Châu Tinh Vũ liếc nhau. Rất ăn ý điều động thủ hạ thần tiễn quân ứng đối lấy công kích của đối phương, Lương Nhạn Linh bính khúc chiến lực là tối cường đối mặt với đối phương đại quân sông trận nửa bước không lùi trực tiếp chính diện cứng rắn hầu tín hồng cùng châu tinh vũ thì điều động đinh khúc cùng mậu khúc thần tiễn quân từ hai bên tản ra nhanh chóng từ hai cánh đánh bọc tới trước tiên đem đối phương để vào trong trận tới từ tam phương tạo thành vây quanh chi thế thất sát lưu quang tiễn trận thiên biến vạn hóa kinh nghiệm như thế đông đảo chiến tranh thần tiễn quân sớm đã đem thất sát lưu quang tiễn trận đủ loại biến hóa rất quen vô cùng bính khúc đinh khúc cùng mậu khúc thần tiễn quân từ ba cái phương diện cùng nhau bắn tên mấy chục ngàn nhánh mũi tên từ ba phương hướng tại chi kia sông vào trận tới âm mộc tông đại quân hướng trên đỉnh đầu hội tụ tiếp đó hội tụ thành một đạo vô cùng kinh khủng mũi tên dòng lũ từ chi kia đại quân trên đỉnh đầu lao thẳng tới xuống âm vang một tiếng, đạo này cực lớn mũi tên dòng lũ từ trên trời giáng xuống. Từ trên xuống dưới đem đối phương quân trận ở trung ương vị trí xuyên thủng lạnh thấu tim. Chỉ này từ chính diện xung kích tới trên vạn người đại quân trên cơ bản bị một kích này phế đi. Chẳng những thương vong hơn phân nửa, những người còn lại viên cũng khó có thể bảo trì hoàn chỉnh quân trận. Tại thảm liệt như vậy bên trong chiến trường, một khi quân trận bị đánh tan, trên cơ bản không có cái gì sống sót cơ hội, bính khúc. Đinh khúc cùng mậu khúc đang hợp lực xử lý trung ương sông vào nhánh đại quân này sau đó. Liền muốn riêng phần mình đi ứng phó uy hát yêu ta mới. Bởi vì đối phương là chia làm mấy bộ phận sông tới. Mà hầu tín hồng cùng châu tinh vũ từ hai bên đối với trung ương sông vào nhánh đại quân này. Đánh bọc tới, vừa vặn liền cùng đối phương từ hai bên sông tới đại quân đâm đầu vào gặp nhau đinh khúc cùng mậu khúc tại phối hợp bính khúc bắn ra cái kia sóng mũi tên xử lý từ trung ương. Xông vào chi kia đại quân sau, đối phương từ hai bên sông tới đại quân đã tới trước mặt lúc này. Song phương cách biệt bất quá một dạm khoảng cách. Một dạm khoảng cách đối với bọn hắn những đại quân này xung kích tốc độ tới nói. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp. Mắt thấy song phương liền muốn đánh sáp lá cả, hầu tín hồng cùng châu tinh vũ lập tức hạ lệnh. Thủ hạ thần tiễn quân biến trận tại loại này đánh giáp lá cà dao chiến bên trong còn như vậy tụ tập cùng một chỗ đối với thần tiễn quân cực kỳ bất lợi đinh khúc cùng mậu khúc nhận được riêng phần mình chủ tướng mệnh lệnh cấp tốc giống như thủy triều tản ra trăm người vì một tổ tạo thành từng cái tiểu đội ở giữa những trăm người tiểu đội này giữa lẫn nhau đồng dạng tạo thành một cái lớn chiến trận dù cho riêng phần mình tản ra tới nhưng mà chỉnh thể chiến trận không chút nào bất loạn giữa hai bên vẫn như cụ phối hợp ăn ý công thủ ở giữa hồ ứng lẫn nhau hầu tín hồng cùng châu tinh vũ để cho đối phương vào thẳng tiến quân trong trận kế tiếp chính là đánh giáp lá cả giao chiến rất rõ ràng chủ tướng của đối phương cho là chỉ cần xông vào thần tiễn quân quân trận bên trong liền có thể phá mất thất sát lưu quang tiễn trận nếu như là đánh giáp lá cả ở giữa giao chiến lấy âm mộc tông võ giả chỉnh thể tu vi đều so thần tiễn quân cao ưu thế. Tất nhiên có thể trọng thương thần tiễn quân đánh thắng trận chiến này. Châu Tinh Vũ lập tức trong mắt không khỏi toát ra mấy phần chê cười thần sắc. Cho là xông vào thần tiễn quân quân trận bên trong liền có thể phá mất thất sát lưu quang tiễn. Trận đây không khỏi đem thất sát lưu quang tiễn trận nghĩ đến quá đơn giản chút. Những cái kia xông vào thần tiễn quân quân trong trận âm mộc tông tướng sĩ vốn cho là cái này có thể đại khai sát giới, lật về một ván. Nhưng người nào biết đang xông tiến trong đối phương quân trận sau đó, lại phát hiện tình huống cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lúc này chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều là mũi tên bay loạn. Những cái kia xông vào âm mộc tông tướng sĩ nhao nhao chúng tên từ trên bầu trời rơi xuống. Đinh khúc cùng mậu khúc thần tiễn quân tướng sĩ lấy trăm người vì tiểu đội từng cái tiểu đội ở giữa công thủ ở giữa cực kỳ ăn ý. Giống từng cái cối say thịt đem những cái kia trùng sát tiến vào âm mộc tông tướng sĩ cho rào. Sát, nếu như nói tụ tập cùng một chỗ chỉnh thể trùng sát tề xạ lúc thần tiễn quân là một thanh lưỡi. dao, duệ không thể đỡ mà đem đối phương quân trận cho chia làm hai nửa. Như vậy lúc này hóa thành một người người trăm người tiểu đội thần tiễn quân giống như mang. Theo sắc bén vô cùng răng cơ cối say thịt đem những thứ này trùng sát tiến vào quân địch xoắn thành nát bấy. Những cái kia xông vào quân trận bên trong âm mộc tông quân địch lập tức bị giết đến một mảnh. Quỷ khóc sói gào, quân lính tan rã, nhao nhao từ thần tiễn quân quân trận bên trong ra bên ngoài chạy trốn. Cái kia vài tên âm mộc tông chủ tướng tại nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng biết chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Đối với thần tiễn quân thất sát lưu quang tiễn trận sinh ra nghiêm trọng ngộ phán loại này ngộ phán quả thực là muốn mạng của bọn hắn. Nếu như không có trùng sát tiến thần tiễn quân quân trận bên trong, bọn hắn mặc dù như cũ cũng đánh không lại thần tiễn quân, nhưng mà không đến mức giống như bây giờ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có một cách mà bị tàn sát, cái kia vài tên âm mộc tông chủ tướng tại nhìn thấy một màn này thời điểm. Lập tức tay chân lạnh buốt cái này xong, vừa rồi cùng thần tiễn quân bính khúc đinh khúc cùng mậu khúc giao chiến cái kia ba vạn âm mộc tông đại quân là âm mộc tông tinh nhuệ nhất bộ phận bây giờ cái này ba vạn đại quân đã tàn sát hơn phân nửa còn lại cũng bị giết kêu cha gọi mẹ quân lính tan rã không có cái này ba vạn đại quân tinh nhuệ sau này thế nào ngăn cản được thần tiễn quân công kích tại một bên khác những cái kia âm mộc tông chiến thuyền cũng bị trương thành xuất lĩnh cơ quan doanh đánh cho thất linh bát lạc trương thành bằng vào xảo diệu bố trí Đầu tiên lấy chỗ ở mình chiếc này lớn nhất cỡ lớn chiến thuyền xem như mồi nhử. Hấp dẫn lấy Âm Mộc Tông những cái kia chiến thuyền lực chú ý. Lại điều động những thứ khác chiến thuyền từ bên ngoài vây quanh. Tập trung tất cả hỏa lực đối phó một chiếc chiến thuyền. Cứ như vậy đem Âm Mộc Tông chiến thuyền từng chiếc từng chiếc mà gặm được. Trương Thành có thể làm đến bước này. Vừa cùng hắn cái kia vô cùng thành thạo chiến trận điều động có liên quan cũng cùng những thứ này chiến thuyền bản thân xuất sắc vô cùng lực phòng ngự có liên quan. Bằng không, hắn chiếc này xem như mồi nhử cỡ lớn chiến thuyền sớm đã bị đối phương tập trung. Hỏa lực bắn cho không còn nơi nào còn sẽ có sự tình phía sau. Ngay cả như vậy, bởi vì chiếc này cỡ lớn chiến thuyền cơ hồ đã nhận lấy tất cả hỏa lực. Lúc này thân thuyền cũng bị đánh phá mấy cái lỗ lớn, bị hao tổn không nhẹ. Chương 562 Thần Bí Huyết Vân. Tại chiến trường này biên giới chi địa, có hai nhóm nhân mã tại xa xa mà quan sát trận chiến sự này, một nhóm người mã là Tùng Đào quốc, hoàng thất người, cầm đầu là Tùng Đào quốc chiến đem Ngụy Minh. Một đạo khác người nhưng là Tùng Đào quốc tông phái người trong liên minh. Người cầm đầu là Tùng Đào quốc tông phái liên minh đệ nhất chiến tướng Hoa Vĩnh. Cái này hai nhóm nhân mã chỉ dám ở cách trong chiến trường bên ngoài ba bốn ngàn dặm quan chiến chỉ sợ kháo đắc cận bị song phương chiến đấu tai họa huyền kiếm tông cùng âm mộc tông đại quân cộng lại đạt đến mười mấy vạn người phương viên hai ba ngàn dặm bầu trời cũng là chiến trường của bọn họ nếu là bọn họ dám can đảm tới gần chút chỉ sợ huyền kiếm tông cùng âm mộc tông sẽ đem bọn hắn coi như địch nhân không chút do dự chém giết kỳ thực bọn hắn ở một bên nhìn trộm dù cho cách khá xa huyền kiếm tông cùng âm mộc tông đồng dạng đã đối bọn hắn lòng sinh sát ý. Hai người bọn họ nhánh đại quân ở đây đã sinh đà tử. Há lại cho người khác ở một bên điều tra quân tình. Vạn nhất những người này thừa dịp bọn hắn song phương lưỡng bại câu thương lúc xuất kích. Chẳng phải là để cho bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu không phải song phương giao chiến say xưa, rút không ra tay tới chỉ sợ cái này hai nhóm ở phía xa người quan chiến sớm đã bị diệt sát ngụy minh cùng hoa vĩnh nhìn xem cái kia thảm liệt vô cùng giao chiến tràng diễn trong lòng không khỏi một hồi trong lòng run sợ vô luận là huyền kiếm tông vẫn là âm mộc tông thực lực đều vượt xa ngoài dự liệu của bọn hắn nhất là hoa vĩnh nhìn xem một màn này giao chiến trong lòng rung động thật lâu khó mà bình phục hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến âm mộc tông thế mà nắm giữ thực lực kinh khủng như. Thế, nực cười tùng nguyên phái những tông phái này thế mà đem chính mình cùng âm mộc tông đạt. Song song, cùng nhau liệt vào tùng đào quốc 10 đại tông phái một trong. Hơn nữa còn vẻn vẹn đem âm mộc tông xếp ở vị trí thứ ba Lấy âm mộc tông thực lực tùng nguyên phái những thứ này cái gọi là tùng đào quốc 10 đại tông. Phái căn bản cùng nó không tại trên cùng một cái cấp độ dù cho còn lại chín đại tông phái dưới sự liên thủ cũng đồng dạng không phải âm mộc tông đối thủ âm mộc tông trước đó ẩn giấu đi lớn như vậy thực lực cũng không biết là mục đích gì nếu như không phải huyền kiếm tông mà nói chỉ sợ người khác vẫn còn cho là âm mộc tông vẻn vẹn cũng liền chỉ là cùng tùng nguyên phái những tông phái này là một cái cấp độ bên trên thế lực đâu ngụy minh cùng hoa vĩnh sở dĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng tới quan sát trận chiến tranh này là bởi vì Âm Mộc Tông cùng Huyền Kiếm Tông trận quyết chiến này kết quả sẽ quyết định kế tiếp. Tùng Đào quốc thế cục hướng đi. Vốn là hai người này còn tính toán thừa dịp Âm Mộc Tông cùng Huyền Kiếm Tông ở giữa đánh lưỡng. Bại Câu Thương lúc xem có cái gì tiện nghi có thể nhặt, nhưng mà đang quan sát trận này thảm. Thiết chiến tranh sau đó, bọn hắn hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ như vậy. Về sau chỉ cần cái này hai đại tông phái không tìm đến phiền phức của bọn hắn này liền đã là vạn hạnh bọn hắn nơi nào còn dám đi chủ động xuất binh trêu chọc xem ra phía trước huyền kiếm tông cùng âm mộc tông cùng bọn hắn đại quân giao chiến lúc căn bản là không có nghiêm túc qua nếu là hai cái tông phái này đại quân đối bọn hắn nghiêm túc mà nói chỉ sợ bọn họ căn bản là không chống đỡ được bao lâu liền bị triệt để mà đánh vào nội địa gặp tai họa diệt môn hai người nhìn thấy âm mộc tông đại quân bị đánh tan bọn hắn cũng bắt đầu dự định rút lui nếu là lại không đi đợi lát nữa huyền kiếm tông rút tay ra ngoài kế tiếp chính là thu thập bọn họ chiến sự phát triển đến một bước này âm mộc tông đại quân đã bị toàn diện đánh tan sau trận chiến này tùng đào quốc đại cục đã định huyền kiếm tông tại tùng đào quốc bên trong sẽ lại không có đối thủ âm mộc tông đại quân lúc này binh bại như núi đổ nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy trốn huyền kiếm tông các đại quân doanh đang muốn nhất cổ tác khí đem âm mộc tông đại quân triệt đề. Tiêu diệt lúc, lúc này ở xa xôi chân trời. Một đóa nồng đậm vô cùng huyết sắc nùng vân hướng tới bên này cấp tốc vô cùng nhẹ nhàng đi qua. Đoá này huyết sắc nùng vân vừa xuất hiện. Lập tức nửa bầu trời cơ hồ tận thành huyết sắc nhìn xem một màn này quỷ dị cảnh tượng. Đường Ngọc Sơn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, lập tức hạ lệnh các đại quân doanh ngừng truy kích. Cấp tốc rút về tới, tụ tập cùng một chỗ. Thôi Nhã Vân cùng Trường Tôn Nguyên Bạch lúc này cũng đình chỉ truy sát những cái kia bị bại. Âm Mộc Tông cường giả bay đến Đường Ngọc Sơn bên người. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái kia đóa cấp tốc bay tới huyết vân. Thôi Nhã Vân cùng Trường Tôn Nguyên Bạch tại trận quyết chiến này sắp bắt đầu lúc cũng đã rời. Đi vạn thạch thành, đi tới trên chiến trường. Thứ nhất là trợ giúp Đường Ngọc Sơn ngăn cản trên chiến trường những cái kia thực lực võ giả. Cao cường, thứ hai cũng là trong chiến tranh ma luyện tự thân, tăng cường chính mình thực lực. Kế trường Tôn Nguyên Bạch tấn thăng nguyên đan cảnh thất trọng sau đó. Thôi Nhã Vân không lâu cũng đột phá nguyên đan cảnh thất trọng. Bởi vì Thôi Nhã Vân từng tại hỗn độn đến Tôn Tháp trung ương trong trận pháp dạo qua. Từ chất bị cải tạo đến cực kỳ cường đại, hơn nữa tại trên đạo chi chân ý lĩnh ngộ cực sâu. Cho nên khi nàng tấn thăng làm nguyên đan cảnh thất trọng lúc, thực lực so với Trường Tôn Nguyên Bạch đều muốn mạnh hơn một phần. Lấy hai người sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, mặc dù chỉ là nguyên đan cảnh thất trọng tu vi, nhưng mà thực lực có thể so với thông thường nửa bước thiên cương cảnh võ giả trên chiến. Trường chỉ cần không gặp được thiên cương cảnh cường giả, bọn hắn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đương nhiên, dù cho hai người chiến lực cường đại, cũng không dám hướng về hai quân giao chiến trung ương chỗ sông chỉ là tại biên giới chỗ tìm kiếm những cái kia võ giả thực lực cường đại chém giết bởi vì hai quân giao chiến trung ương chỗ đừng nói là bọn hắn những thứ này nguyên đan cảnh võ giả cho dù là thiên cương cảnh cường giả lâm vào trong đó đồng dạng có cực kỳ to lớn nguy hiểm trừ phi có thực lực tuyệt đối áp chế bằng không một khi lâm vào bên trong chiến trường dựa vào lực lượng một người rất khó cùng một quân chống lại đây là cái tình huống gì trường tôn nguyên bạch nhìn lấy cái kia phiến huyết vân sắc mặt nghiêm túc địa đạo mảnh máu này mây cho phép hắn uy hát yota cực lớn cùng áp bách từ mảnh máu này mây bên trong hắn thậm chí cảm thấy so ngày đó tại ô nguyệt sơn lãnh sơn hiện thân lúc càng thêm nguy hiểm lập tức thông chi kiếm thu khả năng này là huyết ảnh liên minh huyết bộ võ giả thôi nhã vân sắc mặt từ chỗ không có mà nghiêm túc nói xong lập tức lấy ra thông tin Ngọc Phù, thông chi vạn thạch thành bên trong bạch y sở kiếm thu. Bạch y sở kiếm thu đang vạn thạch thành bên trong luyện chế từng đạo linh phù, bỗng nhiên. Thông tin Ngọc Phù tiếp thu được thôi nhã vân tin tức. Bạch y sở kiếm thu đọc đến thông tin Ngọc Phù bên trong tin tức sau đó. Sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình đột nhiên từ vạn thạch thành bên trong tiêu thất. Xuất hiện trên bầu trời, tâm niệm khẽ động. Bạch y sở kiếm thu sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim màu xanh. Bạch y sở kiếm thu đem đôi này phong chi dực thôi động đến cực hạn. Thân hình hóa thành một đạo cấp tốc vô cùng lưu quang trong nháy mắt từ trên bầu trời tiêu thất. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đã có thể canh chừng chi dực uy năng hoàn toàn kích thích ra. Lại thêm hắn phong dực độn pháp đã tu luyện đến thức thứ ba đại thành cảnh giới. Phong dực độn pháp tăng thêm phong chi dực khiến cho bạch y sở kiếm thu tốc độ nhanh đến tình cảnh cực hạn. Cơ hồ đạt đến nhất thuấn thiên lý. Huyền kiếm tông cùng âm mộc tông giao chiến chiến trường cách vạn thạch thành có xa vạn dặm. Khoảng cách này đối với những thứ khác nguyên đan cảnh võ giả tới nói có thể sẽ có chút xa. Nhưng mà đối với trước mắt bạch y sở kiếm thu tới nói cũng vẻn vẹn một chén trả lộ trình mà. Thôi, chương 563 chiến thiên cương cũng chính bởi vì chính mình bây giờ tốc độ có thể kịp thời đuổi tới chiến trường. Cho nên bạch y sở kiếm thu mới có thể yên tâm để cho huyền kiếm tông các đại quân đơn độc cùng. Âm mộc tông đại quân giao chiến mà hắn không có ở chiến trường tọa chấn. Lấy huyền kiếm tông tất cả quân danh thực lực hoàn toàn có thể đánh bại âm mộc tông đại quân. Cho nên bạch y sở kiếm thu cũng cảm giác chính mình không cần thiết tại hiện trường nhìn chăm trừ phi trên chiến trường xuất hiện giống lãnh sơn dạng này đủ để cải biến chiến cuộc. Thiên Cương Cảnh Cường giả, mặc dù chỉ là chỉ bằng vào lãnh sơn một người đồng dạng không cách nào chiến thắng cả chi huyền. Kiếm Tông đại quân thậm chí đều không thể chiến thắng thần tiễn quân, nhưng mà Âm Mộc Tông bên kia cũng đồng dạng có thực lực không kém quân đội. Một cái Thiên Cương Cảnh Cường giả gia nhập vào, hoàn toàn đủ để thay đổi song phương sức mạnh so sánh, từ đó thay đổi toàn bộ chiến cuộc một chi đại quân có thể đánh giết một cái võ giả thực lực cường đại, trái lại. Một cái võ giả thực lực cường đại đồng dạng có thể diệt đi một chi đại quân, đến nỗi cuối cùng. Là ai diệt đi ai, liền muốn nhìn trên chiến trường sức mạnh so sánh. Sau khi đoàn kia huyết vân xuất hiện, âm mộc tông đại quân bị bại chi thế liền dần dần ngừng. Cái kia vài tên chiến tướng thu thập tàn quân một lần nữa bày trận. Cùng huyền kiếm tông đại quân xa xa rằng co nhưng mà âm mộc tông lúc này bởi vì đại quân nhân số hao tổn hơn phân nửa đã rất khó cùng huyền kiếm tông đại quân chống lại bọn hắn cũng không dám tiến lên nữa đi cùng huyền kiếm tông đại quân khai chiến đầu tiên muốn nhìn tình thế lại nói nếu như cái này đoàn huyết vân vẫn như cũ không nên việc mà nói bọn hắn lập tức sẽ nhanh chóng rút lui đào tẩu âm mộc tông xem như huyết ảnh liên minh thuộc hạ tông phái một trong đối với huyết ảnh võ giả đặc thù tự nhiên không xa lạ gì cái này đoàn huyết vân vừa mới xuất hiện lúc bọn hắn liền biết là cường viện đến cái này đoàn huyết vân cấp tốc vô cùng tới gần đám người dần dần thấy rõ ràng huyết vân bên trong tình huống tại cái này đoàn huyết vân chính giữa là một tên khí tức cường đại vô cùng thanh niên áo bào đỏ ngầu tên này thanh niên áo bào đỏ ngầu quanh người bao phủ một tầng nồng đậm tới cực điểm xương máu, mảnh máu này xương mù phạm vi đạt đến phương viên hơn 10 dặm. Đem nửa bầu trời đều chiếu thành hoàn toàn đỏ ngầu. Tên này thanh niên áo bào đỏ ngầu mặc dù cũng là thiên cương cảnh nhất trọng cảnh giới. Nhưng mà khí tức lại so âm mộc tông tông chủ lãnh sơn cường đại hơn nhiều. Thôi nhã vân, trưởng tôn nguyên đợi uổng công người nhìn thấy tên này thanh niên áo bào đỏ. Ngầu, lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt nguy hiểm đánh tới. Đường Ngọc Sơn vung tay lên, thần tiễn quân. Cơ quan danh các loại đại quân danh tướng sĩ lập tức kết hiếu chiến trận trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, tên kia thanh niên áo bào đỏ ngầu đi tới huyền kiếm tông đại quân trước mặt 10 dặm chỗ bầu. Trời, lạnh lùng quét huyền kiếm tông đám người một mắt, không nói một lời, vung tay lên. Một đạo thô đạt hơn 10 trượng huyết sắc thác nước trống rỗng xuất hiện. Hướng huyền kiếm tông đại quân đụng tới không cần đường Ngọc Sơn lên tiếng, thần tiễn quân tất cả khúc sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Vô số đạo chạy lôi tiễn bắn ra, hóa thành một đạo to lớn vô cùng mũi tên dòng lũ hướng đạo kia. Huyết sắc thác nước và đập tới. ầm vang một tiếng thật lớn, huyết sắc thác nước cùng mũi tên dòng lũ ở giữa không trung gặp. Nhau, lập tức bộc phát ra một hồi nổ kinh thiên động. Huyết sắc thác nước cùng mũi tên dòng lũ va chạm chỗ vô số huyết sắc quang mang giống như nung đỏ nước thép đồng dạng văng tứ phía. Đại lượng bị va chạm vỡ ra chạy lôi tiễn cũng giống tràn ra hỏa lô hỏa tinh hướng về bốn phía. Tán loạn, một màn này cảnh tượng lộng lẫy tới cực điểm. Cũng rung động tới cực điểm nếu không phải song phương là sinh tử quyết chiến. Này ngược lại là một màn rất lóa mắt phong cảnh. Huyết sắc thác nước cùng mũi tên dòng lũ ở giữa không trung rằng co nhau mấy tức thời gian cuối cùng hóa thành một hồi nổ tung to lớn riêng phần mình tiêu tan. Nổ tung cuốn lên dư âm năng lượng bao phủ trăm dặm phương viên. Từng đợt gợn sóng năng lượng giống như nước gợn sóng khuếch tán ra. Khiến cho trong lúc nổ tung chỗ không gian đều tạo nên mấy phần nhăn nheo. Huyền kiếm tông các đại quân doanh kết thành một cái phòng ngự đại trận. Một đạo cực lớn lồng ánh sáng đem đám người bao phủ ở bên trong. Chặn cái này kịch liệt vô cùng sóng xung kích huyền kiếm tông một bầy tướng sĩ mặc dù cảnh giới tu vi kém xa cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu nhưng mà bởi vì số lượng khổng lồ hơn nữa phối hợp chặt chẽ cái này phòng ngự quang cháo dung hợp đông đảo võ giả chân nguyên lực phòng ngự kiên cố vô cùng đem cái kia nổ tung năng lượng sóng xung kích hoàn toàn ngăn cản xuống âm mộc tông đại quân bên kia thì thê thảm nhiều vừa tới bọn hắn nguyên bản tại phương diện chiến trận phối hợp liền kém xa huyền kiếm tông đại quân, thứ hai phía trước bị huyền kiếm tông đại quân đánh thất linh bát lạc. Bây giờ mặc dù lại tụ tập lại với nhau, nhưng mà vẫn như cũ rất khó tổ chức lên chặt chẽ chiến trận. Mặc dù tại trong lúc vội vã bọn hắn cũng đỡ lấy phòng ngự đại trận, nhưng mà lại bị cái kia dư âm nổ mạnh oanh một cái mà nát. Vô số tu vi hơi thấp tướng sĩ bị một lớp này dư âm nổ mạnh cho xé thành nát bấy. Cái này, âm mộc tông đại quân cuối cùng chỉ còn lại có hai ba vạn người bất quá cái này cuối cùng còn dư lại, cũng là trong đó tinh nhuệ. Mỗi một cảnh giới tu vi đều không kém. Cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu đồng dạng bị cái này dư âm nổ mạnh bức cho lui mấy chục. Trượng ánh mắt lập tức không khỏi hơi trầm xuống. Hắn luôn luôn cũng không lớn để mắt những thứ này cái gọi là chiến bộ. Luôn cảm thấy cá nhân thực lực mới là trọng yếu nhất. Những thứ này từ một chút thấp cảnh giới võ giả tạo thành đại quân liền nửa điểm tác dụng cũng không có, một bầy kiến hôi vô luận số lượng nhiều hơn nữa. Cũng y nguyên vẫn là một bầy kiến hôi, không cách nào cùng cự tượng tranh hùng. Nhưng mà vừa rồi một kích kia, hắn lần đầu cảm nhận được chiến trận uy lực những thứ này từ một. Đám kiến cỏ tạo thành đại quân lại có thể ngăn cản được công kích của hắn. Cái này khiến thanh niên áo bào đỏ ngầu trong lòng cực kỳ ngoài ý. Thanh niên áo bào đỏ ngầu trên mặt lộ ra mấy phần chê cười thần sắc. Vừa rồi hắn chẳng qua là làm nóng người mà thôi, liền sáu thành thực lực cũng không có xuất ra. Bầy kiến cỏ này thật đúng là cho là ngăn cản được công kích của hắn không thành. Thanh niên áo bào đỏ ngầu hai tay pháp quyết kết động, hướng về Huyền Kiếm Tông đại quân nhất chỉ, lập tức ba đạo càng thêm cực lớn huyết sắc thác nước hướng về Huyền Kiếm Tông đại quân đánh tới. Đối mặt với cái này ba đạo cực lớn huyết sắc thác nước, huyền kiếm tông đại quân chẳng những không có chút nào sợ hãi. Ngược lại cho phép nhất là kịch liệt đánh trả. Vô số đạo mũi tên từ thần tiễn trong quân bay ra. Ở trên bầu trời hội tụ thành giống như như cự long mũi tên dòng lũ. Hướng về kia huyết sắc thác nước và đập tới. Một đạo lôi quang hỏa pháo từ cơ quan doanh chiếc kia cỡ lớn chiến thuyền bên trong oanh ra. Nương theo đạo kia lôi quang hỏa pháo cùng một chỗ oanh kích mà ra. Còn có bên cạnh những cái kia cỡ chung chiến thuyền cùng cỡ nhỏ chiến thuyền vô số đạo mạnh mẽ. Vô cùng cơ quan cự nỏ. Hỏa phù doanh bên kia, hàng trăm hàng ngàn đạo hỏa long gầm thét hướng về kia thanh niên áo. Bào đỏ ngầu đánh tới, một chút hướng về trong đó một đạo huyết sắc thác nước và đập tới. Một chút lao thẳng tới cái kia thanh niên áo bào đỏ ngáo. Cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu nhìn thấy một màn này to lớn vô cùng uy thế lập tức sắc mặt đại biến từ những thứ này lăng lệ vô cùng trong công kích. Hắn cảm nhận được tử vong Quy Hát Iota, cái kia ba đạo huyết sắc thác nước tại mũi tên dòng lũ. Lôi quang hỏa pháo cùng những cái kia hỏa long oanh kích phía dưới nhau nhau phá diệt. Những cái kia cường đại công kích tại oanh diệt ba đạo huyết sắc thác nước sau đó. Tiếp tục hướng về thanh niên áo bào đỏ ngầu trên thân đánh tới. Thanh niên áo bào đỏ ngầu thân hình kịch liệt lui lại, hai tay vung lên. Một đạo cực lớn huyết sắc tấm chắn xuất hiện trước người. Những công kích kia nhao nhao đánh vào đạo này huyết sắc trên tấm chắn. Ở trên bầu trời bộc phát ra vô tận đầy trời ánh lửa. Chương 564 tình thế nguy hiểm. Ở đó đầy trời ánh lửa vô tận đi qua dần dần sau khi tắt. Lộ ra trên bầu trời cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu thân ảnh, lúc này cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu toàn thân áo quần rách nát, máu me đầm đìa, nhìn rất là chật vật. Thanh niên áo bào đỏ ngầu lúc này trong lòng tức giận vô cùng. Vừa rồi cái kia một đợt công kích mặc dù hắn cuối cùng ngăn cản xuống. Thế nhưng là tổn thất một kiện ngũ giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Cho dù hắn thu được cơ duyên cực lớn, xuất thân giàu có. Nhưng mà một kiện ngũ giai hạ phẩm pháp bảo thiệt hại đồng dạng khiến cho hắn thịt đau vô. Cùng bất quá hắn dù cho trong lòng lại tức giận. Lại cầm đối diện chi kia đại quân không có bất kỳ biện pháp nào lấy đối diện chi kia đại quân thực lực là hoàn toàn đủ để đánh chết hắn. Thanh niên áo bào đỏ ngầu lần thứ nhất kiến thức đến chiến bộ uy lực. Nhưng lại cũng không có vì vậy mà coi trọng hơn loại lực lượng này. Ngược lại trong lòng cảm giác khuất nhục vô cùng. Chính mình cư nhiên bị một bầy kiến hôi đánh bại. Cái này tại trong lòng của hắn là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Lãnh Sơn trốn ở xa xôi chiến trường bên ngoài quan sát một màn này trong lòng cười nhạo không thôi thế mà nghĩ bằng vào sức một mình đối cứng một chi đại quân cái này đúng thật là không biết tự lượng sức mình trừ phi có tuyệt đối tính áp đảo sức mạnh bằng không cá nhân thực lực trên chiến trường mãi mãi cũng là nhỏ bé võ giả thực lực cường đại trên chiến trường chỉ có cùng đại quân phối hợp lẫn nhau mới có thể phát huy ra cường đại tác dụng tới bằng không đối với loại kia đồ hiện lên cá nhân vũ dũng võ giả trên chiến trường bị chết nhanh nhất chính là thứ người như vậy lãnh sơn kể từ tại ô nguyệt sơn trận chiến kia bị bạch y sở kiếm thu một tiễn trọng thương sau đó thương thế đến nay chưa lành đối mặt với huyền kiếm tông đại quân hắn chỉ dám núp ở phía sau yên lặng quan chiến mà không dám hiện thân đi ra sau khi âm mộc tông cùng huyền kiếm tông ở giữa chiến tranh lâm vào gây cấn hắn liền đã hướng lên phía trên cầu viện xem như âm mộc tông tông chủ tự nhiên đối với dưới tay mình đại quân thực lực trình độ rất rõ rằng âm mộc tông đại quân có thể quét ngang toàn bộ tiếng thông gieo quốc đô khó gặp địch thủ nhưng mà tại đại quân trước mặt của huyền kiếm tông lại là có chút không đáng chú ý tại âm mộc tông đại quân cùng huyền kiếm tông quyết chiến thời điểm lãnh sơn vẫn đang chờ đợi phía trên viện binh chỉ là để cho hắn có chút thất vọng là viện binh này mặc dù thực lực cường đại lại là một cái chỉ có thể đồ xính cái dũng của thất phu người. Nếu như cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu tại đến sau đó, không có lỗ mãng mà chạy lên tiến đến cùng huyền kiếm tông đại quân cứng rắn, mà là cùng âm mộc tông đại quân phối hợp lại, dù cho âm mộc tông đại quân đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng mà đánh bại huyền kiếm tông lại không phải việc khó. Một cái thiên cương cảnh cường giả gia nhập vào. Hoàn toàn đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc, lãnh sơn lúc này không còn dám núp ở phía sau. Khoanh tay đứng nhìn, vội vàng bay đến phía trước tới, tự mình chỉ huy âm mộc tông đại quân. Chuẩn bị tổ chức phản kích. Cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu nhìn thấy lãnh sơn bay tới. Lập tức không khỏi hư lạnh một tiếng, lão ra hỏa này phía trước một mực núp ở phía sau. Hiển nhiên là cố ý muốn thấy mình xấu mặt. Nhìn thấy đối phương bên kia ra nhập hai tên thiên cương cảnh cường giả huyền kiếm tông bên này lập tức không khỏi áp lực đại tăng bọn hắn đơn độc đối phó trong đó một tên thiên cương cảnh hoặc đơn độc đối phó âm mộc tông đại quân cũng không có vấn đề gì nhưng mà đối phương cả hai phối hợp lại mà nói trận chiến tranh này liền treo huống chi đối phương còn lập tức gia nhập hai tên thiên cương cảnh cường giả lãnh sơn cùng thanh niên áo bào đỏ ngầu từ tấn công ngay mặt huyền kiếm tông đại quân mộc tông đại quân thì tùy thời công kích huyền kiếm tông đại quân sơ hở trên bầu trời trong lúc nhất thời vô số lôi quang hỏa pháo cơ quan cự nỏ mũi tên dòng lũ cùng hỏa long bay múa cùng đối diện oanh kích tới huyết sắc thác nước cùng như núi nguyên khí đại thủ đụng vào nhau rầm 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 trên bầu trời liên tiếp bạo hưởng vô số nổ kinh thiên động cuồng bạo vô cùng dư âm năng lượng bao phủ tứ phương huyền kiếm tông đại quân tại đối phương Hai tên Thiên Cương cảnh cường giả cùng ba vạn âm mộc tông còn sót lại đại quân giáp công phía. Dưới, lập tức cực kỳ nguy hiểm. Một chén trà thời gian đi qua, ầm vang một tiếng thật lớn. Huyền kiếm tông đại quân bị công phá phòng ngự. Mắt thấy liền bị một đạo huyết sắc thác nước đụng vào trong quân trận, nếu như bị đạo này huyết sắc thác nước đụng vào quân trận, Huyền kiếm tông đại quân sẽ tử thương vô số. Tại cái này khẩn cấp quan đầu, thôi Nhã Vân cùng Trường Tôn Nguyên bạch liếc nhau thân hình lóe lên, hai đạo kiếm thật lớn quang hướng về đạo kia huyết sắc trên thác nước vài. Tới, cùng lúc đó, Thôi Nhã Vân cùng trường tôn nguyên bạch thủ bên trong riêng phần mình sáng. Lên một cái cực lớn lồng ánh sáng, ngăn tại đạo kia huyết sắc thác nước trước mặt. Oanh, hai đạo kiếm thật lớn quang cùng huyết sắc thác nước chạm vào nhau. Chỉ là hơi đem huyết sắc thác nước đường đi cản trở một chút. Tiếp đó cấp tốc bị huyết sắc thác nước chôn vùi. Huyết sắc thác nước tại chôn vùi hai đạo kiếm quang sau đó. Ngay sau đó đụng vào thôi Nhã Vân cùng Trường Tôn Nguyên Bạch cái kia hai đạo sáng lên cực lớn. Lồng ánh sáng bên trên, tại huyết sắc thác nước va chạm phía dưới, hai cái này cực lớn lồng ánh sáng chỉ là giữ vững được một hồi. Cũng lần lượt phá diệt thôi Nhã Vân cùng Trường Tôn Nguyên Bạch bị cực lớn lực va đập lập tức. Đâm đến phun ra búng máu tươi lớn, bản thân bị trọng thương. Nhưng mà trải qua này một ngăn, đạo này vọt tới huyền kiếm tông quân sự huyết sắc thác nước. Cuối cùng vẫn là bị ngăn lại. Thanh niên áo bào đỏ ngầu sắc mặt âm trầm vô cùng. Công kích của mình cư nhiên bị hai cái nguyên đan cảnh thất trọng sâu kiến ngăn lại. Đây quả thực là một kiện không thể dễ dàng tha thứ sự tính. Thanh niên áo bào đỏ ngầu vung tay lên. Hai đạo huyết tác hướng thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch cuồn cuộn cuốn tới. Hắn muốn trước đem cái này hai cái sâu kiến thu thập lại nói. Cái này hai đạo huyết tác thế tới cấp tốc vô cùng. Lúc này Thôi Nhã Vân cùng Trường Tôn Nguyên Bạch lại đã bản thân bị trọng thương. Chỉ bằng vào thực lực bản thân đã rất khó né tránh cái này hai đạo huyết tác tập kích. Thôi Nhã Vân cùng Trường Tôn Nguyên Bạch lập tức trong tay một đạo quang mang sáng lên. Thân hình tại chỗ chợt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa cũng tại bên ngoài hơn 10 dặm. Thanh niên áo bào đỏ ngầu thấy thế, ánh mắt hơi trầm xuống, vung tay lên. Lập tức tại thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch thân chu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vô. Số đạo huyết tắc phân biệt đem hai người bao phủ ở bên trong. Thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch thấy thế lập tức kinh hãi. Muốn tái sử dụng tiểu na di đạo phù chạy trốn lúc. Lại phát hiện không gian chung quanh cư nhiên bị phong tỏa ngăn cản. Tiểu na di đạo phù lại khó mà mang theo bọn hắn chạy trốn ra ngoài. Hai người lại liên tục sử dụng mấy đạo cửu thiên thần cháo phù. Nhưng mà đều lần lượt tại những cái kia huyết tác công kích phá diệt. Đang tại cái này cực độ nguy cấp trước mắt. Một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp từ chân trời cấp tốc vô cùng cắt tới. Ấm vang một tiếng chảm phá những cái kia huyết tác đan dệt lồng giam. Thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch nhìn thấy đạo kiếm quang này lúc trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra rốt cục vẫn là chạy tới đạo kiếm quang này liễm chỗ lộ ra một đạo bạch y tung bay thân ảnh lại chính là bạch y sở kiếm thu sư phụ giải tôn sư thúc các ngươi không có sao chứ bạch y sở kiếm thu cầm kiếm ngăn tại trước người bọn họ quay đầu hỏi không có gì đáng ngại thôi nhã vân lắc đầu nói các ngươi đi xuống trước chữa thương ở đây liền giao cho ta bạch y sở kiếm thu nói còn tốt lần này đuổi tới phải kịp thời. Không có đúc thành sai lầm lớn, trong khoảng thời gian này thần tiễn quân liên tiếp lấy được. Thắng lợi, khiến cho mình có chút khinh thường, phạm vào khinh địch cái này sai lầm chí mạng. Trường 565 thanh niên áo bào đỏ ngầu thân phận. Thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch lui trở về huyền kiếm tông đại quân quân trận bên. Trong, ăn vào chữa thương đan dược điều dưỡng thương thế bạch y sở kiếm thu hướng phía đạo kia bao phủ tại một mảnh trong huyết vụ thân ảnh màu đỏ ngòm nhìn qua khi thấy rõ đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm khuôn mặt thời điểm bạch y sở kiếm thu con ngươi không khỏi co rụt lại đây là một cái hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến người âu dương uyên kể từ tại tân trạch bí cảnh sau khi từ biệt hắn liền không có nhìn thấy qua âu dương uyên sau khi huyết sát tông chiến bại rút khỏi đại can vương triều hắn vốn cho rằng hai người sẽ không bao giờ lại gặp mặt mặc dù hắn cùng với âu dương uyên ở giữa có huyết hải thâm cừu nhưng mà theo thời gian trôi qua hắn đối với cái này một phần cừu hận cũng liền dần dần phai nhạt cũng không có lại đi tận lực tìm kiếm âu dương uyên báo thù nhưng nghĩ không ra hơn ba năm trôi qua âu dương uyên thế mà trưởng thành lên thành một cái thiên cương cảnh cường giả cái này thực sự viễn siêu bạch y sở kiếm thu ngoài ý liệu ra hỏa này đến tột cùng lấy được dạng gì kỳ ngộ thực lực trưởng thành khủng bố như thế sở kiếm thu là ngươi âu dương uyên rõ ràng cũng không thể đoán được người tới thế mà lại là sở kiếm thu nhìn thấy bạch y sở kiếm thu sau âu dương uyên không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lúc nhất thời thù mới hận cũ sông lên đầu bởi vì sở kiếm thu nguyên nhân hắn chịu nhiều đau khổ nhưng cũng chính là bởi vì đối với sở kiếm thu hận thấu xương suy nghĩ một ngày kia có thể rửa sạch nhục nhã chấp niệm hắn mới nấu qua cái kia giống như địa ngục tâm thương dày vò thành công đón nhận cái kia một cọc cơ duyên thực lực đột nhiên tăng mạnh mãi đến đột phá thiên cương cảnh rất tốt ta sớm muốn đi tìm ngươi tính sổ hôm nay đã ngươi đưa tới cửa liền đem mệnh ở lại đây đi âu dương uyên uy nghiêm đạo vừa vặn bút chướng này, ta cũng đã sớm nghĩ kết. Bạch y sở kiếm thu lạnh nhạt đạo. Hắn mặc dù sẽ không tận lực đi tìm Âu Dương Uyên báo thù. Nhưng mà Âu Dương Uyên tất nhiên đưa tới cửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chẳng thể trách chính mình tiềm phục tại huyết ảnh liên minh nội bộ cái kia một bộ khôi lỗi. Phân thân đột nhiên liền tan vỡ. Nguyên lai like là cùng gia hỏa này có liên quan, trước đây sở kiếm thu luyện chế ra một bộ khôi lỗi phân thân hóa thành âu dương uyên bộ dáng mai phục tiến bên trong ám ảnh lâu ở trong tối ảnh lâu cùng huyết sát tông thua chạy đại càn vương triều sau đó sở kiếm thu cái kia một bộ khôi lỗi phân thân cũng liền theo cùng một chỗ rút lui sở kiếm thu sở dĩ đối với huyết ảnh liên minh nội bộ rất nhiều tình huống đều biết phải hết sức rõ ràng cũng là bởi vì cỗ kia tiềm phục tại huyết ảnh liên minh nội bộ khôi lỗi phân thân nguyên nhân một tháng trước cỗ kia khôi lỗi phân thân thân phận đột nhiên bại lộ bị đánh giết sở kiếm thu lúc đó còn không biết là nơi nào xảy ra sơ xuất lại nghĩ không ra lại là âu dương uyên nguyên nhân âu dương uyên như là đã trở thành thiên cương cảnh cường giả tại huyết ảnh liên minh nội bộ địa vị đương nhiên sẽ không thấp trước đây sở kiếm thu giả trang âu dương uyên khôi lỗi phân thân chỉ là chân khí cảnh cửu trọng thực lực mặc dù đằng sau bạch y sở kiếm thu lại luyện chế ra mấy cỗ cảnh giới tu vi cao hơn. Khôi lỗi phân thân đi thay thế đi nguyên bản khôi lỗi phân thân. Thế nhưng chút khôi lỗi phân thân cảnh giới tối cao cũng bất quá là hóa hải cảnh ngũ trọng tu. Vì, bởi vì bạch y sở kiếm thu không ngờ được Âu Dương Uyên cuối cùng thế mà lại tu vi tiến bộ không? Lầu như thế, ngắn ngủi không đến thời gian 4 năm liền từ chân khí cảnh võ giả tấn thăng làm một cái thiên cương cảnh cường giả. cái này so với tiến bộ của mình đều muốn tới phải cấp tốc. chính là bởi vì những thứ này ngoài ý muốn mới khiến cho cỗ kia tiềm phục tại huyết ảnh liên minh nội bộ khôi lỗi phân thân thân phận bại, lộ bị đánh giết. Âu Dương Uyên vung tay lên, một đạo huyết sắc thác nước hướng về Bạch Y Sở kiếm thu và đập tới. hắn bây giờ là thiên cương cảnh cường giả. Bạch y sở kiếm thu chỉ là nguyên đan cảnh lục trọng tu vi, hắn thấy. Chính mình đánh giết bạch y sở kiếm thu là một chuyện dễ dàng. Đối với Âu Dương Nguyên đánh tới đạo này huyết sắc thác nước. Bạch y sở kiếm thu cũng không có né tránh, trường kiếm trong tay chấn động, một kiếm bổ ra. Một đạo lượn lờ bừng bừng liệt diễm bằng bạc kiếm khí bắn ra. Hướng về đạo kia huyết sắc trên thác nước và đập tới bạch y sở kiếm thu nguyên bản là luyện hóa thanh ngọc lưu ly hỏa loại này thiên địa kỳ hỏa. Người mang thanh ngọc lưu ly hỏa bạch y sở kiếm thu. Thì triển liệt dương kiếm pháp so sở kiếm thu bản tôn uy lực càng thêm cường đại. Một kiếm này bổ ra, vô cùng kinh khủng liệt diễm nhiệt độ cao khiến cho không gian chung quanh. Đều bị thiêu đến ẩn ẩn có mấy phần nhăn nheo, ầm vang một tiếng thật lớn. Huyết sắc thác nước cùng liệt diễm kiếm khí đụng vào nhau lập tức bộc phát ra một hồi vô cùng cường đại cơn bão năng lượng khiến cho không gian xung quanh gợn sóng từng trận hai người lần đầu giao thủ thế mà cân sức ngang tài âu dương uyên trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ hắn xem như một cái đường đường thiên cương cảnh cường giả thế mà cùng bạch y sở kiếm thu đánh hòa nhau đây quả thực là một kiện không thể dễ dàng tha thứ sự tính hắn chịu đựng vô số không phải người đau đớn chính là vì một ngày kia báo thù rửa hận rửa sạch nhục nhã bây giờ thật vất vả đưa thân thiên cương cảnh lại há có thể lại để cho sở kiếm thu sống sót âu dương uyên tay một tấm trong tay xuất hiện một cái huyết sắc phướn dài cái này huyết sắc trên trường phiên hiện đầy vô số vô cùng quỷ dị phù văn lúc cái này huyết sắc phướn dài xuất hiện chung quanh bầu trời lập tức bị nhuộm thành một cái biển máu bạch y sở kiếm thu nhìn thấy cái này huyết sắc phướn dài xuất hiện trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đại gia mau lui lại bạch y sở kiếm thu hướng về huyền kiếm tông đại quân bên kia quát lên đường ngọc núi nghe được bạch y sở kiếm thu mệnh lệnh lập tức hạ lệnh huyền kiếm tông đại quân lao nhanh thối lui về phía sau tại bạch y sở kiếm thu dưới nghiêm lệnh huyền kiếm tông đại quân một mực thối lui về phía sau hơn nghìn dặm khoảng cách đường ngọc sơn đẳng người cũng nhìn ra âu dương uyên cái thanh kia phướn dài không thích hợp nếu như huyền kiếm tông đại quân tiếp tục ngốc tại đó chỉ sợ chẳng những không giúp được bạch y sở kiếm thu ngược lại sẽ cho bạch y sở kiếm thu mang đến cực lớn vướng víu sau khi âu dương uyên lấy ra cái này phướn dài lãnh sơn trong lòng cũng dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn hắn cũng đang muốn đánh tính toán hạ lệnh âm mộc tông đại quân rút lui thời điểm thế nhưng là đã không kịp âu dương uyên đem cái kia phướn dài tế ra chỉ thấy ở đó trên trường phiên bỗng nhiên sinh ra vô số đạo cực lớn mạch máu những thứ này huyết quản hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống một bộ phận hướng về bạch y sở kiếm thu trên thân trùm tới một bộ phận hướng về âm mộc tông trong đại quân rơi xuống bạch y sở kiếm thu sắc mặt nghiêm túc trường kiếm huy động liên tục mấy đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí bắn ra hướng tới những cái kia bao phủ cực lớn huyết quản bên trên chém tới những cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí rơi vào trên những cái kia huyết quản lúc lại vẻn vẹn chỉ là làm cho này huyết quản rung động cũng không có đem những cái kia huyết quản chặt đứt bạch y sở kiếm thu trong lòng lấy làm kinh hãi những thứ này huyết quản đến tột cùng là đồ vật gì thế mà bền bỉ như vậy âu dương nguyên cái thanh kia phướn dài xem ra là một kiện pháp bảo cực kỳ khủng bố, đoán chừng phẩm giai còn tại trong tay mình chuôi này ngũ giai trung phẩm trường kiếm. Bên trên pháp bảo, bạch y sở kiếm thu tay trái bóp một cái kiếm quyết. Hai ngón tại trường kiếm trên thân kiếm bôi qua. Một đạo lăng lệ vô song kiếm ý phóng lên trời, bạch y sở kiếm thu dơ kiếm chém ra. Một đạo sáng như tiết vô cùng kiếm quang hoành quán thiên địa, hướng về Âu Dương Nguyên chém qua. mươi 566 đột phá. Bạch Y Sở kiếm thu một kiếm này điều động hỏa chi chân ý, lôi chi chân ý, phong chi chân ý. Đem đủ loại đạo chi chân ý dung nhập vào kiếm chi chân ý bên trong trong một kiếm này. Bạch Y Sở kiếm thu còn đem thanh ngọc lưu ly hỏa dung nhập vào. Đủ loại sức mạnh quấn giao dung hợp, khiến cho Bạch Y Sở kiếm thu một kiếm này nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy. Đủ trảm thiên cương cảnh cường giả. Lãnh Sơn tại nhìn thấy Bạch Y Sở kiếm thu một kiếm này lúc, trong lòng dâng lên một cỗ sâm sâm hàn ý. Bạch y sở kiếm thu thực lực thế mà so với lần trước tại ô Nguyệt Sơn lúc lại có tiến bộ cực. Lớn, riêng là một kiếm này, lãnh sơn liền không có chắc chắn tiếp được tới. Lãnh sơn sở dĩ lúc trước âm mộc tông đại quân cùng huyền kiếm tông giao chiến thời điểm. Vẫn luôn không dám hiện thân, sợ chính là bạch y sở kiếm thu, một mực chờ đến Âu Dương Uyên đến sau đó hắn mới có hiện thân dũng khí bây giờ xem ra chính mình trước đây cách làm là đúng nếu như tại đến trước đó âu dương uyên chính mình liền hiện thân chiến đấu chỉ sợ bây giờ đối mặt bạch y sở kiếm thu cái này vô cùng kinh khủng một kiếm người chính là mình đối với bạch y sở kiếm thu một kiếm này âu dương uyên cũng không dám khinh thị chút nào trong tay pháp quyết kết động vô số đầu huyết quản sen lẫn trước người tạo thành một cái cực lớn huyết thuẫn bạch y sở kiếm thu cái kia hoành quán thiên địa kiếm quang âm vang một tiếng chạm tại trên. Trường này huyết thuẫn, bộc phát ra lóa mắt vô cùng tia sáng. Những thứ này thô to huyết quản sen lẫn mà thành huyết thuẫn tại bạch y sở kiếm thu một kiếm. Này phía dưới, bị chém không ngừng mà sinh ra ba động. Mấy chục đầu thô to huyết quản không ngừng mà vỡ tan. Nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là đem bạch y sở kiếm thu cái này kinh thiên động địa một kiếm. Ngăn cản xuống dưới âu dương uyên nhìn thấy một màn này lập tức không khỏi vừa sợ vừa giận những thứ này huyết quản bị bạch y sở kiếm thu chặt đứt đối với huyết phiên tới nói là một cái không nhỏ tổn thương hắn cái này huyết phiên lai lịch cũng không nhỏ chỉ là bởi vì đã từng từng bị trọng thương lúc này mới uy lực giảm nhiều nhưng mà ngay cả như vậy cũng không phải thông thường thiên cương cảnh võ giả có thể tổn thương được nhưng bạch y sở kiếm thu chỉ là nguyên đan cảnh lục trọng tu vi thế mà liền có thể chảm phá huyết phiên hiển hiện ra những thứ này huyết quản. Cái này khiến Âu Dương Uyên trong lòng vừa ngoài ý muốn vừa sợ giận, Âu Dương Uyên vung tay lên. Vô số đạo huyết quản lít nhít hướng bạch y sở kiếm thu bao phủ tới. Bạch y sở kiếm thu pháp quyết kết động. Quanh người trong nháy mắt sinh ra vô số thanh bạch sắc hỏa diễm hoa sen. Những ngọn lửa này hoa sen hiện đầy quanh người hơn 10 dặm phạm vi đem những cái kia thô to mạch máu chắn bên ngoài. Nhưng mà những cái kia thô to huyết quản uy lực thật là quá mức kinh khủng. Những cái kia thanh bạch sắc hỏa diễm hoa sen tại những cái kia thô to huyết quản đè ép phía. Dưới nhau nhau phá diệt. Bạch y sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, tâm niệm khẽ động. Năm chuôi trường kiếm pháp bảo từ không gian pháp bảo bên trong liên tiếp bắn đi ra. Lơ lửng ở xung quanh người, tạo thành một cái uy lực to lớn vô cùng kiếm trận cái kiếm trận này một tạo thanh. Lập tức một cỗ sông thẳng lên trời bằng bạc kiếm ý từ trong kiếm trận tản mát ra. Lăng lệ vô cùng kiếm ý tràn ngập quanh người hơn 10 dặm phạm vi. Những cái kia thô to huyết quản tại những này lăng lệ vô cùng kiếm ý ngăn cản phía dưới. Thế mà mày may khó mà tiến thêm, Âu Dương Uyên nhìn thấy một màn này. Trong đôi mắt thoáng qua vẻ hung ác âm hàn chi ý âu dương uyên vung tay lên vô số đạo huyết quản cắm vào âm mộc tông đại quân quân trận bên trong những cái kia bị huyết quản quét chúng âm mộc tông võ giả lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ là mấy cái thời gian hô hấp liền đã bị hút cạn máu thịt biến thành một bộ thây khô nhìn thấy một màn này vô luận là lãnh sơn vẫn là huyền kiếm tông đám người đều sắc mặt đại biến nghĩ không ra âu dương uyên thế mà tàn nhẫn như vậy ngay cả người mình đều không buông tha Huyền Kiếm Tông mọi người nhất thời không khỏi một hồi lòng còn sợ hãi. Cũng may nhanh chóng rút lui, bằng không tại những này huyết quản oanh kích phía dưới. Cho dù bọn họ cuối cùng chặn lại đến xuống, cũng sẽ trả giá cực kỳ to lớn đánh đổi. Lãnh Sơn bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, nhưng mà nhìn thấy Âu Dương Uyên cái kia vô cùng giữ tợn sắc mặt. Vẫn là không có lên tiếng, hắn hoài nghi nếu như mình dám can đảm lên tiếng ngăn cản mà nói đoán chừng Âu Dương Uyên cuối cùng liền hắn đều sẽ không bỏ qua. Cái thanh kia huyết phiên đang ăn uống đại lượng võ giả huyết nhục sau đó lập tức lộ ra hung uy. Ngập trời, huyết phiên trên thân tản mát ra cực kỳ nồng nặc huyết sát chi khí. Trung quanh trong phạm vi mấy chục dặm không khí cơ hồ hóa thành đậm đặc vô cùng huyết hải. Những cái kia tấn công về phía bạch y sở kiếm thu thô to huyết quản kịch liệt bành trướng. Tản mát ra từng trận vô cùng đáng sợ huyết quang. Bạch Y Sở kiếm thu kiếm ý đại trận bị những cái kia kinh khủng huyết quản cuốn lấy. Lập tức phát ra từng đợt răng rắc răng rắc âm thanh. Cuối cùng tại những cái kia huyết quản công kích, âm vang vỡ vụn ra, năm chuôi trường kiếm pháp bảo bể thành vô số bột mịn. Bạch Y Sở kiếm thu lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra. Những cái kia huyết quản tại đánh tan Bạch Y Sở kiếm thu tiểu ngũ hành kiếm trận sau đó, cấp tốc vô cùng hướng Bạch Y Sở kiếm thu trên thân quấn tới bạch y sở kiếm thu thân hình thoát một cái, thi triển ra phong rực độn pháp. Đồng thời sau lưng phong chi dực kích phát đến cực hạn. Thân hình hóa thành một đạo vô hình rõ ràng gió từ những cái kia rậm rạp chẳng chịt huyết quản. Giáp công phía dưới chạy ra ngoài. Bạch y sở kiếm thu thân hình huyền lập tại ngoài mười mấy dặm trên bầu trời. Đưa tay lau một cái máu tươi trên khóe miệng. Hơi hơi thở ra một hơi, xem ra lấy trước mắt thực lực đối kháng Âu Dương Nguyên cái thanh kia. Huyết phiên có chút khó khăn a, à. thậm chí ngay cả tiểu ngũ hành kiếm trận đều đỡ không nổi cái thanh kia huyết phiên. Cái thanh kia huyết phiên uy lực thật là kinh khủng, bất quá tiểu ngũ hành kiếm trận đỡ không nổi những cái kia huyết quản công kích. Đó cũng không phải tiểu ngũ hành kiếm trận uy lực không đủ nguyên nhân, mà là bạch y sở kiếm thu dùng để bố trí tiểu ngũ hành kiếm trận cái kia năm chuôi trường kiếm, pháp bảo phẩm dai quá thấp cái kia năm chuôi trường kiếm pháp bảo vẻn vẹn chỉ là nửa bước ngũ giai pháp bảo dùng để đối phó những cái kia huyết quản công kích phẩm giai không đủ khả năng nếu như cái kia năm chuôi trường kiếm pháp bảo phẩm giai đều đến ngũ giai cấp độ dù cho vẫn như cũ ngăn cản không nổi những cái kia huyết quản công kích cũng đánh gãy sẽ không ở những cái kia huyết quản công kích cả tòa kiếm trận đều bể ra bạch y sở kiếm thu có chút đáng tiếc chính mình bản tôn không ở nơi này bằng không cái thanh kia huyết phiên chính là một kiện cực lớn thuốc bổ tất nhiên lấy trước mắt cảnh giới tu vi đánh không lại vậy thì lại đột phá một cảnh giới bạch y sở kiếm thu buông ra cảnh giới áp chế ầm vang một tiếng trên thân bộc phát ra một hồi vô cùng cường đại khí thế ở đó cỗ cường đại khí thế sung kích phía dưới quanh người lập tức nhấc lên từng vòng từng vòng cuồng bạo vô cùng khí lãng hướng bốn phía bao phủ hơn mười dặm phương viên Bạch y sở kiếm thu nhất cử đột phá cảnh giới bình cảnh. Tấn thăng làm nguyên đan cảnh thất trọng cảnh giới, đang cùng lãnh sơn tại ô Nguyệt Sơn đánh một. Trận xong, bạch y sở kiếm thu kỳ thực liền đã đạt đến nguyên đan cảnh lục trọng đỉnh phong. Ở vào lần danh đột phá, chỉ có điều vì đem cảnh giới rèn luyện đến kiên cố hơn thực. Để vì đằng sau đánh xuống kiên cố hơn thật cơ sở. Bạch y sở kiếm thu mới đem cảnh giới cứng rắn ngăn chặn. Bây giờ gặp phải hiểm cảnh như thế, bạch y sở kiếm thu cũng lại không cố được nhiều như vậy. Vào thẳng đột phá giới bình cảnh. Tấn thăng đến nguyên đan cảnh thất trọng, tại bạch y sở kiếm thu đột phá nguyên đan cảnh thất. Trọng đồng thời, hắn liệt dương kiếm pháp cũng đột phá đến tầng thứ hai. mươi 567 huyết phiên uy lực. Liệt dương kiếm pháp chính là thiên giai hạ phẩm võ kỹ uy lực xa không phải địa giai võ kỹ có thể so sánh tại đột phá tầng thứ hai sau đó uy lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần bạch y sở kiếm thu trường kiếm trước người dựng lên tay trái bóp một cái kiếm quyết ngón giữa và ngón trỏ khép lại trên thân kiếm bôi qua một đạo ngọn lửa màu trắng xanh tại giữa ngón tay sinh ra bị hai ngón xóa được thân kiếm lửa nóng hừng hực lượn lờ thân kiếm một mảnh đỏ bừng bạch y sở kiếm thu tay phải trường kiếm vung lên một đạo bàng bạc vô cùng liệt diễm kiếm khí hoành quán mà ra bị phỏng quanh mình không gian đều sinh ra mấy phần gợn sóng liệt diễm kiếm khí những nơi đi qua những cái kia thô to mạch máu bị bị phỏng một mảnh khô héo âu dương nguyên ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục khống chế những cái kia thô to huyết quản hút lấy âm mộc tông đại quân võ giả huyết nhục theo cái kia huyết phiên hút võ giả huyết nhục càng ngày càng nhiều cái kia huyết phiên tán phát hung uy cũng càng ngày càng cường đại âm mộc tông đại quân nhìn thấy một màn này sớm đã chạy trốn tứ phía nhưng mà âu dương uyên khống chế huyết phiên sinh ra vô số đạo huyết quản đem trong phạm vi trăm dặm không gian đều bao phủ lại những cái kia âm mộc tông đại quân võ giả không thể trốn đi đâu được cuối cùng đều hóa thành những cái kia huyết quản phía dưới vong hồn bị những cái kia huyết quản đem huyết nhục hút đến không còn một mảnh âm mộc tông ba vạn còn sót lại đại quân cuối cùng toàn bộ mất mạng ở đó huyết phiên phía dưới cái kia huyết phiên đang ăn uống cái này ba vạn đại quân huyết nhục sau đó hung uy tràn ngập biển máu ngập trời khí tức vô cùng kinh khủng bạch y sở kiếm thu nhìn thấy một màn này sắc mặt nghiêm túc vô cùng âu dương uyên lấy được cái này huyết phiên đến tột cùng là dạng gì hung vật thế mà đáng sợ như thế âm mộc tông mặc dù là địch nhân nhưng mà những cái kia võ giả thảm như vậy chết bởi âu dương uyên huyết phiên phía dưới bạch y sở kiếm thu đồng dạng cảm giác trong lòng khó chịu huyết ảnh liên minh loại này diệt tuyệt nhân tính người trong tà đạo quả nhiên không nên dung nạp tại thế gian tại vừa mới bắt đầu thời điểm bạch y sở kiếm thu kiếm khí còn có thể ngăn cản những cái kia huyết quản công kích nhưng mà ở đó huyết phiên hút ăn ba vạn đại quân sau đó Bạch y sở kiếm thu ngăn cản liền càng chật vật, siêu. Bạch y sở kiếm thu lần nữa hiểm mà lại hiểm mà từ những cái kia huyết quản công kích trốn. Thoát, bạch y sở kiếm thu huyền lập ở phía xa. Cầm trong tay trường kiếm thu vào, trong tay một tấm, lấy ra bôn lôi sáo trang. Dương cung cài tên, bắn ra ngoài. Bạch y sở kiếm thu liên tục kéo động dây cung. Từng lớp từng lớp mưa tên liên tiếp không ngừng mà bắn ra ngoài những thứ này mưa tên cũng không có cùng những cái kia huyết quản trực tiếp chạm vào nhau mà là tại bạch y sở kiếm thu dưới sự khống chế không ngừng đem âu dương uyên cùng cái kia huyết phiên vây lại âu dương uyên nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi có mấy phần nghi hoặc không biết bạch y sở kiếm thu đây là muốn làm gì nhưng mà trong lòng của hắn lại âm thầm cảnh giác lên hắn đã từng cùng sở kiếm thu tại mấy trạch bên trong bí cảnh giao thủ qua biết sở kiếm thu quỷ kế đa đoan, tuyệt đối sẽ không làm loại này không mục đích gì sự tính. Bạch y sở kiếm thu bắn tên cực nhanh, chỉ là mười mấy thời gian hô hấp. Liền đã bày ra ly long thất sát đại trận, Âu Dương Nguyên đợi đến phát hiện không ổn thời điểm. Đã muộn, ly long thất sát đại trận đã bố trí thành hình. Bảy vòng từ trên xuống dưới tầng tầng lớp lớp chạy lôi tiễn đem hắn cùng cái kia huyết phiên. Vây quanh ở trung ương, ở đó bảy vòng chạy lôi tiễn phía trên còn có 16 đạo tản ra ba động cường đại linh phù đứng hàng bát phương. Cái này bảy vòng rậm rạp chẳng chịt mũi tên cùng cái kia 16 đạo linh phù tạo thành một. Cái vô cùng cường đại sát trận, toàn bộ sát trận tản ra một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức. Âu Dương Uyên trong lòng nhất thời cảm thấy một cỗ cực kỳ to lớn nguy hiểm. Cũng lại không lo được dùng những cái kia huyết quản đi công kích bạch y sở kiếm thu. Vội vàng đem những cái kia huyết quản thu hồi bên cạnh những thứ này huyết quản lập tức tạo thành một cái cực lớn huyết cháo. Đem hắn bảo hộ ở cháo bên trong. Ở đó huyết cháo vừa mới tạo thành thời điểm, bạch y sở kiếm thu hai tay chặp lại. Lì lòng thất sát đại trận trong nháy mắt phát động. Bảy vòng chạy lôi tiễn tạo thành bảy vòng lưu quang liên tiếp hướng ở vào trong đại trận Âu. Dương Uyên tụ hợp mà đi, cái kia 16 đạo linh phù cũng hóa thành 16 đầu cực lớn. Hỏa long hướng về trung ương lao nhanh mà đi. 16 con rồng lửa ở trung ương hội tụ, đầu đuôi cùng nhau ngậm. Ở trung ương tạo thành một đạo cao tới mấy ngàn trượng cực lớn hỏa trụ. Đạo này ngọn lửa uy lực kinh khủng tới cực điểm, có phần thiên trừ hải chi uy, rầm rầm rầm. Từng đợt nổ kinh thiên động vang lên. Nổ tung nhấc lên gợn sóng năng lượng giống như nước gợn sóng hướng ra phía ngoài một vòng lại. Một vòng mà khuếch tán ra. Những năng lượng này gợn sóng nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng khí lãng những khí lãng này bao phủ mấy trăm dặm bầu trời. Khiến cho mấy trăm dặm bầu trời cũng thay đổi màu sắc nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua. Nổ tung ánh lửa dần dần bình ổn lại, lộ ra trung ương cái kia cực lớn huyết cháo. Lúc này cái kia từ vô số lít nhà lít nhít huyết quản hình thành huyết cháo tại to lớn vô cùng. Nổ tung phía dưới bị tạc phải nhão nhoẹt. Vô số huyết quản hoặc bị tạc phải cắt thành mấy chục đoạn. Hoặc trực tiếp bị tạc trở thành bột mịn bất quá cho dù ở khủng bố như thế đại trận oanh kích phía dưới cái kia huyết cháo thế mà vẫn không có hoàn toàn phá diệt vẫn như cũ còn có mấy chục đầu huyết quản rất thưa thớt mà chống đỡ đem âu dương uyên bảo hộ ở bên trong âu dương uyên lúc này trong lòng kinh sợ đạt đến cực điểm tại bạch y sở kiếm thu ly lòng thất sát đại trận oanh kích phía dưới hắn mặc dù thụ thương không trọng nhưng mà cái này huyết phiên lại bị hao tổn không nhẹ bị oanh kích thành bộ dáng như vậy cái này huyết phiên cũng không biết còn muốn hấp thu bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng với huyết thực mới có thể lần nữa khôi phục tới âu dương uyên một thân thực lực hơn phân nửa đều ở đây huyết phiên thượng hơn nữa hắn sở dĩ tu hành nhanh chóng như vậy cũng hoàn toàn là bởi vì cái này huyết phiên nguyên nhân bây giờ cái này huyết phiên bị hao tổn nghiêm trọng như vậy sẽ nghiêm trọng mà trở ngại tu hành của hắn tiến cảnh Lúc này Âu Dương Uyên trong lòng đối với sở kiếm thu càng là hận thấu xương. Lần này hắn tính toán bắt được sở kiếm thu. Tuyệt đối không thể để cho sở kiếm thu cứ như vậy dễ dàng chết. Hắn muốn để sở kiếm thu nhận hết 1,970 chủng huyết hình mới có thể bỏ qua. Hắn lường trước vừa rồi đại trận kia hẳn là sở kiếm thu lớn nhất đòn sát thủ. Thì triển ra cái kia ngập trời sát trận. Sở kiếm thu tất nhiên cũng bỏ ra không thiếu đại giới kế tiếp sở kiếm thu cũng chỉ có tùy ý hắn gây khó dễ bất quá tại hắn đang muốn triệt tiêu bên ngoài cái kia đã không thành hình huyết cháo lúc trong lòng bỗng nhiên lần nữa dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt nguy cơ âu dương uyên lấy làm kinh hãi đưa mắt hướng cái kia nguy cơ truyền đến chỗ nhìn lại đã thấy trong tay bạch y sở kiếm thu xuất hiện một tấm cực lớn màu tím đại cung chương này màu tím đại cung toàn thân trên dưới lượn lờ vô cùng kinh khủng đích lôi mang bạch y sở kiếm thu lúc này đang dương cung cài tên nhắm ngay hắn lúc nhìn thấy ly long thất sát đại trận vẫn như cũ không làm gì được âu dương uyên cái kia huyết phiên bạch y sở kiếm thu không thể không sử dụng tên sát thủ cuối cùng này giản từ vũ tật lôi cung nếu như ngay cả cuối cùng này đòn sát thủ còn đánh bại không được âu dương uyên mà nói hắn cũng chỉ có thể dẫn dắt huyền kiếm tông đại quân bỏ trốn Bạch y sở kiếm thu đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, dốc hết toàn lực kéo động dây cung. Tử vũ tật lôi trên cung đích lôi mang lập tức hướng về trong tay phải chi kia to lớn vô cùng. Mũi tên bên trên tụ tập đi qua. Cùng lúc đó, bạch y sở kiếm thu về tiễn ngón tay sinh ra một đạo ngọn lửa màu trắng xanh. Hướng về chi kia cực lớn mũi tên lan tràn đi qua. mươi 568 thắng lợi. Dù cho bạch y sở kiếm thu đem tất cả sức mạnh đều điều động lại như cũ chỉ có thể đem từ vũ tật lôi cung kéo ra 4 phần 5. Không thể hoàn toàn đem từ vũ tật lôi cung kéo căng. Bạch y sở kiếm thu thần niệm phát tán ra, đem Âu Dương Uyên cẩn thận khóa chặt. Tay phải buông lỏng, chi kia to lớn vô cùng mũi tên lập tức hóa thành một đạo cực lớn lưu quang. Hướng về Âu Dương Uyên cấp tốc vô cùng bắn tới. Mũi tên này mũi tên bên trên lượn lờ lôi, hỏa, gió ba loại sức mạnh vô cùng cường đại lôi phong tương bác phong hỏa sen lẫn lực lượng cường đại khiến cho mũi tên này mũi tên thu được không có gì sánh kịp tốc độ cơ hồ đột phá không gian hạn chế chỉ là vừa mới một bắn đi ra liền đã đi tới âu dương uyên trước mặt âu dương uyên lập tức cực kỳ hoảng sợ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem cái thanh kia huyết phiên ngăn tại trước mặt mình oanh chi kia cực lớn mũi tên dễ dàng đột phá những cái kia mạch máu tạo thành tàn phá huyết cháo thẳng tắp đánh vào Âu Dương Uyên cái thanh kia huyết phiên thượng. Sức mạnh vô cùng cường đại đem Âu Dương Uyên hướng phía sau đánh thẳng bay mấy trăm dặm. Đem cái thanh kia quỷ dị huyết phiên kéo ra một cái động lớn. Âu Dương Uyên thân hình bay ra mấy trăm dặm thật vất vả mới cầm chắc thân thể. Lúc này hắn liền nhìn cũng không dám lại nhìn bạch y sở kiếm thu một mắt. Không nói một lời lập tức quay người thoát đi. Cái này huyết phiên một mà tiếp mà gặp trọng kích lúc này đã lại khó mà phát huy ra bất kỳ chiến lược. Chính hắn bản thân cũng tại bạch y sở kiếm thu vừa rồi mũi tên kia phía dưới bị thương rất. Nặng lúc này lại không đi, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều phải nằm tại chỗ này. Lãnh Sơn nhìn thấy liền Âu Dương Nguyên đều chạy, hắn lại không dám dừng lại. Cũng đi theo quay người thoát đi. Bạch y sở kiếm thu đợi đến hai người đều trốn xa. Lúc này mới loạn trà loạn trạng mà hướng huyền kiếm tông đại quân bên kia bay đi thân hình giống như uống rượu say đồng dạng ở trên bầu trời nghiêng ngã bay lên cùng âu dương uyên một trận chiến này hắn đồng dạng bỏ ra cực kỳ to lớn đánh đổi đầu tiên tại trước mặt và những cái kia mạch máu giao chiến bên trong liền bị thương không nhẹ về sau tiểu ngũ hành kiếm trận bị cái kia huyết phiên đánh nát lúc thụ thương càng nặng ở sau đó thi triển ly long thất sát đại trận thời điểm càng là khiến cho hắn thương càng thêm thương cuối cùng thi triển từ vũ tật lôi cung làm trung cực nhất kích lúc mặc dù làm trọng thương âu dương uyên nhưng hắn cũng đến cực hạn thậm chí hắn bị thương so âu dương uyên đều càng nặng âu dương uyên cái thanh kia huyết phiên cường đại viễn siêu tưởng tượng nếu như không phải trước tiên dùng ly long thất sát đại trận phá hết những cái kia mạch máu hình thành cái kia huyết cháo bạch y sở kiếm thu cuối cùng mũi tên kia chưa hẳn liền có thể trọng thương âu dương uyên bạch y sở kiếm thu trong chiến đấu sử dụng thủ đoạn thứ tự trước sau đều đi qua nghiêm mật tính toán chỉ cần trong đó trình tự sai một chút cũng có thể dẫn đến lần chiến đấu này thất bại tỉ như nếu như vận dụng từ vũ tật lôi cung trước đây hắn cũng rất có khả năng bất lực lại thi triển ra ly long thất sát đại trận mà chỉ bằng vào từ vũ tật lôi cung mùi tên kia mà nói bạch y sở kiếm thu đoán chừng có khả năng rất lớn là khó mà hoàn toàn trọng thương âu dương uyên làm cho âu dương uyên mất đi chiến lược nếu nói như vậy kết quả của trận chiến này nhưng là cực kỳ nguy hiểm cho nên từ vũ tật lôi cung vận dụng mãi mãi cũng là tại cuối cùng vạn thời điểm bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ bởi vì cây cung này phẩm dai thật là là quá cao đạt đến ngũ dai cực phẩm tình cảnh dù cho lấy bạch y sở kiếm thu cảnh giới bây giờ tu vi vẫn như cũ khó có thể chịu đựng được sử dụng cái này cung phản phệ hơn nữa cái này từ vũ tật lôi cung kéo đến càng mở. Bạch y sở kiếm thu chịu phản phệ lại càng lớn. Trước đó bạch y sở kiếm thu cảnh giới tu vi còn thấp thời điểm. Chỉ có thể kéo ra từ vũ tật lôi cung một phần mười. Cho nên lấy bạch y sở kiếm thu ngay lúc đó cảnh giới tu vi vẫn như cũ có thể miễn cưỡng tiếp. Nhận xuống. Nhưng mà trước mắt bạch y sở kiếm thu đã có thể kéo ra từ vũ tật lôi cung bốn phần năm chịu phản vệ không thể cùng ngày mà nói, đương nhiên. Bộc phát ra uy lực cũng đồng dạng không phải trước đó chỉ là kéo ra một phần mười có thể so. Sánh, cho nên dù cho bạch y sở kiếm thu tu vi đề cao. Nhưng mà sử dụng từ vũ tật lôi cung lúc cũng tương tự chỉ có một tiễn chi lực, một tiễn đi qua. Bạch y sở kiếm thu trên cơ bản cũng liền phế đi. Nếu như không có nghiên cứu ra mới chữa thương đan dược. Tại trước mắt Huyền Kiếm Tông tốt nhất chữa thương đan dược Thanh Dương hồi xuân đan phía dưới. Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 ngày mới có thể có sức tái chiến. Mà muốn khỏi hẳn mà nói, không có 10 ngày nửa tháng liền mơ tưởng nhìn thấy Bạch Y Sở kiếm. Thu bộ dáng kia, thôi Nhã Vân cùng trưởng tôn Nguyên Bạch thân hình tòng quân trong trận bay. Ra, đi tới Bạch Y Sở Kiếm Thu bên cạnh, đem Bạch Y Sở Kiếm Thu tiếp trở về sau trận chiến này, tiếng thông gieo quốc nội thế cục hoàn toàn định rồi xuống, sau khi âm mộc. Tông chiến bại, toàn bộ tiếng thông gieo quốc nội không còn bất kỳ một thế lực nào có thể cùng. Huyền kiếm tông chống lại. Tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh cùng tiếng thông gieo quốc hoàng thất cũng không dám. Lại đi trêu chọc huyền kiếm tông. Sau khi tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh cùng tiếng thông gieo quốc hoàng thất an phận. Xuống, huyền kiếm tông cũng không có đi chủ động tiến đánh bọn hắn, đến nước này. Tiếng thông gieo quốc cảnh bên trong bị cái này tam phương thế lực riêng phần mình chia cắt. Huyền kiếm tông bởi vì chiếm đoạt âm mộc tông phạm vi thế lực. Cho nên huyền kiếm tông tại tiếng thông gieo quốc nội cương vực tại trong ba phương thế lực là. Lớn nhất kết hợp phía trước huyền kiếm tông đánh rớt xuống lãnh thổ. Huyền kiếm tông tại tiếng thông gieo quốc cương vực cơ hồ chiếm tiếng thông gieo quốc cương vực. Một nửa cái này một nửa lãnh thổ so với toàn bộ đại càn vương triều đều phải lớn hơn gấp mấy lần huyền kiếm tông tại chiếm đoạt âm mộc tông phạm vi thế lực cùng với toàn bộ âm mộc tông sau đó thực lực lập tức tăng vọt âm mộc tông tại tiếng thông gieo quốc nội kinh doanh mấy trăm năm toàn bộ tông môn tài lực hết sức kinh người sau khi thu được như thế một món tiền của khổng lồ huyền kiếm tông các đại quân danh pháp bảo trang bị tài nguyên tu luyện đều được cực lớn thăng cấp tại trong khoảng thời gian này huyền kiếm tông tại trong tiếng thông gieo quốc sở lấy được bảo. Vật cũng không thiếu ngũ hành chi thuộc bảo vật. Bạch y sở kiếm thu lợi dụng những thứ này ngũ hành chi thuộc bảo vật đem cỗ này vô cấu phân. Thân cửu chuyển kim thân quyết cũng tu luyện đến đệ thất chuyển tình cảnh. Bạch y sở kiếm thu tại tu luyện thành cửu chuyển kim thân quyết đệ thất chuyển thời điểm. Nhục thân cường độ có tăng lên cực lớn. Lúc này nếu như hắn tái sử dụng từ vũ tật lôi cung mà nói mặc dù vẫn như cũ sẽ phải chịu nghiêm trọng phản phệ, nhưng tuyệt không đến nỗi sẽ thảm như vậy. Cửu chuyển kim thân quyết đệ thất triển khiến cho nhục thân cường độ có thể so với ngũ giai hạ. Phẩm pháp bảo, lúc này hắn cỗ này vô cấu phân thân nhục thân cường độ so với bản tôn đều muốn. Mạnh hơn không thiếu, lúc này hắn bản tôn cửu chuyển kim thân quyết cũng chỉ là tu luyện đến đệ lục truyền. Nhục thân cường độ chỉ là cùng nửa bước ngũ giai pháp bảo tương đương. Dù sao Sở Kiếm Thu bản tôn chỉ là dựa vào một người kiếm tiền. Đạt được tài nguyên tự nhiên xa xa không cách nào cùng vô cấu phân thân dạng này có dòng dã một. Cái tông môn phụng dưỡng so sánh. Đương nhiên, ngược lại cũng có thể nói là Bạch Y Sở Kiếm Thu lấy sức một mình nuôi huyền kiếm. Tông gần tới 10 vạn đại quân. Dù sao Huyền Kiếm Tông bây giờ công pháp, phù trận, đan dược, pháp bảo. Những cái kia phẩm cấp cao bảo vật toàn bộ đều là Bạch Y Sở Kiếm Thu cung cấp. Không có uổng phí áo Sở Kiếm Thu. Huyền Kiếm Tông cũng căn bản không cách nào phát triển đến bây giờ tình trạng này. Bạch Y Sở Kiếm Thu cùng Huyền Kiếm Tông ở giữa, bây giờ là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Chương 569 đột phá nguyên đan cảnh lục trọng. Huyền Kiếm Tông tại một trận chiến kia bên trong mặc dù đánh bại Âm Mộc Tông, nhưng mà cái này lại cũng không đại biểu cho một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vừa vặn tương phản đây chính là chân chính chiến tranh bắt đầu bởi vì đứng tại âm mộc tông phía sau là thế lực vô cùng to lớn huyết ảnh liên minh bạch y sở kiếm thu lợi dụng từ âm mộc tông lấy được tài sản to lớn luyện chế ra không thiếu tẩy tủy phạt cốt phù lần này tham dự cùng âm mộc tông đại chiến huyền kiếm tông các đại tướng lĩnh cùng với chiến công phong phú tướng sĩ đều thu được tẩy tủy phạt cốt phù tư chất lấy được tăng lên cực lớn đang cùng âm mộc tông đánh một trận xong. Huyền kiếm tông bắt đầu ở phía tây tùng đào quốc kiến tạo phong tuyến. Bởi vì tùng đào quốc đường biên giới hướng tây, đó chính là huyết ảnh liên minh địa bàn. Huyền kiếm tông tại chiếm đoạt âm mộc tông cương vực sau đó. Tương đương với trực tiếp cùng huyết ảnh liên minh địa bàn đánh sáp lá cà. Bạch y sở kiếm thu trước mắt cũng không tính cùng huyết ảnh liên minh ở giữa bộc phát triệt đề. Chiến tranh, lấy huyền kiếm tông thực lực trước mắt còn khó có thể chân chính cùng huyết ảnh liên minh chống lại cho nên bạch y sở kiếm thu trước mắt càng nhiều hơn chính là lựa chọn phòng thủ chiến lược tại trên đường biên giới cấu tạo kiên cố phòng tiến phòng ngừa huyết ảnh liên minh tiến công chỉ cần huyết ảnh liên minh trước mắt không muốn cùng nam châu liên minh ở giữa hoàn toàn vạch mặt liền tuyệt đối sẽ không phái đại quân quy mô xâm phạm bởi vì tùng đào quốc dù sao cũng là nhật nguyệt trai địa bàn huyết ảnh liên minh âm thầm tại tùng đào quốc bên trong bồi dưỡng âm mộc tông nhật nguyệt trai có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng mà một khi huyết ảnh liên minh trắng trợn điều động đại quân xâm lấn tùng đào quốc địa bàn nhật nguyệt trai coi như nghĩ giả bộ hồ đồ đều trang không được nhật nguyệt trai một chỗ cực kỳ rộng lớn đại điện bên trong quý phi văn hướng trưởng lão hội đại trưởng lão đỡ tình bạn bẩm báo tùng đào quốc tình huống gần đây vốn là lấy một cái chỉ là trung đẳng nước phụ thuộc sự tình căn bản cũng không đủ để kinh động trưởng lão hội nhưng mà tùng đào quốc sự tình cực kỳ đặc thù bởi vì tùng đào quốc vị trí địa lý nguyên bản là ở vào nhật nguyệt trai huyết ảnh liên minh cùng thượng thanh tông ba giao hội chỗ các phương thế lực ở đây rắc rối phức tạp chuyện xảy ra ở nơi này đã không chỉ là một cái trung đẳng nước phụ thuộc sự tình đại trưởng lão chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho huyền kiếm tông chiếm lĩnh chúng ta nhật nguyệt trai lãnh thổ quý phi văn có chút không cam lòng đạo huyền kiếm tông chỉ là thượng thanh tông hạ đẳng nước phụ thuộc đại can trong vương triều một cái nho nhỏ tông phái thế mà dám can đảm chiếm lĩnh nhật nguyệt trai lãnh thổ quả thực là gan to bằng trời thượng thanh tông mặc dù tại trong liên minh nam châu so nhật nguyệt trai hơi mạnh một phần nhưng mà cũng không tới phiên một cái nho nhỏ hạ đẳng nước phụ thuộc tông môn lấn đến nhật nguyệt trai trên đầu tới người biết cái gì đỡ tình bạn hừ lạnh một tiếng nói hắn thượng thanh tông tất nhiên muốn cùng huyết ảnh liên minh cứng rắn mà nói như vậy tùy bọn hắn đi tốt cái này vừa vặn không cần chúng ta nhật nguyệt trai hai đầu khó xử huyền kiếm tông chiếm lĩnh vốn cũng không phải là chúng ta nhật nguyệt trai khống chế cương Vực cái này âm mộc tông đính tại trời ạ Nguyệt Trai trên địa bàn. Chúng ta Nhật Nguyệt Trai đang lo lắng như thế nào hướng Nam Châu Liên minh đám lão già kia. Giao phó đâu, bây giờ huyền kiếm tông ngược lại là tương đương với thay chúng ta giải quyết một. Cái đại phiền toái Nam Châu Liên minh đối với Nhật Nguyệt Trai bỏ mặc huyết ảnh Liên minh tại Tùng Đào Quốc Bên. Trong ghim vào âm mộc tông sự tình sớm đã có bất mãn. Chỉ có điều âm mộc tông làm việc coi như điệu thấp hơn nữa nam châu liên minh mặc dù biết âm mộc tông là huyết ảnh liên minh quân cờ nhưng mà cái này dù sao không phải là bày ra trên mặt bàn sự tình nam châu liên minh cũng không tốt đối với nhật nguyệt trai quá mức bức bách nhật nguyệt trai ở trên việc này cũng là tình thế khó xử trên lý luận tới nói phàm là gia nhập vào nam châu liên minh tông phái hắn quản hạt lãnh thổ cũng là thuộc về nam châu liên minh chỉ có điều tông phái bản thân cũng nắm giữ rất lớn quyền tự chủ mà thôi sau khi phát hiện âm mộc tông cùng huyết ảnh liên minh có liên quan nhật nguyệt trai là có nghĩa vụ thanh trừ âm mộc tông nhưng mà nhật nguyệt trai lại không muốn bởi vậy cùng huyết ảnh liên minh vạch mặt dù sao nhật nguyệt trai địa bàn cùng huyết ảnh liên minh giáp giới nhiều lắm một khi nhật nguyệt trai cùng huyết ảnh liên minh khai chiến kết quả là cực kỳ nghiêm trọng huyền kiếm tông lần này cử động ngược lại là tương đương với vì nhật nguyệt trai thanh trừ một cái khúc mắc đối với nhật nguyệt trai tâm tư bạch y sở kiếm thu kỳ thực cũng biết vô cùng cũng chính bởi vì tinh tường ở trong đó rắc rối phức tạp thế lực giao thoa bạch y sở kiếm thu mới có thể để cho huyền kiếm tông cùng âm mộc tông triệt để khai chiến mà không phải lui về đại càn vương triều bởi vì sở kiếm thu khôi lỗi phân thân tiềm phục tại huyết ảnh liên minh nội bộ đối với huyết ảnh liên minh hiểu rõ do so rất nhiều nam châu liên minh tông môn đều càng thêm tinh tường huyết ảnh liên minh cùng nam châu liên minh ở giữa sớm muộn sẽ có một trận chiến hơn nữa một trận chiến này sẽ không quá xa huyền kiếm tông nhất thiết phải tại một trận chiến này đến trước đó hết tất cả sức mạnh phát triển lớn mạnh bằng không đợi đến một trận chiến này chân chính lúc bắt đầu nếu như không có đủ thực lực rất dễ dàng trong trận chiến này hôi phi yên diệt ngay cả sức tự vệ cũng không có. Cho nên dù cho chiếm đoạt âm mộc tông sẽ có nguy hiểm cực lớn. Huyền kiếm tông cũng nhất thiết phải làm như vậy, thượng. Thanh tông, nội môn một gian trong phòng tu luyện, một cỗ cường đại khí thế bạo phát đi ra. Cỗ khí thế cường này bao phủ cả toàn nội môn phòng tu luyện cực lớn Sơn Phong. Những cái kia tại những khác tu luyện thất tu luyện thượng thanh tông đệ tử nhau nhau bị cỗ khí thế cường này kinh động đồ chó hoang đây nhất định lại là sở lột da làm ra động tĩnh mẹ nó cái thằng chó này bế quan sau đó nội môn thật vất vả an phận ba tháng này đây là còn chuẩn bị đi ra gây sự tiết tấu lần này không biết lại có ai phải xui xẻo những cái kia nội môn đệ tử hùng hùng hổ hổ từ trong phòng tu luyện lao ra tại này cổ khí thế cường đại bao phủ phía dưới bọn hắn cũng không biện pháp tiếp tục tại trong phòng tu luyện ở lại nữa rồi sau khi đó cỗ khí thế cường đại bình ổn lại. Sau đó gian nào đó giáp đẳng cửa phòng tu luyện một tiếng âm vang mở ra. Sở kiếm thu từ bên trong đi ra, sở kiếm thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, bế quan khổ tu ba tháng. Hắn cuối cùng xem như đem trước đó lưu lại tai họa ngầm tiêu trừ. Trong ba tháng này, hắn chẳng những nện tu vi. Hơn nữa còn lại đột phá nhất trọng cảnh giới, ba tháng đột phá nhất trọng cảnh giới đối với những võ giả khác tới nói đây là chuyện kinh thế hãi tục. Nhưng mà đối với sở kiếm thu tới nói, tốc độ tu luyện này đã là rất chậm. Trong 3 tháng này, sở kiếm thu chẳng những nện bản thân tu vi. Hơn nữa, đối với chính mình tu luyện đủ loại võ kỹ cũng đều sửa lại một lần. Đối với giống giận thiên chiến quyền, phong dực độn pháp loại này địa giai võ kỹ. Sở kiếm thu nguyên bản là cũng đã tu luyện đến tầng thứ ba cảnh giới đại thành đi qua ba tháng này rèn luyện cái này hai môn võ kỹ đã đều đạt đến tầng thứ ba viên mãn bất quá cái này hai môn võ kỹ sở kiếm thu đạt được đều không phải là bản đầy đủ dận thiên chiến quyền bản đầy đủ thượng thanh tông ngược lại là có bản đầy đủ dận thiên chiến quyền là một môn thiên giai trung phẩm võ kỹ cùng chia bảy tầng hối đoái môn này bản đầy đủ võ kỹ cần có điểm cống hiến không ít sở kiếm thu trước mắt nghèo quá tạm thời còn đổi không được cho nên chỉ có thể để trước vừa để xuống, đợi đến về sau có tiền lại nói. Trường 570 đây là ai cho hắn tự tin? Ngoại trừ nộ thiên chiến quyền cùng phong dực độn pháp. Sở kiếm thu từ thanh luyện hồn bí pháp cũng đột phá đến đệ lục trọng. Lúc này thần hồn của hắn cường độ có thể so với thiên cương cảnh lục trọng võ giả. Thần niệm phạm vi bao phủ đủ đạt đến một nghìn dặm rộng. Mà bởi vì có cường đại thần niệm, cho nên sở kiếm thu tiểu ngũ hành kiếm trận cũng đạt tới tầng thứ nhất viên mãn cảnh giới. Cách đột phá tầng thứ hai cũng không xa. Nhìn thấy sở kiếm thu từ gian kia giáp đẳng trong phòng tu luyện đi ra. Tên kia họ chu đệ tử chấp sự lập tức đi tới, đi vào gian kia giáp đẳng tu luyện thất xem xét. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong phòng tu luyện linh khí bị sở kiếm thu hút không còn một. Mảnh, hơn nữa cả gian trong phòng tu luyện hiện đầy vô số rậm rạp chẳng chịt vết kiếm những thứ này vết kiếm xâm nhập phòng tu luyện vách đá cùng với mặt đất vài thước sâu còn kém đem cả chắn vách đá cho trực tiếp cắt đứt ra tên kia họ chu đệ tử chấp sự nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức đen như đáy nồi mẹ nó sở lột ra chỉ cần tiến vào tu luyện thất liền chắc chắn không có chuyện tốt vô luận đi ở đâu đều phải phá mà ba thước hắn lần trước tiến vào giáp đẳng trong phòng tu luyện một tháng liền đã khiến cho gian kia giáp đẳng tu luyện thất tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại cũng còn tại trong chữa trị. Lần này hắn dòng dã tại trong phòng tu luyện này bế quan 3 tháng. Phòng tu luyện này cách triệt để báo hỏng cũng không xê xích gì nhiều, muốn đem cái này tu luyện. Thất chữa trị hoàn thành, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo. Sở kiếm thu nhìn xem cái kia họ chu đệ tử chấp sự cái kia mặt đen lại. Ánh mắt không khỏi một mảnh vô tội cái này tu luyện thất biến thành cái dạng này hắn cũng không muốn đó a à. muốn trách thì trách cái này tu luyện thất xây thật là là quá mức ăn bớt ăn xén liền chỉ là mấy đạo kiếm ý đều không chịu nổi hắn tại trong phòng tu luyện này tu luyện cũng không thể vẫn muốn cẩn thận từng ly từng tí a à. nếu nói như vậy còn có thể đưa đến tu luyện cái gì hiệu quả họ chu đệ tử chấp sự nhìn thấy sở kiếm thu cái kia ánh mắt vô tội trong lòng lập tức càng là nổi nóng cái thằng chó này thực sự là được tiện nghi còn khoe mẽ bất quá hắn lại cầm sở kiếm thu không có bất kỳ biện pháp nào dù sao sở kiếm thu cũng không có vi phạm thượng thanh tông bất kỳ quy củ gì cái này tu luyện thất bị phá hư thành cái dạng này nếu như muốn tra cứu kỹ càng mà nói còn thật phải trách bọn họ chấp sự đường xây không đủ kiên cố nhưng mà cái này tu luyện thất lúc đó kiến tạo thời điểm thế nhưng là dựa theo có thể ngăn cản thiên cương cảnh nhất trọng cường giả công kích tới kiến tạo. Cho dù là thông thường thiên cương cảnh nhị trọng cường giả đều khó mà dễ dàng phá hủy. Dùng để làm làm nội môn đệ tử tu luyện thất đó là hoàn toàn đầy đủ. Ai mẹ nó biết sẽ có sở lột ra loại này viễn siêu lẽ thường biến thái. Sở sư đệ, chúng ta nội môn tu luyện thất không cung cấp nổi ngài tôn đại thần này. Người liền xin thương xót, nhanh chóng đến chân truyền đệ tử bên kia đi thôi, cái kia họ Chu đệ tử chấp sự lạnh mặt nói, lấy Sở Kiếm Thu thực lực trước mắt, thông qua chân truyền khảo hạch cửa ải đó là dư sai. Nếu để cho Sở lột ra tiếp tục ở tại trong nội môn, nội môn đó là một ngày đều không được an bình, nhất là bọn hắn chấp sự đường. Mỗi lần Sở lột ra tới tu luyện phòng bên này, bọn hắn chấp sự đường đều phải xuất huyết nhiều. Sở Kiếm Thu nghe nói như thế, có chút lắc đầu bất đắc dĩ hướng về ngoài phòng tu luyện đi đến đối với họ chu đệ tử chấp sự mà nói sở kiếm thu trong lòng cũng có mấy phần ý động dù sao lấy chính mình thực lực trước mắt tiếp tục tại trong nội môn ở lại cũng không chiếm được tiến một bước trưởng thành chỉ có trở thành chân truyền đệ tử mới có thể có càng nhiều cơ hội nội môn đệ tử đãi ngộ xa xa không cách nào cùng chân truyền đệ tử so sánh đầu tiên tại trên công pháp hạn chế cũng rất rõ ràng nội môn đệ tử đủ khả năng lấy được đẳng cấp cao nhất công pháp võ học chỉ có thể là thiên giai trung phẩm dù cho nội môn đệ tử có nhiều hơn nữa điểm cống hiến cũng không có tư cách thu được thiên giai trung phẩm phía trên công pháp nhưng mà chân truyền đệ tử thì không có hạn chế như thế chỉ cần điểm cống hiến đủ nhiều chân truyền đệ tử là có thể thu được thượng thanh tông bất kỳ công pháp võ kỹ lúc sở kiếm thu đi ra ngoài tại tu luyện phòng cửa đại điện lại vừa vặn lại gặp một đạo yêu diệm áo đỏ thân ảnh chính là lần trước tại tu luyện trong phòng gặp được phương thục sở kiếm thu trong lòng không khỏi nao nao cái này đúng thật là đúng dịp hai lần tới tu luyện phòng thế mà hai lần đều gặp nàng bất quá lần này phương thục cũng không phải một người tại bên người nàng còn đi theo một cái hắc bào nam tử phương thục khi nhìn thấy sở kiếm thu cũng không khỏi sững sờ lập tức thân hình thoát một cái, chắn sở kiếm thu trước người, họ. Sở, cái này đúng thật là oan ra ngõ hẹp, lại tại gặp ở nơi này ngươi. Lần trước sổ sách, lần này cần cùng ngươi tốt nhất mà tính cả tính toán. Phương Thục nhìn xem sở kiếm thu cười lạnh đạo, đi theo Phương Thục cùng đi đến tên kia hắc báo. Nam tử thấy thế, lập tức cũng đi tới, hờ hững liếc mắt nhìn sở kiếm thu, ngươi. Chính là sở kiếm thu chung quanh những cái kia nội môn đệ tử nhìn thấy bên này có náo nhiệt nhìn. Nhao nhao xông tới, nhìn, bên kia lại có trò hay có thể nhìn, đây. Là ai vậy, to gan như vậy, lại dám tìm sở lột ra phiền phức. Lá gan này mập để cho ta đầu dạp xuống đất A. Cái này ngươi không biết đâu, đây chính là nội môn trên bảng xếp hạng 57 tên. Nghiêm tân chi, tại nội môn trên bảng xếp hạng 57 tên liền dám tìm sở lột ra phiền. Phức đây là ai cho hắn tự tin? Những cái kia xông tới nội môn đệ tử đều giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem tên kia hát. Bảo nam tử, trong mắt tràn đầy thần sắc châm chọc Nghiêm tân chi nghe được những nghị luận kia sau đó, lập tức không khỏi nhíu mày một cái. Hắn mới từ bên ngoài du lịch trở về, chưa từng có tại nội môn bên trong gặp qua sở kiếm thu. Đối với sở kiếm thu hiểu rõ đồng thời không rõ ràng chỉ là nhìn thấy sở kiếm thu chỉ có nguyên đan cảnh lục trọng cảnh giới. Trong lòng liền không có đem sở kiếm thu quá mức để vào mắt một cái chỉ có chỉ là nguyên đan. Cảnh lục trọng sâu kiến thật là không đáng hắn quá mức xem trọng. Mặc dù cái này sâu kiến lấy tu vi như vậy liền đánh bại phương thục. Nhưng mà cũng vẫn không đáng hắn để ở trong lòng, phương thục mặc dù cũng là nguyên đan cảnh. Cửu trọng cảnh giới, nhưng mà tại nội môn trên bảng chỉ là xếp hạng 739 tên, xa xa không cách nào so với hắn. Nhưng mà chung quanh những đệ tử vây xem kia phản ứng. Để cho nghiêm tân chi ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần không ổn, hắn tại nội môn trên bảng đứng hàng. 57 tên, danh tiếng tại nội môn bên trong không nhỏ. Rất nhiều nội môn đệ tử đều biết hắn. Dưới tình huống biết thực lực hắn, những người này lại còn không có chút nào xem trọng hắn. Chuyện này liền có chút quỷ dị, phương thục nghe được những đệ tử kia nghị luận lúc trong lòng cũng là có chút mộng nàng vốn cho rằng mang ra nghiêm tân chi sở kiếm thu tất nhiên sẽ dập đầu cầu xin tha thứ nhưng mà nhìn thấy sở kiếm thu bộ kia bình tĩnh bộ dáng cùng với chung quanh vây xem đệ tử phàn ứng ừ, phương thục trong lòng cũng không khỏi có mấy phần trột dạ cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái này cũng là ba tháng trước sở kiếm thu cùng đông quách lãnh trận chiến kia phương thục vừa vạn không tại tông môn bên trong không thấy cái kia kinh thiên động địa một trận chiến bằng không, lại cho Phương Thục 100 cái lá gan. Cũng không dám lại đến tìm sở kiếm thu phiền phức. Cái kia họ chu đệ tử chấp sự lúc này cũng đi lên đến đây. Có chút không nói liếc Phương Thục một cái, nữ nhân này đầu óc chẳng lẽ là đầu óc heo sao? Lần trước ăn sở lột da thiệt thòi lớn, còn dám lại đến trêu chọc sở lột da. mươi 571 nội môn biến hóa. Họ chu đệ tử chấp sự dù cho không cần nhìn đều có thể biết tiếp xuống kết quả tại ba tháng trước sở lột ra liền có thể cùng đông quách lãnh chiến trở thành ngang tay mà ba tháng trước đông quách lãnh đã giết đến nội môn trên bảng hạng 6. bây giờ sở kiếm thu bế quan ba tháng cảnh giới lại đột phá một tầng thực lực đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh chỉ cần nhìn một chút cái kia giáp đẳng trong phòng tu luyện những cái kia lăng lệ vô cùng vết kiếm sở kiếm thu thực lực trước mắt liền đã có thể thấy được lốm đốm Nghiêm Tân Chi lấy chỉ là nội môn trên bảng 57 tên thực lực liền dám tìm Sở Kiếm Thu. Phiền phức, không thể không nói lá gan này thật là đủ mập. Nghiêm Tân Chi mặc dù gặp được những cái kia đứng ngoài quan sát đệ tử phản ứng, nhưng mà cuối cùng trong lòng vẫn là không tin tà. Hắn cũng không tin một cái chỉ là nguyên đan cảnh lục trọng võ giả lại là đối thủ của hắn. Lập tức không khỏi hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ Tiểu tử, chỉ cần ngươi hướng phương thục dập đầu xin lỗi. Ta hôm nay liền tha cho ngươi lần này. Nghiêm tân chi đối với sở kiếm thu lạnh lùng thốt ra. Hỏa này thảm rồi, thế mà dám can đảm như thế đối với sở lột ra nói chuyện. Không biết sở lột ra cẩn thận nhất mắt sao? Ai, đây thật là không làm không chết, ngươi đoán ra hỏa này tiếp đó sẽ là kết cục gì, cái? Này còn cần đoán sao, sở lột ra, sở lột ra, đây chẳng lẽ là gọi không? Tại nghiêm tân chi lời kia vừa thốt ra thời điểm. Mọi người nhất thời tràn đầy thương hại nhìn xem nghiêm tân chi. Giống như nhìn xem một đầu sắp bị hố heo mập đồng dạng. Sở kiếm thu nghe được nghiêm tân chi lời này thời điểm, lập tức không khỏi mỉm cười, cho. Người thời gian ba hơi thở, từ trước mắt ta tiêu thất bằng không. Cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Nghiêm tân chi nghe vậy, ánh mắt lập tức không khỏi lạnh lẽo, sâu kiến ngươi cái này còn thật là cuồng vọng vô tri xem ra ngươi còn không biết ngươi đối mặt chính là ai một sở kiếm thu không để ý tới hắn nhàn nhạt phun ra một chữ đã ngươi không muốn dập đầu cầu xin tha thứ nhưng là đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội nghiêm tân chi lạnh lùng nói nói xong hắn xòe bàn tay ra một trường hướng về sở kiếm thu trên thân vỗ xuống một đạo vô cùng cường đại trưởng kinh hướng sở kiếm thu trên thân dũng mãnh lao tới Sở kiếm thu nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, ống tay áo vung lên. Một cỗ giống như trường giang đại hà một dạng kình lực tuôn trào ra. Ấm vang một tiếng đâm vào nghiêm tân chi trên thân. Nghiêm tân chi cái kia chụp ra trưởng kình giống như giấy đồng dạng trong nháy mắt nát bẫy. Ngay sau đó thân hình bị cái kia cổ cuồng bạo kinh lực đụng chúng. Giống như diều đứt dây đồng dạng hướng phía sau bắn ra ngoài lần này bay thẳng ra hơn 10 dặm, ầm vang trong một tiếng đụng vào ngọn núi đối diện. Thật sâu hõm vào, lần này đủ để muốn đi hắn nửa cái tính mệnh. Ít nhất phải nằm trên giường tốt mấy tháng, sở kiếm thu phủi phủi ống tay áo. Nganh ngang rời đi, phương thục nhìn xem sở kiếm thu cái kia đi xa bóng lưng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mấy tháng không thấy. Thực lực của người này làm sao lại trở nên khủng bố như thế? lấy Nghiêm Tân Chi tại nội môn trên bảng xếp hạng 57 thực lực. Thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều sống không qua. Những đệ tử vây xem kia đối với một màn này ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Sở Lột ra thực lực hôm nay đoán chừng đều có thể sắp xếp tiếp nhập nội môn trên bảng năm người. Đứng đầu, Nghiêm Tân Chi cái bài danh này 57 lại coi là cái gì? Chỉ là Sở Lột ra hôm nay thế mà không có thi triển lột ra thần công? ngược lại để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Tại dĩ vãng những cái kia trêu chọc sở lột ra người trong. Cái nào cuối cùng không phải trần chuồng tới lui không lo lắng. Thảm nhất một cái kia cơ hồ ngay cả quần cuối cùng đều kém chút không có bảo trụ nghe được sở. Kiếm thu xuất quan tin tức đỗ hàm nhạn bọn người nhau nhau tới chúc mừng chúc mừng. Sau khi gặp được đỗ hàm nhạn bọn người, sở kiếm thu phát hiện mấy tháng nay cũng không phải chỉ có tu vi của hắn tiến cảnh cấp tốc đỗ hàm nhạn bọn người tiến cảnh tu vi đồng dạng không nhỏ lúc này đỗ hàm nhạn bọn người đã trở thành nguyên đan cảnh bát trọng võ giả trong đó đoan mộc thanh càng là đạt đến nguyên đan cảnh bát trọng đỉnh phong khoảng cách đột phá nguyên đan cảnh cửu trọng cũng liền chỉ còn lại cách xa một bước mấy người kia không chỉ mình tiến cảnh tu vi cấp tốc hơn nữa càng là bằng vào nguyên đan cảnh bát trọng cảnh giới liền sát tiến nội môn bảng một trăm người đứng đầu đối với đỗ hàm nhạn bọn người có thể sát tiến nội môn bảng 100 người đứng đầu. Sở kiếm thu ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đỗ hàm nhạn đám người tư chất mặc dù không bằng đông quách lãnh như vậy cường hãn. Nhưng mà đồng dạng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là nội môn trên bảng 100 người đứng đầu cường già. Có thể đạt đến 9 phần tư chất người cũng đồng dạng lác đác không có mấy. Đợi đến bọn hắn đột phá nguyên đan cảnh cửu trọng sau đó. Dù cho sát tiến nội môn trên bảng trước 10 đều không phải là việc khó gì, trừ bọn họ mấy người. Tiến cảnh cấp tốc bên ngoài, sở kiếm thu còn nghe được đông quách lãnh tin tức. Đông quách lãnh tại trước mấy ngày liền đã đột phá nguyên đan cảnh cửu trọng. Sát tiến nội môn trên bảng trước ba. Đem nam cung bay vọt đều chen ra ngoài, bất quá hắn đang cùng tưởng an ninh một trận chiến thời. Điểm, nhưng vẫn là không có đánh thắng tưởng an ninh. Dù sao hắn tiến cảnh cấp tốc tưởng an ninh tại mấy cái này giữa tháng tiến cảnh tu vi đồng. Dạng không nhỏ tưởng an ninh tại ba tháng trước liền đã đạt đến nửa bước thiên cương cảnh cảnh. Giới, lúc này khoảng cách đột phá thiên cương cảnh càng là chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, đông quách lãnh không có đánh thắng tưởng an ninh, nhưng cũng không có đánh thua. Hai người chiến trở thành ngang tay, tại nội môn trên bảng đặt song song tên thứ hai, đồng thời. Tại nửa tháng trước, nội môn trên bảng xếp hạng thứ nhất Hô Diên Duệ Trạch cũng từ bên ngoài. Du lịch trở về. Tại sau khi trở về Hô Diên Duệ Trạch, tưởng an ninh cùng đông quách lãnh tần tự đều hướng Hô Diên Duệ Trạch khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà hai người lại không nghi ngờ chút nào thua ở Hô Diên Duệ Trạch thủ hạ. Thậm chí ngay cả Hô Diên Duệ Trạch 10 chiêu đều không chạy được qua. Hô Diên Duệ Trạch mặc dù tư chất cũng không tính quá mức xuất sắc thế nhưng là lấy tuyệt thế chi tư hoành áp một đời thiên kiêu, nghe đến đó. Sở kiếm thu ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Đông quách lãnh tại đột phá nguyên đan cảnh cửu trọng sau đó. Thế mà đều đánh không lại hô diên duệ trạch lấy đông quách lãnh mục phía trước cảnh giới. Dựa theo hắn dĩ vãng chiến lực mà tính. Hẳn là đều không kém gì thông thường thiên cương cảnh nhị trọng võ giả. Cái này hô diên duệ trạch đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt quái vật chiến lược thế mà khủng bố như thế sở kiếm thu lúc này ngược lại là đối với cái này hô diên duệ trạch sinh ra hứng thú nồng hậu bất quá hắn cũng không có vọng nhiên đi khiêu chiến hô diên duệ trạch dù sao liền đông quách lãnh cùng tưởng an ninh đều đánh không lại hô diên duệ trạch hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng hắn lúc này thực lực hẳn là cùng đông quách lãnh cùng với tưởng an ninh ở giữa không kém nhiều sở kiếm thu ngược lại là nghĩ không ra chính mình bế quan ba tháng này Khu trong nội môn thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm. Một chuyện quan trọng nhất là là phù sơn mạch chỗ sâu có thần bí bí cảnh xuất thế, kinh động đến toàn bộ Nam Châu tất cả tông môn thế lực. Cái bí cảnh này bên ngoài bao phủ cực kỳ cường đại thế giới chi lực, cảnh giới tu vi càng là võ giả cường đại, ngược lại càng là vào không được thông qua khắp mọi mặt giò xét cái bí cảnh này chỉ có thể là thiên cương cảnh phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập. Bởi vì đối với cái này bên trong bí cảnh hết thảy đều là không biết. Cho nên Nam Châu các đại thế lực đối với cái bí cảnh này cũng là tràn ngập tò mò. Chương 572 Bí cảnh chi văn, một cái bí cảnh phát hiện có thể mang ý nghĩa chính là vô tận tài phú. Không có tông môn nào thế lực sẽ nhịn được dạng này dụ hoặc nhưng mà dò xét một cái mới bí cảnh quá trình bên trong cũng tương tự sẽ kèm theo vô số hung hiểm ai cũng không biết bên trong ẩn tàng đến tột cùng là vô số tài phú vẫn là nguy cơ chí mạng tại bí cảnh vừa mới lúc xuất thế các phương thế lực đều từng điều động không thiếu thám tử tiến vào trong bí cảnh dò xét nhưng mà những thám tử này số đông đều chết ở bên trong chỉ có cực thiểu số có thể trốn ra được những thứ này có thể miễn cưỡng trốn ra được thám tử tu vi ít nhất cũng là nguyên đan cảnh bát. Trọng cảnh giới, ý vị này thấp hơn nguyên đan cảnh bát trọng võ giả tại bên trong bí cảnh sẽ không có sống sót năng lực. Nhưng mà những thứ này từ bên trong bí cảnh trốn ra được thám tử mang ra tin tức cũng làm cho Nam Châu các đại tông môn cực kỳ tâm động. Cái này bên trong bí cảnh mặc dù ẩn núp vô số hung hiểm, nhưng mà cũng tương tự có vô tận tài phú, pháp bảo cơ hồ khắp nơi đều có vì tranh đoạt cái bí cảnh này bên trong tài phú. Nam Châu các đại tông môn cũng bắt đầu hành động. Vô luận là Nam Châu liên minh tất cả đại tông môn, vẫn là huyết ảnh liên minh. Thậm chí bao gồm La Phù Sơn Mạch bên trong mỗi lớn yêu tông môn. Đều dối rít triệu tập lên trong tông môn đệ tử ưu tú nhất, chuẩn bị chạy tới chỗ kia bí cảnh. Đối mặt cơ duyên như thế, mỗi cái tông môn đều muốn kiếm một chén canh, hô diên duệ trạch cũng là bởi vì chuyện này bị Thượng Thanh Tông Triệu trở về. Đối với hành động lần này, Thượng Thanh Tông sẽ triệu tập nội môn trên bảng 500 người đứng. Đầu đệ tử tham gia, đến nỗi nội môn trên bảng 500 tên sau đó nội môn đệ tử. Thượng Thanh Tông sẽ không để cho bọn hắn bốc lên dạng này hiểm. Từ phía trước những sự tình kia trước tiến vào bí cảnh những thám tử kia tình huống. Mặc dù nguyên đan cảnh bát trọng võ giả tại trong bí cảnh cũng có thể miễn cưỡng sống sót nhưng mà sống sót tỷ lệ nhưng vẫn là quá thấp chút, liền một phần mười cũng chưa tới. Chỉ có đạt đến nguyên đan cảnh cửu trọng cảnh giới, sống sót tỷ lệ mới lớn hơn một chút. Nhưng mà cũng chỉ là từ một phần mười sống sót tỷ lệ đề cao đến một tháng năm mà thôi. Căn cứ vào phía trước những cái kia dò xét tình huống. Thượng Thanh Tông liên tục cân nhắc phía dưới. Mới làm ra để cho nội môn bảng 500 người đứng đầu đệ tử tham gia quyết định tại tin tức này sau khi truyền ra, Thượng Thanh Tông toàn bộ nội môn đều trong nháy mắt sôi trào. Đối mặt trọng đại như thế cơ duyên, không có bao nhiêu đệ tử nguyện ý buông tha. Thế là trong đoạn thời gian này, nội môn bảng trên đấu trường cơ hồ mỗi ngày đều diễn ra mấy chục tràng khiêu chiến. Vô số đệ tử đều nghĩ sát tiến 500 người đứng đầu. Thu được tham gia lần này bí cảnh hành động tư cách. Bí cảnh hành động tại 10 ngày sau xuất phát. Sở kiếm thu cũng muốn lợi dụng 10 ngày này hảo hảo mà chuẩn bị một phen. Sở kiếm thu đi đến trong chân bảo các đem tất cả điểm cống hiến đều hối đoái thành đủ loại tai. Nguyên, đem những tư nguyên này đều luyện chế thành các loại đan dược và phù trận. Đối diện với mấy cái này không biết khiêu chiến. Sở kiếm thu từ trước đến nay cũng không dám phớt lờ. Dù sao hắn lấy được cái kia bí cảnh tin tức thực sự quá ít. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, này 10 ngày tới nội môn trên bảng 500 người đứng đầu đệ tử cũng hoàn toàn định rồi xuống. Tại trước đây 500 tên trong hàng đệ tử, ngoại trừ đỗ hàm nhạn, lư hướng địch. Đoàn Mộc Thanh, Đường Thiên Lại, Doãn Cao Kiệt, Hồng Phi ưng, Phù Kỳ Hòa. Hạ dựa vào núi tám người này là nguyên đan cảnh bát trọng ngoài cảnh giới. Những người còn lại toàn bộ đều là nguyên đan cảnh cửu trọng trở lên cảnh giới. Đương nhiên, cái này muốn bài trừ sở kiếm thu cái này đặc thù biến thái. Tại trong này 10 ngày cũng từng có một chút mới vừa từ bên ngoài trở về nội môn đệ tử bởi vì nhìn thấy Sở Kiếm Thu cảnh giới chỉ có nguyên đan cảnh lục trọng lại đứng hàng nội môn trên. Bảng 100 người đứng đầu, lòng có không phục, liền không biết trời cao đất rộng mà khiêu chiến Sở Kiếm Thu. Nhưng đều bị Sở Kiếm Thu dễ dàng đánh bại. Về sau Sở Kiếm Thu vì miễn đi nhiều như vậy phiền phức liền trực tiếp khiêu chiến danh liệt đệ tứ nam cung bay vọt sau khi đánh bại nam cung bay vọt cũng không có ai có lá gan này lại khiêu chiến hắn bởi vì những cái kia mới từ bên ngoài trở về đệ tử mặc dù đối với sở kiếm thu chưa quen thuộc nhưng mà đối với nam cung bay vọt cũng không lạ lẫm sở kiếm thu liền nam cung bay vọt đều có thể đánh bại bọn hắn cũng không cần phải đi lên tự rước lấy nhục lại xuất phát một ngày này, 500 tên nội môn đệ tử tại Thượng Thanh Tông trước Sơn Môn Tụ. Tập ở đây, sở kiếm thu lần thứ nhất gặp được nội môn bảng đệ nhất hô Diên Duệ Trạch. Nếu như không phải biết thân phận của hắn, ai cũng nghĩ không ra cái này bề ngoài bình thường không có gì lạ nam tử thế mà lại là thượng. Thanh Tông nội môn đệ nhất cao thủ. Hồ Diên Duệ Trạch một thân thanh sắc áo vải, trên môi giữ lại hai liếc nồng đậm dâu ria lưng đeo một cái hồ lô rượu một thanh trường kiếm tùy tiện treo ở bên hông cả người lộ ra rất là dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc hồ diên duệ chạch nhìn thấy sở kiếm thu ánh mắt dò xét tới lập tức nhếch miệng nở nụ cười gật đầu một cái xem như đánh rồi gọi sở kiếm thu cũng mỉm cười mà đáp lại ra hỏa này tính tình ngược lại là hiền hòa không có những cái được gọi là thiên tri kiêu tử cái kia không coi ai ra gì tật xấu năm trăm tên đệ tử lục tục đến riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ hoặc mấy người hoặc hơn mười người tạo thành từng cái một tiểu đoàn thể đỗ hàm nhạn lưu hướng địch đoan mộc thanh cùng đường thiên lại tụ tập tại sở kiếm thu bên cạnh doãn cao kiệt hồng phi ưng cùng phù kỳ hỏa thì tụ tập tại đông quách lạnh bên người đem an bình nam cung bay vọt cùng đường thanh niên những thứ này kiếm đường đệ tử cũng tạo thành một cái tiểu đoàn thể ngược lại là nội môn đệ nhất hô diên duệ trạch cũng không có cùng những người khác kết bè kết. Đội một thân một mình ngồi ở một bên trên tảng đá lớn. Thỉnh thoảng lại cầm hồ lô rượu kia uống rượu. Đường thanh niên vốn muốn cho đường thiên lại cùng bọn hắn kiếm đường đệ tử cùng một chỗ. Nhưng mà đường thiên lại lại chết sống không đáp ứng. Đường thiên lại cùng kiếm đường giữa đệ tử mặc dù không xa lạ gì. Nhưng mà dù sao không có cùng sở kiếm thu bọn người ở tại cùng nhau thời điểm tới thoải mái. Tại mặt trời lên cao thời điểm, 500 tên nội môn trên bảng đệ tử cơ bản đã tập hợp đủ. Bây giờ liền chờ lần này dẫn đội người xuất hiện thân, liền có thể xuất phát. Đang tại đám người chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa một đạo thân hình cấp tốc vô cùng lướt gấp tới, đạo nhân ảnh này. Trên thân khí tức cường đại vô cùng, hiển nhiên là một cái cường đại thiên cương cảnh cường giả đạo nhân ảnh này chợt lơ lửng đang lúc mọi người phía trên, lộ ra thân hình. Là một tên có chút xinh đẹp nữ tử, ai là sở kiếm thu, tên. Này nữ tử xinh đẹp lạnh lùng quét mắt đám người một mắt, lạnh lùng mở miệng nói, tê. Ở tên này nữ tử xinh đẹp mở miệng sau đó. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, sở. Lột ra lại đã làm gì người người oán trách sự tình thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử đều tìm tới môn tới, lão ca nhận biết nữ tử này. Chân truyền đệ tử bên trong nghiêm phương A, nghe nói tại trong chân truyền đệ tử đều xem như nhân vật rất mạnh mẽ. Nội môn trên bảng xếp hạng 57 nghiêm hiểu biết mới tỷ tỷ A. Nếu là như vậy, vậy thì khó trách Dương Huynh đây là biết nội tình gì không thành. Mười ngày trước sở lột ra tại tu luyện phòng cái kia vừa đem nghiêm hiểu biết mới đánh lúc đó nghiêm hiểu biết mới đoán chừng vứt bỏ nửa cái mạng. Hiện tại hắn tỉ tỉ chạy tới tính sổ sách cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. mươi 573 xuất phát, ở đó nữ tử xinh đẹp xuất hiện sau đó, trong nội môn đệ tử có người nhận biết nàng. Lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra, nghiêm phương tới thật là vì nghiêm tân chi mà tìm. Sở kiếm thu trả thù, nàng vừa mới bế quan đi ra liền nghe được nghiêm tân chi tin giữ liền ngay cả vội vàng chạy tới nhìn nghiêm tân chi, sau khi nhìn thấy nghiêm tân chi bộ kia thế. Thảm bộ dáng nghiêm phương lập tức giận dữ. Nàng mới vừa vặn bế quan một năm này thời gian. Thế mà liền có người dám can đảm đem đệ đệ của nàng đánh thành bộ dáng như vậy. Thực sự là lẽ nào lại như vậy, nhất là tại phương thục thêm dầu thêm mỡ miêu tả phía dưới. Nghiêm phương càng là lửa giận ngút trời. Tại dẫn dắt phía dưới phương thục nghiêm phương thẳng đến sở kiếm thu nơi ở nhưng mà tại sở kiếm thu nơi ở cũng không có tìm được sở kiếm thu tại một phen nghe ngóng phía dưới mới biết được hôm nay là bí cảnh nhiệm vụ dò xét xuất phát thời gian nghiêm phương tại dưới cơn nóng giận liền liều mạng chạy tới ta liền là sở kiếm thu sở kiếm thu vượt qua đám người ra lạnh nhạt nói nghiêm tân chi là ngươi đánh nghiêm phương nhìn xem sở kiếm thu lạnh giọng nói không tệ sở kiếm thu lạnh nhạt thừa nhận nói đối phương mặc dù là thiên cương cảnh cường già, nhưng mà sở kiếm thu cũng không tin nàng dám ở trước mặt mọi người đối với chính mình công. Nhiên động thủ, hơn nữa coi như nàng dám động thủ, sở kiếm thu cũng có sức tự vệ. Người thực sự là thật to gan, lại dám đem hắn đánh thành cái dạng kiệt nghiêm. Phương nhìn thấy sở kiếm thu bộ kia bộ dáng lạnh nhạt càng là lên cơn giận dữ, tranh. Nghiêm phương ngang tàng rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về sở kiếm thu trên thân chém rụng xâm nhiên vô cùng kiếm ý đem sở kiếm thu bao phủ lại sở kiếm thu sắc mặt không khỏi khẽ biến cái này con mụ điên thật đúng là dám động thủ sở kiếm thu thần niệm khẽ động đang muốn đánh trả lúc chợt thấy hoa mát một đạo yêu kiều thân hình ngăn tại trước người mình đạo này thướt tha thân hình toàn thân bao phủ nồng đậm vô cùng kiếm ý nghiêm phương một kiếm kia chạm tại trên người nàng lúc giống như đá chìm đáy biển liền nửa điểm động tĩnh cũng không có. Đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi, cuối cùng là ai? Thế mà dám can đảm cứng rắn chịu nghiêm phương cái này thiên cương cảnh cường giả một kiếm. Đợi đến cái này toàn thân bao phủ kiếm ý thân ảnh ánh sáng trên người thu lại lúc. Mọi người thấy rõ sở thân ảnh này diện mạo sau, lập tức vội vàng kho mình hành lễ, gặp. Qua phòng đường chủ, người tới chính là kiếm đường đường chủ phòng nhã có thể phòng đường chủ đây là ý gì nghiêm phương nhìn thấy phòng nhã có thể vì sở kiếm thu chạn chính mình một kiếm này lập tức sắc mặt không khỏi trầm xuống phòng nhã có thể mặc dù là nội môn kiếm đường đường chủ nhưng mà vẫn còn không quản được nàng cái này chân truyền đệ tử trên thân chân truyền đệ tử thân phận cùng nội môn trưởng lão thế nhưng là cùng cấp bậc tồn tại thậm chí còn ẩn ẩn so nội môn trưởng lão cao hơn một bậc đây là nội môn chỗ người một cái đường đường chân truyền đệ tử ở đây đối với một cái nguyên đan cảnh lục trọng nội môn đệ tử ra tay trong mắt còn có hay không thượng thanh tông quy củ phòng nhã khá lạnh nhiên đạo nghiêm phương nghe vậy lập tức nghẹn lời thượng thanh tông đích xác có quy củ như vậy chân truyền đệ tử không thể vô cớ đối với nội môn đệ tử ra tay nội môn đệ tử cũng không thể vô cớ đối với ngoại môn đệ tử ra tay đây là vì phòng ngừa cả hai thực lực sai biệt quá lớn mà tạo thành bắt nạt lấn ép hành vi bất quá trên thực tế cũng không có bao nhiêu người sẽ đem đầu quy củ này coi là chuyện đáng kể bởi vì chân truyền đệ tử so với nội môn đệ tử thân phận cao quá nhiều dù cho chân truyền đệ tử đối với nội môn đệ tử ra tay chỉ cần không phải đánh chết loại kia thiên tư cực kỳ xuất sắc yêu nghiệt chấp pháp đường cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhiên, nếu như chân truyền đệ tử thật sự không chút kiêng kỵ làm việc. Đem trong nội môn đệ tử tư chất cực cao thiên tài đánh chết. Đồng dạng sẽ phải chịu chấp pháp đường cực kỳ xử phạt nghiêm khắc, thậm chí xử tử cũng có thể. Bởi vì những cái kia tư chất kinh người đệ tử dính đến Thượng Thanh Tông tương lai. Thượng Thanh Tông tự nhiên sẽ cho bọn hắn lớn nhất bảo hộ, cho nên nghiêm phương vừa rồi dù cho. Trong lòng giận dữ, ra tay cũng vẫn là có chừng mực, sẽ không thật sự đem Sở Kiếm Thu đánh chết. Sở Kiếm Thu có thể bằng vào nguyên đan cảnh lục trọng tu vi liền đem tại nội môn trên bảng xếp hạng 57 tên Nghiêm Tân chi đánh thành cái dạng kia. Chỉ cần hơi có chút đầu óc người đều biết Sở Kiếm Thu tư chất là bực nào kinh người. Dạng này thiên tài tại Thượng Thanh Tông trong mắt cao tầng tự nhiên là cực kỳ coi trọng. Nếu như mình chỉ là giáo huấn Sở Kiếm Thu một trận có thể chấp pháp đường cũng sẽ không lấy chính mình như thế nào thế nhưng là nếu như nàng ra tay không còn phân tắc mà nói hậu quả kia liền nghiêm trọng nghiêm phương nhìn phòng nhã có thể cùng sở kiếm thu một mắt lạnh rên một tiếng quay người rời đi có phòng nhã có thể che chở sở kiếm thu nàng là không thể nào đối với sở kiếm thu ra tay được phòng nhã có thể thực lực tại toàn bộ thượng thanh tông cũng là xếp hạng cực kỳ cao tồn tại lấy nàng thực lực hoàn toàn không phải phòng nhã có thể đối thủ nếu là chọc giận phòng nhã có thể bị phòng nhã có thể ra tay giáo huấn một lần vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được nhưng mà sở kiếm thu tránh được nhất thời không tránh được một thế phòng nhã có thể chắc chắn không có khả năng thời thời khắc khắc mà che chở hắn đợi đến hắn theo trong bí cảnh trở về thời điểm chắc là có thể tìm được giáo huấn hắn cơ hội Đợi đến Nghiêm Phương sau khi đi, Phòng Nhã thật có chút tức giận liếc Sở Kiếm Thu một cái. Gia hỏa này còn thực sẽ gây chuyện, kể từ tiến vào nội môn sau đó, liền không có yên tĩnh qua. Sở Kiếm Thu bị Phòng Nhã có thể ánh mắt kia thấy không khỏi có chút vô tội. Những chuyện này thật là không phải mình chủ động đi trêu chọc. Sau khi Phòng Nhã nhưng đến tới, sau đó lại có hơn 10 người trưởng lão lục tục đi tới nơi này những trưởng lão này cũng là trong nội môn cực đứng đầu tồn tại có thể thấy được tông môn đối với nhiệm vụ lần này xem trọng trình độ đi thôi sau khi nhân viên đến đông đủ phòng nhã có thể lạnh nhạt mở miệng nói ra thân hình lóe lên trước tiên leo lên chiếc kia sớm đã lơ lửng tại sơn môn chỗ cực lớn vân chu tại mọi người leo lên vân chu sau vân chu chậm rãi lái ra sơn môn hướng về phương xa chạy tới Lần này bí cảnh xuất hiện địa điểm tại La Phù Sơn Mạch Trung Bộ một chỗ trong vực sâu. Cách Thượng Thanh Tông tộc chừng hơn trăm vạn dặm khoảng cách. Dù cho lần này Thượng Thanh Tông xuất động Vân Chu là đặc thù chế tạo nhanh chóng Vân Chu. Có thể ngày đi năm vạn dặm đi đến chỗ kia bí cảnh vị trí cũng phải tốn hao hơn 20 ngày. Thời gian, tại trên thuyền mây cái này hơn 20 ngày thời gian. Sở kiếm thu cũng không có chút nào lãng phí không ngừng mà lĩnh hội liệt dương kiếm pháp kiếm ý cùng tiểu ngũ hành kiếm trận tại tu luyện trong phòng bế quan ba cái kia giữa tháng sở kiếm thu liền đã đem liệt dương kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ hai đại thành cảnh giới lại trải qua cái này hai mươi thiên lĩnh hội tu luyện hắn liệt dương kiếm pháp tạo nghệ trực tiếp đạt đến tầng thứ hai viên mãn hơn nữa trong hai mươi ngày này phòng nhã có thể thấy hắn lĩnh hội kiếm đạo lúc còn cố ý chỉ điểm qua hắn kiếm pháp phòng nhã có thể kiếm đạo cảnh giới là bực nào cao xa tại toàn bộ thượng thanh tông cũng không có mấy người có thể so với đến bên trên nàng chỉ là giải rác mấy câu liền làm phải sở kiếm thu hiểu ra sở kiếm thu ngộ tính vốn là cực cao nhận được phòng nhã có thể chỉ điểm sau đó kiếm đạo trình độ tăng lên rất nhiều cuối cùng nhất cử đột phá tiểu ngũ hành kiếm trận tầng thứ nhất bình cạnh đạt đến tiểu ngũ hành kiếm trận tầng thứ hai cảnh giới tiểu thành. Chương 574 vô tận uyên. Phòng nhã nhưng tại cùng sở kiếm thu nghiên cứu thảo luận kiếm đạo quá trình bên trong. Từ sở kiếm thu tiểu ngũ hành trong kiếm trận cũng là thu hoạch không ít. Nàng chưa từng có nhìn thấy qua kỳ diệu như vậy kiếm trận thủ đoạn. Kiếm pháp lại còn có thể dạng này dùng. Cái này khiến phòng nhã có thể tầm mắt mở rộng phía trước mặc dù được chứng kiến sở kiếm thu sử dụng tiểu ngũ hành kiếm trận nhưng mà dù sao không biết trong đó vận hành quyết khiếu môn này kiếm trận chính là siêu việt thiên giai bên trên võ học cũng không phải đơn giản nhìn hai mắt liền có thể lĩnh hội ảo diệu trong đó nếu là sở kiếm thu không đem trong đó vận hành quyết khiếu nói ra dù cho phòng nhã có thể lại quan sát sở kiếm thu sử dụng tiểu ngũ hành kiếm trận đối địch một trăm lần đều không chắc chắn có thể đủ nhìn ra huyền diệu trong đó chỗ sau 20 ngày, Vân Chu xuyên qua mênh mông rừng hoang. Đi tới một chỗ vực sâu bên cạnh, cái kia vực sâu mênh mông vô bờ. Có vô số mây mù tại sôi trào, tại trên vực sâu khoảng không. Không gian vặn vẹo tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vực sâu phía trước bên cạnh, đã ở lại từng chiếc từng chiếc Vân Chu. Còn có số lớn võ giả tụ tập ở một bên, những võ giả này vừa có đến từ Nam Châu Liên Minh. Cũng có đến từ huyết ảnh Liên Minh ngoại trừ nhân loại võ giả, vực sâu bên cạnh còn tụ tập có không ít thực lực thâm hậu đại. Yêu, lần này Vô tận Uyên xuất hiện cái bí cảnh này, khiến cho Nam Châu Liên Minh, Huyết Ảnh Liên Minh cùng La Phù Sơn Mạch Yêu tộc Tam Phương Tề tụ nơi này. Mỗi một phe thế lực đều nghĩ kiếm một chén canh. Tại Nam Châu, ngoại trừ Nam Châu Liên Minh cùng Huyết Ảnh Liên Minh, La Phù Sơn Mạch bầy yêu liên minh đồng dạng cũng là một cái không kém gì hai cái liên minh thế. Lực to lớn, lần này vì dò xét cái bí cảnh này, Tam phương thế lực tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng điều động đệ tử tiến vào bên trong dò xét bằng không? Nếu như Tam phương thế lực tại bí cảnh phía trước tiến hành chém giết mà nói, bất kỳ bên nào đều mơ tưởng tiến vào bên trong bí cảnh. Lấy Tam phương thế lực sức mạnh, không có phương nào có thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Cho nên cũng không có ai có thể độc chiếm chỗ này bí cảnh. Thượng Thanh Tông Vân Chu tại Nam Châu Liên Minh trong danh địa ngừng lại. Thượng Thanh Tông đệ tử bắt đầu ở một bên tu kiến danh địa đóng quân. Mà phòng nhã có thể thì dẫn dắt các trưởng lão khác đi cùng Nam Châu trong liên minh những tông môn khác trưởng lão tụ hợp. Nam Châu liên minh chủ yếu là từ Nam Châu bảy cái khổng lồ tông môn tổ hợp mà thành. Cái này bảy cái tông môn theo thứ tự là nắm nguyệt tông, thất diệu điện, thần phong các. Thượng Thanh Tông, Nhật Nguyệt Trai, Tử Quang Hiên cùng Thiên Hương Lâu. Thượng Thanh Tông tại cái này bảy cái khổng lồ trong tông môn thực lực xếp hạng thứ tư. Nắm Nguyệt Tông, Thất Diệu Điện cùng Thần Phong Các là so Thượng Thanh Tông thực lực càng cường. Đại hơn tông môn, Nhật Nguyệt Trai, Tử Quang Hiên cùng Thiên Hương Lâu thì so Thượng Thanh Tông kém hơn một chút. Kỳ thực Thiên Hương Lâu nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về Nam Châu Liên Minh bởi vì thiên hương lâu ở vào nam châu liên minh cùng huyết ảnh liên minh chỗ giao giới vị trí địa lý lại nương tựa la phù sơn mạch hơn nữa thiên hương lâu thực lực so với nam châu liên minh khác lục đại tông môn yếu đi một cái cấp độ cho nên thiên hương lâu cũng không dám quá trải qua tội huyết ảnh liên minh bởi vậy thiên hương lâu kỳ thực cũng không có chính thức gia nhập vào nam châu liên minh trên cơ bản là ở vào một loại trung lập trạng thái nhưng mà thiên hương lâu dù sao thuộc về chính đạo tông phái bình thường vẫn là cùng nam châu liên minh lục đại tông phái đi được gần một chút nam châu liên minh huyết ảnh liên minh cùng la phù sơn mạch yêu tộc liên minh cái này tam phương thế lực trước mắt cũng chỉ là tại vô tận uyên phía trước tụ tập đều không có tiến vào bên trong bí cảnh bởi vì tam phương đã đặt thành nhất trí hiệp nghị đợi đến tất cả mọi người đều đến đông đủ sau đó mới có thể cùng một chỗ tiến vào để tránh bị những cái kia trước tiến vào tông môn vượt lên. Trước chiếm tiện nghi, Sở Kiếm Thu cảm thụ được bốn phía doanh địa bên trên tản mát ra đủ loại khí tức vô cùng cường. Đại, không khỏi một hồi thầm kinh hãi, xem ra lần này bí cảnh hành trình cũng sẽ không dễ dàng, đợi đến tiến vào bí cảnh sau đó. Không nói trước những cái kia trong bí cảnh chỗ ẩn núp không biết hung hiểm riêng là những thứ này tụ tập ở chung với nhau các phương thế lực võ giả ở giữa liền sẽ có một hồi chém giết thảm thiết cái này vô tận nguyên bên cạnh cơ hồ tụ tập nam châu thế hệ này bên trong tất cả thiên tri kiêu tử sở kiếm thu ngay tại thượng thanh tông bên cạnh cái kia doanh địa cảm nhận được mấy đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm cái này mấy đạo khí tức mặc dù cảnh giới chỉ có nguyên đan cảnh cửu trọng hay là nửa bước thiên cương cảnh tu vi, nhưng mà cho sở kiếm thu cảm giác mức độ nguy hiểm không tại phía dưới đông. Quách lãnh, thậm chí có mấy đạo khí tức mang cho sở kiếm thu cảm giác so với đông quách lãnh đều càng có. Tính uy hát yêu đỗ hàm nhạn mấy người cũng bị lần này chiến trận cho rung động đến. Nhiệm vụ của lần này tính nguy hiểm so với trong tưởng tượng đều muốn lớn. Các ngươi sau khi đi vào, đầu tiên đừng nghĩ đến tranh đoạt bảo vật. Trước tiên muốn bảo trụ tính mạng của mình lại nói sở kiếm thu sắc mặt nghiêm túc mà đối với đỗ hàm nhạn đám người nói cũng không biết bọn hắn khi tiến vào bí cảnh sau đó có thể hay không bị phân tán đến các nơi nếu là tụ tập cùng một chỗ còn tốt nếu như bị riêng phần mình phân tán ra tới đối với đỗ hàm nhạn bọn hắn những thực lực này hơi yếu đệ tử tới nói tính nguy hiểm nhưng là tương đối lớn ta vừa rồi thế mà thấy được địa bảng thứ bảy chiều chính trí một lần này bí cảnh do xét là chân chính tinh anh tụ tập. Đường thiên lỗi không khỏi có mấy phần thất thần đạo, địa bảng, cái gì địa bảng? Sở kiếm thu nghe nói như thế, lập tức không khỏi có mấy phần tò mò hỏi, Nam. Châu có hai cái nổi tiếng bảng xếp hạng, một cái là thiên bảng, một cái là địa bảng. Địa bảng là Nam Châu Nguyên Đan Cảnh Võ Giả Bảng Xếp Hạng. Phía trên ghi lại tại trong Nguyên Đan Cảnh Nam Châu thực lực xếp hạng phía trước một ngàn. Tên Võ Giả thiên bảng nhưng là Nam Châu Thiên Cương Cảnh võ giả thực lực bảng xếp hạng. Phía trên đồng dạng ghi lại Nam Châu Thiên Cương Cảnh xếp hạng phía trước một ngàn tên võ. Giả, đường thiên lỗi giải thích nói. Sở kiếm thu nghe nói như thế, lập tức không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Nghĩ không ra Nam Châu lại còn có dạng này hai cái bảng danh sách. Hắn dù sao đến Thượng Thanh Tông mới hơn một năm. Hơn một năm nay bên trong số đông thời điểm cũng đều là tại tu luyện đối với loại chuyện này thật đúng là không rõ ràng lắm. Đỗ hàm nhạn bọn người rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe được việc này. Lập tức cũng là tới hứng thú, tụ tinh hội thần nghiêng tai lắng nghe, vậy. Ta trên địa bảng sắp xếp thứ mấy, sở kiếm thu có mấy phần nói đùa địa đạo. Đường thiên lỗi nghe vậy, lập tức trầm tư một chút, nói, hẳn. Là miễn cưỡng có thể đứng vào trước 100A, nghe. Nói như thế, sở kiếm thu lập tức là chân chính giật mình. Hắn đối với thực lực của mình có tự tin mãnh liệt. Mặc dù hắn tại đột phá nguyên đan cảnh lục trọng sau đó không có cùng tưởng an ninh cùng với, đông quách lãnh giao thủ qua, nhưng mà hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối sẽ không tại. Hai người phía dưới, theo lý thuyết lấy thực lực của hắn, tại Thượng Thanh Tông trong đệ tử nội môn, ít nhất đều có thể xếp vào ba vị trí đầu tên. Lấy thực lực như hắn, thế mà trên địa bảng chỉ là miễn cưỡng tiến vào 100 người đứng đầu cái này thật là là làm sở kiếm thu khiếp sợ trong lòng không nhỏ, địa bảng này bên trên võ giả. Đến tột cùng là bực nào cường hãn? Đường huynh lời này có phải hay không có chút khoa trương? Lư hướng địch lập tức trên mặt lộ ra mấy phần không tin thần xác Dù sao hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua sở kiếm thu thực lực điểm mạnh. Tại ba tháng trước, sở kiếm thu chỉ là nguyên đan cảnh tứ trọng thời điểm còn có thể giết chết nắm giữ thiên cương cảnh thực lực nhận tống vương quốc quái vật. Huống chi bây giờ sở kiếm thu đã đột phá đến nguyên đan cảnh lục trọng cảnh giới. mươi 575 địa bảng, đường thiên lỗi nhìn lư hướng địch một mắt nói, ngươi, có biết hô diên sư huynh trên địa bảng xếp hàng thứ mấy? Lư hướng địch tại nội môn bên trong mặc dù không lâu. Nhưng mà đối với hô diên duệ trạch đại danh đỉnh đỉnh cũng không lạ lẫm. Cái này tràn ngập sắc thái truyền kỳ nam tử thực lực cường đại là tại nội môn bên trong công. Nhận, hô diên duệ trạch mặc dù chỉ là nửa bước thiên cương cảnh cảnh giới, nhưng mà thực lực cường đại so với rất nhiều chân truyền đệ tử cũng cường đại hơn nhiều lắm. Lấy hô diên sư huynh thực lực, như thế nào cũng phải là địa bảng trước ba a. Lư hướng địch nói, đây vẫn là hắn nói đến chiều rộng một chút, kỳ thực trong lòng hắn cho rằng Hồ Diên Duệ trạch trên mặt đất trong bảng hẳn là đệ nhất. Hắn không cách nào tưởng tượng còn có khác thiên cương cảnh phía dưới võ giả lại so với hô. Diên Duệ trạch càng thêm cường đại, đường thiên lỗi nghe vậy lập tức lắc đầu, chẳng. Lẽ là năm vị trí đầu, lư hướng địch thấy thế, lập tức có chút hoài nghi nói. Chỉ là vừa vặn đệ thập mà thôi. Đường thiên lỗi chậm rãi nói, cái. Gì, chỉ là vừa vặn đệ thập, nghe được đường thiên lỗi lời này mọi người nhất thời lại bị kinh hãi. Sở kiếm thu nội tâm cũng là lần nữa chấn kinh. Nếu như ngay cả hô diên duệ trạch cũng chỉ là trên địa bảng xếp hạng đệ thập mà nói. Cái kia chỉ là miễn cưỡng đứng vào 100 tên. Vậy thật là không kỳ quái, cái này đúng thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tưởng an ninh sư huynh tại đột phá nửa bước thiên cương cảnh phía trước. Trên địa bảng cũng chỉ là xếp hạng 531 tên mà thôi. Đường thiên lỗi tiếp tục nói. Đám người nghe vậy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng đỗ hàm nhạn nhịn không được nói, chẳng. Lẽ nắm nguyệt tông, thất diệu điện cùng thần phong các liền so với chúng ta thượng thanh tông? Mạnh nhiều như vậy sao, tưởng sư huynh cho dù ở đột phá nửa bước thiên cương cảnh phía trước. Tại chúng ta thượng thanh tông nội môn trên bảng cũng xếp tới vị thứ năm. Thế mà trên địa bảng chỉ là xếp hàng 531 tên. Chẳng lẽ phía trước những cái kia toàn bộ đều là cái này Ba tông đệ tử đương? Nhiên không phải, Nắm Nguyệt Tông, Thất Diệu Điện cùng Thần Phong Các mặc dù cường đại, nhưng cũng không đến nỗi so với chúng ta Thượng Thanh Tông mạnh nhiều như vậy. Trên địa bảng thu nhận cũng không chỉ là chúng ta Nam Châu Liên Minh võ giả, mà là bao quát huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc ở bên trong tất cả võ giả xếp hạng. Tại trong địa bảng 10 hạng đầu, chúng ta nam châu liên minh hết thầy cũng chỉ là đã chiếm ba cái danh ngạch huyết ảnh liên minh số người nhiều nhất đạt đến bốn người yêu tộc cũng đã chiếm ba người đường thiên lỗi giải thích nói nghe được đường thiên lỗi lời này đám người lúc này mới giải thích khó hiểu nếu như là đem tam phương thế lực võ giả đều đứng vào đi này liền giải thích thông được bằng không thượng thanh tông tốt xấu tại trong liên minh nam châu xếp hạng thứ tư theo lý thuyết không đến mức như vậy không chịu nổi ngoài trừ chiều chính trí cùng hô diên sư huynh nam châu liên minh đứng vào địa bảng một người khác là ai lư hướng địch tò mò hỏi nắm nguyệt tông cảnh dương bình trên địa bảng xếp thứ ba địa bảng đệ nhất là huyết ảnh liên minh hách liên miều địa bảng thứ hai chính là yêu tộc viên phi đường thiên lỗi nói kế tiếp đường thiên lỗi lại đại thể giới thiệu địa bảng một trăm người đứng đầu các phương thế lực phân bố tại trong địa bảng 100 người đứng đầu. Nam Châu Liên Minh cùng yêu tộc mỗi người chiếm lấy ước chừng 30 tên. Huyết ảnh Liên Minh thì chiếm cứ ước chừng 40 tên. Mà tại Nam Châu Liên Minh chiếm cứ cái này 30 tên bên trong. Nắm Nguyệt Tông chiếm cứ 10 tên, Thất Diệu Điện chiếm cứ 8 tên. Thần Phong Các chiếm giữ 6 tên. Thượng Thanh Tông phía trước nhưng là nội môn trên bảng trong ba hạng đầu leo lên 100. Người đứng đầu, Nhật Nguyệt Trai tử quang hiên cùng thiên hương lâu đều có một người tại trong một trăm người đứng đầu nghe đến đó sở kiếm thu mới biết được đường thiên lỗi phía trước nói thực lực của hắn miễn cưỡng tiến vào địa bảng một trăm người đứng đầu là rất có đạo lý bởi vì lúc trước thượng thanh tông chỉ có nội môn trên bảng ba hạng đầu mới tiến vào trong địa bảng trước một trăm mà sở kiếm thu trước mắt tại nội môn trên bảng đứng hàng đệ tứ phía trước thượng thanh tông nội môn trên bảng 23 tên trên địa bảng xếp hạng cũng là rất. Dựa vào sau, không sai biệt lắm là hạng chót tồn tại, sở kiếm thu có thể đánh bại bọn hắn. Hẳn là tại trong 100 người đứng đầu xếp hạng hơi gần phía trước. Căn cứ vào đường thiên lỗi đoán chừng Sở kiếm thu trên địa bảng hẳn là có thể xếp tới 91 hai tên. Đối với đường thiên lỗi kiến thức, sở kiếm thu ngược lại là có chút bội phục gia hỏa này đối với Nam Châu sự vụ cơ hồ rõ như lòng bàn tay, có hắn ở bên người. Chính mình đối với Nam Châu các phương diện tình huống hiểu rõ đề cao thật lớn. Không đến mức đối đối thủ thực lực hai mắt đen thôi. Lần này cạnh tranh xem ra so với trong tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều lắm, Sở Kiếm Thu cùng đỗ. Hàm nhạn bọn người kế tiếp thương lượng tiến vào bí cảnh sau đó là chiến lược. Tiến vào bí cảnh sau đó, chẳng những huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ giả là địch nhân, cho dù là nam châu liên minh võ giả đồng dạng có thể là địch nhân tại đối mặt trọng bảo cơ duyên thời điểm rất nhiều người cũng sẽ không suy nghĩ thêm cái gì đồng minh vấn đề đến lúc đó đừng nói là đồng minh cho dù là đồng môn ở giữa đều có thể vì tranh đoạt bảo vật mà đánh cái người chết ta sống sở kiếm thu đem rất nhiều chính mình luyện chế đan dược và phù trận đều giao cho mấy người bọn họ làm bảo mệnh chi dụng trừ cái đó ra Sở kiếm thu còn truyền thụ cho bọn hắn một môn kiếm trận, tứ tượng kiếm trận. Nếu như bọn hắn ở bên trong có thể tụ hợp cùng một chỗ, bốn người liên thủ thi triển môn này chiến trận, thậm chí đều có thể cùng đông quách lãnh một trận chiến. Tiếp xuống trong mấy ngày này, tất cả mọi người ở tại trong doanh địa nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì trận này sắp đến bí cảnh dò xét làm chuẩn bị, 10 ngày sau, tất cả mọi người cuối cùng toàn bộ đến đông đủ. Nam Châu Liên Minh, huyết ảnh Liên Minh cùng yêu tộc những cái kia hộ tống đệ tử trưởng lão. Toàn bộ bay lên không, thành tam giác chi thế, đều tại đề phòng đối phương đột nhiên ra tay. Ở đây hội tụ cũng là các phương cao cấp nhất đệ tử tinh anh. Nếu như bị đối phương ra tay tiêu diệt, đối với phe mình tới nói cũng là khó có thể chịu đựng thiệt hại mà tam phương đệ tử cũng bắt. Đầu lục tục hướng vô tận nguyên bầu trời cái kia vòng xoáy to lớn bên trên bay đi. Sở Kiếm Thu nhìn xem Vô Tận Nguyên bầu trời huyền lập lấy khí thế vô cùng cường đại các phương. Trưởng lão trong lòng không khỏi một hồi rung động. Những trưởng lão này mỗi một cái khí tức đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Khi cái này đông đảo cường giả tụ tập cùng một chỗ, hình thành khí tượng rộng lớn tới cực điểm. Những cường giả này trong lúc phất tay đều đủ để thay đổi một phương thiên tượng. Một cái ý niệm ở giữa đều khiến cho giữa thiên địa phong vân biến ảo. Sở Kiếm Thu trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hướng tới. Có lẽ chỉ có trở thành dạng này cường giả mới có thể chân chính tại Nam Châu cái này phương đại. Địa bên trên đặt chân, nắm giữ sức tự vệ. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là tại Sở Kiếm Thu trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Không có dừng lại quá lâu, Sở Kiếm Thu mặc dù một lòng tận sức tại leo lên võ đạo đỉnh phong. Nhưng mà hắn lại không phải mơ tưởng xa vời người trước mắt mấu chốt nhất vẫn là cướp đạp thực địa. Đi hảo trước mắt con đường, cường giả phong thái mặc dù làm cho người ngưỡng mộ. Nhưng mà tu luyện lại là cần từng bước từng bước đi. Sở kiếm thu đi theo ở đông đảo võ giả sau lưng. Hướng lên bầu trời bên trong cái kia vòng xoáy to lớn bên trên bay đi, lần này các phương tụ tập. Võ giả rất nhiều, Nam Châu liên minh. Huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc tam phương cộng lại võ giả gần tới hai vạn người. Cái này hai vạn cao cấp nhất tinh anh tại bí cảnh này bên trong nhất định sẽ phát sinh một hồi. Cực kỳ chém giết thảm thiết. Chương 576 viễn cổ chiến trường. Sở kiếm thu xuyên qua cái kia không gian vòng xoáy. Trước mắt hoàn cảnh chợt biến đổi, đây là một cái bao la thế giới. Bầu trời bao phủ một tầng âm u màu xám. Dưới chân là một mảnh mênh mông vô bờ màu đen đất khô cằn. Ở mảnh này màu đen đất khô cằn bên trên hiện đầy từng cỗ đủ loại đủ kiểu hài cốt, những thứ này hài cốt có chút là hình người. Có chút là yêu thú, có chút là nhìn không biết là bậc nào sinh linh dị chủng. Những thứ này hài cốt có khổng lồ như núi. Có chỉ lớn chừng quả đấm, mảnh này màu đen đất khô cằn bên trên. Ngoại trừ bên ngoài những đếm không hết hài cốt này. Còn có vẩy xuống lấy vô số pháp bảo binh khí. Sở kiếm thu nhìn một màn trước mắt này hoang vu vô cùng hình ảnh rung động trong lòng vô cùng cái này hiển nhiên là một cái to lớn vô cùng chiến trường nhìn xem mảnh này bị đánh một mảnh tàn phá thiên địa có thể suy ra trước đây trận chiến tranh này đánh là bực nào kịch liệt trên mặt đất có chút hài cốt dù cho mất đi đã lâu thế nhưng là vẫn tản ra một cỗ cực kỳ cường đại uy áp khó có thể tưởng tượng những thứ này hài cốt chủ nhân khi còn sống là cỡ nào cường đại tồn tại sở kiếm thu đem thần niệm phát tán ra bao phủ lại phương viên trăm dặm phạm vi tinh tế dò xét một phen mặc dù sở kiếm thu trước mắt thần hồn vô cùng cường đại thần niệm đủ bao phủ ngàn dặm phương viên địa vực nhưng mà tại loại này hết thầy không biết trong hoàn cảnh sở kiếm thu cũng không dám đem thần niệm khoách tán mà quá lớn để tránh mang đến không cần thiết nguy hiểm sở kiếm thu thần niệm tinh tế đảo qua cái này phạm vi trăm dặm mỗi một chỗ chỗ đem cái này phương viên chăm dặm tình huống dò xét tinh tường đi qua phen này dò xét sau đó sở kiếm thu trong lòng lần nữa bị chấn động phải khó có thể tưởng tượng tại thần niệm bao phủ sở kiếm thu phát hiện cái này phương viên chăm dặm trên chiến trường chỗ bố trí đầy hài cốt khi còn sống thấp nhất cảnh giới cũng là thiên cương cảnh tu vi đến nỗi những cái kia tản ra vô tận hung uy hài cốt khi còn sống cảnh giới càng là khó mà ước đoán địa phương khác không nói trước vẻn vẹn là cái này phương viên trăm dặm chi địa tán rơi thiên cương cảnh hai cốt thì đến được mấy ngàn cỗ nhiều số lượng đoán chừng đều so ra mà vượt nam châu liên minh tất cả thiên cương cảnh số lượng lại càng không cần phải nói toàn bộ vô tận trên chiến trường số lượng hai cốt là bực nào kinh khủng sở kiếm thu lập tức không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía ở đây đến tột cùng là địa phương nào lại có số lượng như thế đông đảo cao đẳng giai sinh mệnh hài cốt. Đây cũng không phải là chỉ là Nam Châu chi địa đủ khả năng có thực lực. Ngoại trừ bên ngoài những hài cốt này, những cái kia rậm rạp chằng chịt giải đầy chiến trường pháp bảo binh khí cũng khiến cho sở kiếm. Thu một hồi kinh tâm động phách, những thứ này pháp bảo binh khí thấp nhất phẩm giai cũng là ngũ. Giai hạ phẩm, có một chút thậm chí đạt đến lục giai. Bất quá những thứ này pháp bảo binh khí số đông đều bể nát. Có thể bảo tồn hoàn hảo chỉ có một số nhỏ, nhưng mà cho dù là chỉ có một số nhỏ bảo tồn hoàn hảo, số lượng này cũng là cực kỳ kinh người. Cuộc chiến tranh này không biết trôi qua bao lâu, có rất nhiều hài cốt đã phong hóa. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền bể thành bột phấn, thiên cương cảnh võ giả cường độ thân. Thể cực kỳ cường đại, hài cốt càng là vững như tinh kim, muốn tổn hại cũng không dễ dàng. Nhưng mà những thứ này hài cốt chẳng những huyết nhục sớm đã tiêu trừ, ngay cả hài cốt cũng bắt đầu xuất hiện phong hóa. Có thể thấy được trận chiến tranh này đi qua tuế nguyệt là bực nào lâu đời. Nhưng mà dù cho trận chiến tranh này đi qua lâu như thế, ở mảnh này chiến trường thượng không tràn ngập những cái kia mãnh liệt lưỡi mát chi khí vẫn như cũ nồng đậm vô cùng. Sở kiếm thu dù cho chỉ là đứng tại trên chiến trường, lấy cường độ thân thể của hắn. Tại những này lưỡi mát chi khí dưới sự kích thích vẫn như cũ cảm thấy đâm ra đau nhức sở kiếm thu sau khi khiếp sợ. Ngược lại rất nhanh liền khôi phục hắn cái kia tham tiền bản tính. Mặc dù nơi này cực kỳ cổ quái, có lẽ sẽ mai phục có vô số không biết phong hiểm, nhưng mà mặc kệ. Nó như là đã tiến nhập ở đây, như vậy thì nhập ra tùy tục, ở đây khắp nơi đều có pháp bảo. Lần này thực sự là kiếm lợi lớn. Sở Kiếm Thu trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn lập tức lập tức hành động, trên mặt đất vô luận là mảnh vỡ pháp bảo, vẫn là thi cốt xác. Đều bị sở kiếm thu nhặt lên nhét vào trong hỗn độn đến tôn tháp. Các vị đại ca đại tỷ, đã các ngươi anh linh sớm đã tan biến. Giữ lại cái này xác phơi thay hoang dã cũng là lãng phí. Liền để tiểu đệ giúp các ngươi giữ gìn. Coi như là các ngươi sau khi chết vì này thế giới lại cống hiến một điểm dư huy. Đến lúc đó nhất định sẽ đem các ngươi chế tạo thành cường đại bảo vật sẽ không bôi nhọ thân phận của các ngươi sở kiếm thu một bên thu nhặt những cái kia thi cốt xác một bên trong miệng nói lẩm bẩm chẳng qua nếu như những cái kia thi cốt xác sau khi chết có linh nghe được hắn lời này đoán chừng sẽ trực tiếp bị tức sống quay tới đang sở kiếm thu nhặt trên mặt đất bảo vật thời điểm mi tâm của hắn bỗng nhiên sáng lên tranh một tiếng một thanh vết dỉ loang lổ phá kiếm từ trong trong mi tâm của hắn bắn đi ra Sở Kiếm Thu nhìn thấy một màn này, lập tức không khỏi khẽ giật mình. Chuôi này phá kiếm chạy đến làm cái gì vậy, bình thường Long Nguyên kiếm vẫn luôn là an an phân. Phân chờ tại Hỗn Độn đến Tôn Tháp cái kia trung ương trong trận pháp, sẽ rất ít chủ động chạy đến. Duy nhất chạy đến một lần chính là tại mới trạch trong bí cảnh một kiếm bổ huyền ma huyết châu, cứu được hắn một mạng. Sở Kiếm Thu đối với chuôi này phá kiếm thế nhưng là không có cái gì ấn tượng tốt cũng là bởi vì tại chuôi này phá kiếm giật dây phía dưới. Hỗn độn đến tôn tháp mới muốn chia hết hắn lấy được bảo vật một nửa. Lòng nguyên kiếm tại từ sở kiếm thu trong mi tâm sau khi đi ra ông một tiếng. Thân kiếm chấn động từ trong thân kiếm tản mát ra từng đạo kim quang. Những kim quang này xông thẳng tới chân trời. Đem trên trời những cái kia ám trầm mây đen đều xuyên thủng một cái động lớn. Sau khi Long Nguyên kiếm tản mát ra những cái kia kim quang trên chiến trường tràn ngập những cái kia nồng đậm vô cùng lưỡi mát chi khí lập tức giống như mãnh liệt như thủy chiều hướng về Long Nguyên kiếm điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đang thu nạp sau những lưỡi mát chi khí này, Long Nguyên kiếm ánh sáng trên người lập tức mạnh hơn, sở kiếm thu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Một màn này, dạng này cũng được. Long Nguyên kiếm thu nạp những thứ này lưỡi mát chi khí kéo dài suốt nửa canh giờ phụ cận mấy ngàn dặm bên trong lưỡi mác chi khí lập tức bị Long Nguyên kiếm thu nạp không còn một. Mống, đợi đến bây giờ không có lưỡi mác chi khí có thể hấp thu thời điểm. Long Nguyên kiếm lúc này mới ngừng lại, ách. Lúc này từ Long Nguyên kiếm bên trong truyền ra một tiếng ợ một cái âm thanh. Sở Kiếm Thu không khỏi trợn tròn trong mắt, có chút không tin lỗ tai của mình. Đang tại Sở Kiếm Thu hoài nghi chính mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm thời điểm. Tại Long Nguyên kiếm bầu trời bỗng nhiên dần dần hiển lộ ra một người mặc thanh y đồng tử hư ảnh. Cái này hư ảnh ngay từ đầu chỉ là mơ mơ hồ hồ, sau đó liền dần dần trở nên rõ ràng ngưng tụ. Thẳng đến cuối cùng cùng bình thường đồng tử không khác. Sở Kiếm Thu nhìn xem trên ngồi ở trên Long Nguyên kiếm chuôi thanh y đồng tử. Lập tức không khỏi cảnh giác nói, ngươi là ai? Hừ, liền bản đại gia cũng không nhận ra, theo ngươi cái này keo kiệt vô cùng quỷ nghèo lão tử đây là khổ tám đời. Thanh y đồng tử hừ lạnh một tiếng, tiếp đó hắn vuốt ve bụng. duỗi lưng một cái, một mặt hưởng thụ địa nói, thoải mái. Rất lâu không có ăn đến no như vậy rồi. Sở kiếm thu nghe nói như thế, không khỏi một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, chẳng. Lẽ người chính là chuôi này long nguyên kiếm. mươi 577 tiểu đồng áo xanh. Không kiến thức dế nhũi, bản đại gia là long nguyên kiếm kiếm linh tiểu đồng áo xanh khinh thường lườm sở kiếm thu một mắt. Nghe được tiểu đồng áo xanh lời này, sở kiếm thu lập tức một cái tát đập vào trên đầu hắn. Mắng, ăn lão tử, uống lão tử, tại trước mặt lão tử giả trang cái gì đại gia. Tiểu đồng áo xanh lập tức bị sở kiếm thu một tát này chụp sửng sốt. Hắn đường đường thượng cổ thần khí. Thực lực này yếu đến giống con kiến hôi ra hỏa lại dám chụp đầu của hắn tiểu đồng áo xanh sửng sốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, giận dữ nói, sở kiếm thu. Người cho lão tử tôn trọng một chút, lão tử thế nhưng là đường đường thượng cổ thần khí. Tin hay không lão tử một kiếm bổ ngươi. Tiểu đồng áo xanh tiếng nói vừa ra. Sở kiếm thu mi tâm bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang hung hăng đánh vào tiểu đồng áo xanh. Trên thân, đem tiểu đồng áo xanh từ long nguyên kiếm trên chuôi kiếm đánh xuống tiếp. Đạo kim quang này đem tiểu đồng áo xanh đánh xuống trên mặt đất sau đó. Lại từ ở trên đầu tiểu đồng áo xanh, ý cảnh cáo cực kỳ rõ ràng. Tiểu đồng áo xanh tại nhìn thấy đạo kim quang này sau đó, lập tức liền túng xuống. Mặt mũi tràn đầy cười xòa nói, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng mà đạo kim quang kia vẫn không có tán đi, hơn nữa lấp lóe co duỗi ở giữa nhiều hướng về tiểu đồng áo xanh cần cổ chém dụng ý vị. Tiểu đồng áo xanh bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, vẻ mặt đưa đám nói, ta. Thật chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, có ngài tại trong thức hải của hắn tọa chấn lấy. Ta cho dù có một vạn cái lá gan, cũng không dám bổ hắn a. À. Hắn thật sự sợ, nếu như bị đạo kim quang này từ trên cổ hắn rơi xuống. Hắn đoán chừng liền muốn triệt để tiêu tán, đối mặt cái này sinh tử uy hát yêu ta tiểu đồng áo xanh nơi nào còn dám có nửa điểm ngạo kiêu. Đạo kia tại tiểu đồng áo xanh trên cổ lượn quanh một vòng, trầm tư nửa ngày. Cảm thấy tiểu đồng áo xanh lời nói đến mức có đạo lý, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Trở về tới sở kiếm thu trong mi tâm. Tiểu đồng áo xanh tại đạo kim quang kia tại trên cổ vòng quanh thời điểm. Lập tức chỉ cảm thấy tay chân một mảnh lạnh buốt toàn thân một hồi run lẩy bẩy, đợi đến đạo kim quang kia trở về sở kiếm thu mi tâm sau. Tiểu đồng áo xanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đồng áo xanh ủ rũ cúi đầu từ dưới đất bò dậy, trong lòng thầm kêu suối quẩy, mẹ nó. Hắn đường đường thượng cổ thần khí, cư nhiên bị khi dễ đến mức này. Đây thật là không có thiên lý. Bất quá sở kiếm thu thức hải bên trong tôn kia đại lão cũng không phải hắn có thể chọc nổi tôn kia đại lão phẩm giai cao đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đối bọn hắn những thứ này pháp bảo chi linh có thiên nhiên áp chế tác dụng. Mặc dù tôn kia đại lão tổn thương so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nhưng mà đối phó lên hắn tới nhưng vẫn là dư xài tiểu đồng áo xanh từ dưới đất bò dậy sau. Nhìn thấy sở kiếm thu ở một bên cười như không cười nhìn xem hắn. Một mặt nhìn có chút hả hê thần sắc cười ngươi đại gia cười có phải hay không muốn đánh nhau tiểu đồng áo xanh nghĩ đến chính mình vừa rồi bộ kia dạng túng lập tức trong lòng không khỏi một hồi nổi nóng hắn lời này vừa ra thời điểm sở kiếm thu mi tâm lập tức kim quang ẩn hiện đạo kim quang kia giống như lại muốn bắn ra tiểu đồng áo xanh lập tức vội vàng sửa lời nói muốn đánh nhau phải không ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh nghe được tiểu đồng áo xanh lời này, đạo kim quang kia mới dùng liễm không tiến vào. Tiểu đồng áo xanh không khỏi một hồi ủ rũ. Trong lòng đem sở kiếm thu 18 đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Ở sau đó cùng sở kiếm thu trung đụng thời điểm. Tiểu đồng áo xanh vẫn như cũ nhịn không được không giữ mồm giữ miệng mà mắng chửi người. Nhưng mà hắn cũng dần dần phát hiện một chuyện, chỉ cần hắn không uy hát iota sở kiếm thu vô luận hắn cùng sở kiếm thu đấu võ mồm đánh đến như thế nào hung mãnh đạo kim quang kia đều chẳng muốn để ý đến hắn nhưng mà nếu như hắn dám can đảm mở miệng uy hát yota đạo kim quang kia lập tức bắn ra đối với hắn giáo huấn một lần tiểu đồng áo xanh thăm dò rõ ràng cái quy luật này sau đó lập tức cũng học thông minh chỉ là cùng sở kiếm thu tại ngoài miệng giao phong không còn đi mở miệng uy hát yota nám đen trên chiến trường, một tòa sơn khâu đỉnh chóp. Một khối kiếm thật lớn khí mảnh vụn cắm ở phía trên, khối này kiếm khí mảnh vụn tản ra khí tức. Cực kỳ hùng mạnh, mặc dù đã là bể tan tành pháp bảo. Nhưng cũng có thể nhìn thấy nó cái kia bất phàm phẩm dai. Sở kiếm thu nhìn thấy mảnh vụn này lúc lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn phẩm tướng. Khối này kiếm khí mảnh vụn ít nhất là nửa bước lục dai mảnh vỡ pháp bảo nếu là nắm bắt tới tay, tăng thêm tiến trong trong tay mình thanh trường kiếm này. Sẽ làm cho trong tay mình thanh trường kiếm này phẩm giai tăng lên rất nhiều. Sở kiếm thu thân hình thoát một cái, phi thân đến cái kia trên gò núi. Hướng về khối kia kiếm thật lớn khí mảnh vụn bên trên chộp tới. Chỉ lát nữa là phải đem khối này kiếm khí mảnh vụn cầm vào tay lúc. Trước mắt chợt thanh ảnh lóe lên. Ngay sau đó khối kia kiếm thật lớn khí mảnh vụn cũng đã từ trước mắt tiêu thất đến miệng thịt. Mỡ bị người gắng gượng cướp đi, Sở Kiếm Thu lập tức sắc mặt đen như đáy nồi. Không cần nhìn hắn đều biết là ai làm chuyện tốt, Sở Kiếm Thu quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy cái kia tiểu đồng áo xanh ngồi ở kia chuôi Huyền Lập Long Nguyên kiếm trên. Chuôi kiếm, trong tay cầm khối kia kiếm thật lớn khí mảnh vụn. Nhìn thấy Sở Kiếm Thu nhìn qua tiểu đồng áo xanh lập tức dương dương đắc ý nở nụ cười, "Đây con." Mẹ nó nhìn thấy Sở Kiếm Thu ăn quả đắng trong lòng chính là sảng khoái. Hắn kể từ tại Thiên Thủy quận Vạn Vũ thương hành trong buổi đấu giá bị Sở Kiếm Thu vỗ xuống tới. Sau đó, đi theo ở Sở Kiếm Thu bên cạnh đã hơn 4 năm. Làm sao không biết Sở Kiếm Thu tính tình, gia hỏa này mười phần chính là một cái yêu tài như. Mạng tham tiền Tiểu đồng áo xanh tại công phu miệng không đấu lại Sở Kiếm Thu, có hỗn độn đến Tôn Tháp trấn nhiếp, hắn lại không dám đối với Sở Kiếm Thu ra tay. Duy nhất có thể làm cho Sở Kiếm Thu ăn quả đắng chỗ, chính là cùng Sở Kiếm Thu đoạt bảo vật. Trước đó bởi vì tổn thương quá nặng, hắn chỉ có thể có một tia linh thức. Không cách nào ngưng tụ ra thân hình tới, tự nhiên cầm Sở Kiếm Thu không có cách nào. Lần này khi tiến vào cái này bể tan tành thế giới mảnh vụn sau đó, hắn thu nạp thế giới này mảnh vụn lưu lại lưỡi mác chi khí nguyên khí khôi phục không thiếu mặc dù cách chân chính khôi phục thời kỳ đỉnh phong còn kém mười vạn tám ngàn dặm nhưng tốt xấu có thể ngưng tụ ra thân hình tới không cần lại một mực ở tại hỗn độn trí tôn trong tháp mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh hắn chịu đến thương tích thực sự quá nặng đi tại trong tay rơi vào sở kiếm thu phía trước hắn linh thức vẫn luôn là ở vào trạng thái ngủ say Đường đường thượng cổ thần khí so với bình thường nhất pháp bảo đều không bằng. Nếu như trước đây không phải rơi vào sở kiếm thu trong tay, từ đó chịu đến hỗn độn đến tôn tháp tẩm bổ, chỉ sợ tiếp qua một chút thời gian. Cho dù hắn liền trạng thái ngủ say đều bảo trì không được, trực tiếp liền triệt để tiêu tán. Cho nên tiểu đồng áo xanh mặc dù đối với hỗn độn đến tôn tháp rất e ngại, nhưng mà đồng dạng cũng là trong lòng còn có cảm kích bởi vì không có hỗn độn đến tôn tháp hắn cũng sẽ không có hồi phục khả năng sau khi lần lượt thu nạp sở kiếm thu quăng vào hỗn độn trí tôn trong tháp năng lượng cùng bảo vật lực lượng của hắn cũng từng điểm khôi phục lại cho nên sở kiếm thu nói câu kia hắn ăn sở kiếm thu uống sở kiếm thu cũng đích xác chính là sự thật mà hắn uy hát yota sở kiếm thu nói muốn bổ hắn kỳ thực cũng đích xác là trong miệng nói một chút mà thôi cũng không phải trong lòng thật sự cất niệm này, hắn coi như nhìn sở kiếm thu không vừa mắt. Nhưng mà sở kiếm thu phần này ân tái tạo, hắn vẫn là nhớ kỹ trong lòng. mươi 578 tranh đoạt mảnh vỡ pháp bảo. Tiểu đồng áo xanh mặc dù cùng sở kiếm thu đoạt bảo vật. Nhưng mà cấp cũng chỉ là mảnh vỡ pháp bảo. Đối với những cái kia hoàn hảo pháp bảo hắn cũng không có hạ thủ, hắn mặc dù nghĩ ác tâm sở kiếm. Thu, nhưng mà cũng không dám làm được quá phận bằng không thật sự chọc giận sở kiếm thu mà nói kết cục của hắn cũng không dễ chịu bởi vì hắn linh thức cùng sở kiếm thu thần hồn ở giữa bị hỗn độn đến tôn tháp tăng thêm cực sâu khế ước tại hắn linh thức vừa mới chưa tỉnh lại tại hỗn độn đến tôn tháp ép buộc phía dưới hắn liền bị ép nhận chủ bất quá chuyện này tiểu đồng áo xanh vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho sở kiếm thu biết bởi vì một khi để cho sở kiếm thu biết sau chuyện này những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt. Cũng may hỗn độn đến Tôn Tháp mặc dù trong bóng tối thúc đẩy chuyện này. Nhưng cũng không có nói cho Sở Kiếm thu ý tứ. Cái này khiến tiểu đồng áo xanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu đồng áo xanh ngón tay nhẹ nhàng tại khối kia kiếm khí mảnh vụn bên trên một điểm. Cái kia kiếm khí mảnh vụn lập tức lập tức tan rã. Hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập vào Long Nguyên kiếm trên thân kiếm, sau khi nuốt khối này kiếm khí mảnh vụn, Long Nguyên kiếm trên thân kiếm vết dỉ lại tiêu trừ một điểm. Nhưng mà Long Nguyên kiếm thân kiếm vết dỉ gắn đầy, rậm rạp chẳng chịt nhiều vô số kể. Muốn đem những thứ này vết dỉ hoàn toàn loại trừ đi. Còn không biết muốn thôn phệ bao nhiêu mảnh vỡ pháp bảo. Bất quá tiểu đồng áo xanh cũng đã rất là đủ hài lòng. Nếu không phải tiến vào khối này thế giới mảnh vụn, hắn muốn khôi phục một chút thực lực cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào bằng sở kiếm thu kiếm tiền năng lực hắn kiếm được tiền vẫn chưa tới chính hắn hoa đây dù cho phân một nửa cho hỗn độn đến tôn tháp có thể rơi xuống trên người hắn ít càng thêm ít nếu như dựa theo tốc độ chữa trị như thế hắn muốn khôi phục không biết phải chờ đến năm nào tháng nào tiểu đồng áo xanh đánh giá cái này hoang vu vô cùng thế giới trong lòng rất là có mấy phần tung tăng nghĩ không ra khắp nơi nam châu loại này thâm sơn cùng cốc chi địa còn có thể gặp phải chiến trường thượng cổ như thế này thế giới mảnh vụn sở kiếm thu cùng với nam châu võ giả không biết cái bí cảnh này lai lịch tiểu đồng áo xanh nhưng trong lòng thì rất rõ ràng lấy tầm mắt của hắn kiến thức xa không phải nam châu những thứ này dễ nhũi có thể so sánh xem như đường đường thượng cổ thần khí long nguyên kiếm trước kia hắn nhưng là tự mình tham gia qua trận kia hùng vĩ vô cùng chiến tranh mà hắn cũng là tại trong chàng hạo kiếp kia bị đánh trọng thương kém chút trực tiếp vỡ nát mà chủ nhân của hắn cũng ở đó trận đại chiến bên trong vẫn lạc trận kia hùng vĩ vô cùng chiến tranh đánh nát vô số thế giới cái bí cảnh này chỉ là cái kia vô số bị đánh nát bên trong đại thế giới một cái không đáng chú ý mảnh vỡ nhỏ mà thôi đối với trận kia hùng vĩ vô cùng chiến tranh tới nói chỗ này thế giới mảnh vụn chiến trường căn bản cũng không tính là gì đương nhiên Đối với tiểu đồng áo xanh tình cảnh hiện tại tới nói, cũng là một cái cực tốt bảo địa. Tại thiên vũ đại lục lại này thâm sơn cùng cốc chi địa. Có thể gặp phải chiến trường thượng cổ như thế này thế giới mảnh vụn. Đây đã là vận khí tốt đến nổ tung, nơi nào còn có thể hy vọng xa vời cái gì. Sở kiếm thu nhìn xem khối kia kiếm khí mảnh vụn tại trong tay tiểu đồng áo xanh tan rã. Sắc mặt đen như đáy nồi, khối kia kiếm khí mảnh vụn ít nhất cũng là nửa bước lục dai mảnh vỡ. Pháp bảo, thế mà cứ như vậy bị này đáng chết ra hỏa đoạt đi. Sở Kiếm Thu tâm can đau đến thẳng nhỏ máu. Không được, cái này muốn cái biện pháp như thế nào mới có thể cướp thắng hắn mới. Bằng không những thứ này cao cấp mảnh vỡ pháp bảo chính mình một khối đều không vớt được. Mặc dù Sở Kiếm Thu dọc theo con đường này cũng nhặt được không thiếu pháp bảo. Nhưng mà cũng là phẩm giai tương đối thấp, số đông cũng là ngũ giai hạ phẩm. Ngũ giai trung phẩm cũng tương đối ít, ngũ giai thượng phẩm càng là lác đác không có mấy. Càng là cao cấp pháp bảo, càng khó lấy tìm được hoàn chỉnh con đường đi tới này. Sở Kiếm Thu phát hiện ngũ giai cực phẩm trở lên pháp bảo trên cơ bản cũng là mảnh vụn. Đến nay không có phát hiện một kiện ngũ giai cực phẩm trở lên pháp bảo là hoàn chỉnh. Đối với hiện tượng này, Sở Kiếm Thu ngược lại là không có quá lớn ngạc nhiên, bởi vì pháp bảo cấp bậc càng cao, mặc dù cũng càng kiên cố nhưng mà có thể dùng nổi loại này cao đẳng giai pháp bảo người đồng dạng cũng là thực lực cường đại vô cùng võ giả tại những cái kia võ giả thực lực cường đại trong tay dù cho pháp bảo cấp bậc cao hơn nhưng mà đồng dạng tiếp nhận sức mạnh cũng càng thêm cường đại cho nên ngược lại là những thứ này cao đẳng giai pháp bảo lại càng dễ xuất hiện phá toái mà những cái kia thực lực hơi thấp võ giả ngược lại không có như thế sức mạnh đánh nát trong tay pháp bảo từ đó làm cho này phẩm cấp thấp pháp bảo ngược lại có thể bảo tồn hoàn chỉnh điều này sẽ đưa đến sở kiếm thu mặc dù nhặt được không thiếu ngũ giai hạ phẩm pháp bảo nhưng mà phẩm cấp cao mảnh vỡ pháp bảo một khối cũng không có mò được tay toàn bộ đã rơi vào tiểu đồng áo xanh trong tay tiếp tục như vậy không được a à, tiếp tục như vậy nữa chính mình quả thực là bệnh thiếu máu sở kiếm thu vừa tiếp tục đi tới một bên đang trầm tư như thế nào mới có thể đủ tốt hơn cùng tiểu đồng áo xanh cướp pháp bảo. Gia hỏa này thân pháp thật sự là quá nhanh. Dù cho chính mình đem phong dực độn pháp thi triển đến cực hạn đều đoạt không được hắn. Kế tiếp, sở kiếm thu cùng tiểu đồng áo xanh ở giữa triển khai một hồi cướp pháp bảo đại chiến. Sở kiếm thu không ngừng mà thử nghiệm đủ loại phương pháp. Nhưng mà cuối cùng đều đoạt không được tiểu đồng áo xanh một ngày này bọn hắn đi tới một chỗ tràn đầy đổ nát thê lương trong rừng đá mảnh này thạch lâm cực kỳ to lớn liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cuối trong bãi đá khắp nơi đứng sừng sững lấy từng đạo to lớn vô cùng chọc trời thạch trụ đối với trận pháp tạo nghệ cao thâm sở kiếm thu tới nói liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái to lớn vô cùng trận pháp đây là có một phương lấy cái bãi đá này xem như phòng ngự thành lũy ở đây cùng địch nhân làm ra liều chết một trận chiến từ cái kia từng đạo cực lớn chọc trời thạch trụ đều bị đánh từng cây đánh gãy đầy mắt cũng là đổ nát thê lương dáng vẻ có thể thấy được trước đây cái kia một hồi đại chiến tri kịch liệt toàn bộ thạch lâm khắp nơi đều là thi cốt xác mảnh vỡ pháp bảo cũng do so địa phương khác càng nhiều sở kiếm thu quét mắt một mắt bốn phía hưng phấn trong lòng vô cùng nơi này nhìn chính là có dấu rất nhiều bảo vật dáng vẻ chợt sở kiếm thu ánh mắt dừng lại ở một chỗ đứt gãy thạch trụ trong khe đá nơi đó cắm một khối cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo lúc nhìn thấy một khối này cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo sở kiếm thu ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ lúc này tiểu đồng áo xanh cũng chú ý tới khối kia cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo hai bóng người cơ hồ tại cùng một thời gian hướng về kia khối cánh chim hình dáng mảnh vụn nhào tới bá hai người thân pháp nhanh chóng vô cùng cơ hồ đều hóa thành mắt thường khó mà nhận tàn ảnh hướng về kia khối cánh chim hình dáng mảnh vụn lao đi một lần này kết quả hoàn toàn ra khỏi tiểu đồng áo xanh ngoài ý liệu trước mắt hắn một hoa thế mà nhìn thấy sở kiếm thu chạy đến trước mặt của hắn đi nhoáng một cái thần ở giữa sở kiếm thu đã cầm lên khối kia cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo. Tiểu đồng áo xanh nhìn thấy sở kiếm thu sau lưng kia đối trong suốt cánh chim. Lập tức không khỏi một hồi ảo não không thôi, lại bị cái này người âm hiểm xảo trá lừa gạt. Bởi vì phía trước sở kiếm thu vẫn luôn không có sử dụng phong chi dược. Cho nên cùng tiểu đồng áo xanh cướp đoạt mảnh vỡ pháp bảo thời điểm nhiều lần hướng về hạ phong, cái này khiến tiểu đồng áo xanh trong vô thức đều cho rằng sở kiếm thu tốc độ cũng chỉ có nhanh như vậy. Trường 579 phong chi dực tấn giai bởi vì vào trước là chủ phán đoán, cho nên lần này tiểu đồng áo xanh đồng dạng cũng là sử xuất giống như lần trước thân pháp tốc. Độ, hắn chính là chỉ cần so sở kiếm thu nhanh lên một tia. Lúc này mới có thể càng cho hơi vào hơn chết cái này keo kiệt keo kiệt ra hòa nhưng nghĩ không ra trước đây hết thầy toàn bộ đều là sở kiếm thu đang diễn trò. Tiểu đồng áo xanh đã sớm đã rơi vào sở kiếm thu nằm trong tính toán. Sở kiếm thu chính là thông qua mỗi lần mỗi lần kia cướp đoạt mảnh vỡ pháp bảo thất bại tới tê. Liệt tiểu đồng áo xanh, để cho tiểu đồng áo xanh tạo thành loại kia vào trước là chủ quán tính. Lúc này mới có thể tùy thời làm việc. Sở kiếm thu ở phía trước vẫn không có sử dụng phong chi dược đó là bởi vì phía trước gặp được mảnh vỡ pháp bảo mặc dù phẩm dai không tệ nhưng còn chưa đủ để cho hắn bộc lộ ra mưu kế của hắn dù sao loại mưu kế này chỉ có thể dùng một lần sử dụng tới sau cái kia tiểu đồng áo xanh lần sau cũng sẽ không mắc lừa nữa thẳng đến gặp khối này cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo sở kiếm thu mới rốt cục động thủ hắn cùng với tiểu đồng áo xanh thân pháp là bực nào cấp tóc chỉ cần Song Phương có một tí phán đoán sai lầm, cũng đủ để ủ thành bại cục. Đợi đến tiểu đồng áo xanh phát hiện không hợp lý thời điểm, Sở Kiếm Thu đã chạy đến phía trước. Đem khối kia mảnh vỡ pháp bảo nắm bắt tới tay, tiểu đồng áo xanh nhìn xem Sở trong tay kiếm thu. Khối kia cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo, trong lòng lập tức ảo não không thôi. Sớm biết ra hỏa này âm hiểm xảo trá, chính mình liền không nên buông lòng cảnh giác, khối kia cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo. Phẩm giai ít nhất đạt đến trong lục giai phẩm. So với lúc trước hắn lấy được tất cả mảnh vỡ pháp bảo phẩm giai đều cao hơn. Tiểu đồng áo xanh nhìn xem Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi nghiến răng nghiến lợi. Lần này thế nhưng là thua thiệt lớn. Mảnh vỡ pháp bảo như là đã đặt tới Sở Kiếm Thu trong tay hắn tự nhiên không thể ra tay cướp đoạt nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy mà nói. Hỗn độn đến tôn tháp vài phút dậy hắn làm người. Sở kiếm thu khi lấy được khối này trong lục giai phẩm cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo sau. Đó, không có tiếp tục tiến lên nhặt pháp bảo mà là dừng lại. Lấy ra gió kia chi rực cùng với khí phù trận luyện lên khí tới. Bây giờ tại cái này nguy cơ tứ phía vô cùng hung hiểm trong hoàn cảnh có thể tăng cường một phần thực lực là một phần. Chỉ có điều trong lục giai phẩm mảnh vỡ pháp bảo. Đối với sở kiếm thu cảnh giới trước mắt Tu Vi tới nói, dù sao phẩm giai vẫn là cao chút. Dù cho có khí phù trận phụ trợ, luyện hóa vẫn như cũ vô cùng gian nan. Tiểu đồng áo xanh ngồi ở kia chuôi dựng thẳng huyền lập long nguyên kiếm trên chuôi kiếm. Khoanh tay, cười như không cười nhìn xem sở kiếm thu mặt mũi tràn đầy trêu tức thần sắc dù cho nhường ngươi lấy được khối này mảnh vỡ pháp bảo lại. Như thế nào, còn không phải vẫn như cũ không luyện hóa được. Khối kia cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo tại trong khí phù trận cái kia lửa nóng hừng hực. Chậm rãi tan rã, chỉ có điều cái kia tan rã tốc độ thật là chậm có chút không đành lòng nhìn. Thằng, sở kiếm thu không có cách nào thử nghiệm điều động nguyên đan bên trong cái kia phệ lôi châu sức mạnh vô số kinh khủng tia lôi dẫn xuất hiện tại trong tay sở kiếm thu hướng về khối kia cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo bên trên đánh tới tại những này kinh khủng tia lôi dẫn phụ trợ phía dưới khối kia cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo tan giã tốc độ bắt đầu rõ ràng tăng tốc bất quá so với bình thường luyện khí tốc độ tới nói lại như cũ là chậm nhiều sở kiếm thu trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là dạng này cái này phệ lôi châu uy lực mặc dù cũng không so thanh ngọc lưu ly hỏa uy lực yếu nhưng mà tại phương diện luyện khí lại như cũ vẫn là còn kém rất rất xa thanh ngọc lưu ly hỏa nếu như lúc này chính mình có thanh ngọc lưu ly hỏa nơi tay luyện hóa khối này cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo cũng không nói chơi đương nhiên nếu như cái kia tiểu đồng áo xanh chịu ra tay mà nói luyện hóa khối này mảnh vỡ pháp bảo tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà lấy tên kia niệu tính, không cho mình thêm phiền liền tốt. Nơi nào chịu ra tay giúp mình. Sở kiếm thu hao tốn dòng dã thời gian 3 ngày. Lúc này mới đem cái kia trong lục giai phẩm mảnh vỡ pháp bảo luyện vào trong phong chi dược. Khiến cho phong chi dược phẩm giai tăng lên rất nhiều. Từ nửa bước ngũ giai trực tiếp tăng đến ngũ giai thượng phẩm tình cảnh sở kiếm thu lúc đó luyện chế phong chi dực sử dụng cái kia có huyền điều huyết mạch thượng cổ di trùng yêu thú cánh chim vốn là phẩm dai. cực cao vật liệu luyện khí chỉ có điều trước đây vừa tới bị giới hạn sở kiếm thu ngay lúc đó cảnh giới tu vi thứ hai bị giới hạn sử dụng khác vật liệu luyện khí thật là quá mức cấp thấp lúc này mới khiến cho phong chi dực vẻn vẹn dừng lại tại nửa bước ngũ giai trình độ. Lúc đó sử dụng những cái kia vật liệu luyện khí thật là là bôi nhọ cái kia cánh chim màu xanh. Phẩm dai, mãi đến hôm nay có trong lục dai này phẩm mảnh vỡ pháp bảo gia nhập vào. Lúc này mới chân chính phát huy ra cái kia ngụy huyền điều chi vũ tiềm lực. Sở dĩ gia nhập vào khối này trong lục dai phẩm mảnh vỡ pháp bảo sau đó. Phong chi rực vẻn vẹn tăng lên tới ngũ dai thượng phẩm phẩm dai. Đây là bởi vì cái này dù sao chỉ là một khối mảnh vỡ pháp bảo dù cho nó tại hoàn hảo thời điểm phẩm giai đạt đến trong lục giai phẩm. Nhưng phá toái sau đó tự nhiên là không thể bảo trì lúc đầu phẩm giai. Huống hồ vẻn vẹn chỉ là một khối mảnh vụn, có thể khiến cho phong chi dực tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm. Đã lớn nhất phát huy ra khối này mảnh vỡ pháp bảo tiềm lực, sở kiếm thu nhìn xem rực rỡ hẳn lên. Phong chi dực lập tức không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái nguyên bản phong chi dược phẩm dai theo cảnh giới hắn tu vi tăng lên đã rất khó thỏa mãn nhu. Cầu của hắn, mặc dù vẫn như cũ cũng có thể đối với hắn thân pháp tốc độ cho phép cực lớn ra. Chỉ, nhưng lại không đủ để phát huy ra lực lượng lớn nhất của mình. Tại sở kiếm thu luyện hóa khối này mảnh vỡ pháp bảo trong lúc đó. Cái kia tiểu đồng áo xanh nhưng là đem phụ cận trong vòng trăm dặm chỗ quét ngang một mảnh mặc dù thu hoạch không ít thế nhưng là không tiếp tục tìm được đạt đến giống sở kiếm thu lấy được khối kia cánh chim hình dáng mảnh vỡ pháp bảo phẩm dai bảo vật tiểu đồng áo xanh mặc dù đến bốn phía càn quét thế nhưng là cũng không có rời xa bởi vì hắn đã cùng sở kiếm thu ở giữa đã đặt thành thần hồn khế ước một khi hắn rời đi sở kiếm thu vượt qua trăm dặm sở kiếm thu tất nhiên sẽ cảm giác khác thường lấy sở kiếm thu âm hiểm xảo trá tất nhiên sẽ suy đoán ra chuyện ngọn nguồn một khi bị sở kiếm thu biết được hắn đã cùng sở kiếm thu ở giữa đạt tới thần hồn khế ước những ngày an nhàn của mình sẽ chấm dứt kế tiếp hành động bên trong chính mình mơ tưởng được nửa điểm chỗ tốt chỉ cần tại sở kiếm thu nhất niệm phía dưới hắn liền phải đem đồ vật đến tay ngoan ngoãn giao ra cho nên tiểu đồng áo xanh tuyệt đối sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn Mặc dù hắn cũng nghĩ mau chóng tìm được đầy đủ bảo vật tới chữa trị tự thân, nhưng mà trước đó, lâu dài như vậy Tuế Nguyệt cũng chờ, cũng không quan tâm cái này hai ba thiên. Sở Kiếm thu luyện chế lại một lần Thật Phong chi Dực sau đó, liền tiếp theo lên đường. Hắn mặc dù có chút kỳ quái tiểu đồng áo xanh tại hắn luyện chế Phong chi Dực thời điểm thế mà, như thế an phận mà canh giữ ở trong vòng trăm dặm. Nhưng cũng không có đi truy đến cùng chuyện này chỉ cho là là tiểu đồng áo xanh bị quản chế tại hỗn độn đến tôn tháp nguyên nhân. Kế tiếp trong hành trình, sở kiếm thu cùng tiểu đồng áo xanh ở giữa như cũ đấu trí đấu dũng. Bởi vì sở kiếm thu có mới phong chi dực phụ trợ. thần pháp tốc độ đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, lại thêm sở kiếm thu quỷ kế đa đoan. Hoa văn trồng chất tiểu đồng áo xanh cũng không còn cách nào giống phía trước như thế chiếm. Hết tiên cơ, chương 580 bùi nêu lên siêu siêu siêu, năm chuôi trường kiếm nhanh như tia chớp bắn ra. Tại tiểu đồng áo xanh đến phía trước liền đem một khối mảnh vỡ pháp bảo trống lên. Cấp tốc trở về tới sở kiếm thu trong tay. Tiểu đồng áo xanh quay đầu nhìn một mặt đắc ý sở kiếm thu, lập tức không khỏi sạm mặt lại. Gia hỏa này thật đúng là làm được vì cướp đoạt mảnh vỡ pháp bảo. Liền tiểu ngũ hành kiếm trận đều đã vận dụng. Sau khi sở kiếm thu tăng lên phong chi dược phẩm dai hắn cùng sở kiếm thu cướp đoạt mảnh vỡ pháp bảo xác xuất thành công đã biến thành chia năm. Năm, sở kiếm thu cất kỹ mảnh vỡ pháp bảo sau đó, tiếp tục tiến lên. Lúc này sở kiếm thu tâm tình 10 phần không tệ. Chỉ là ngắn ngủi thời gian 10 ngày không đến. Hắn liền thu hoạch hơn 30 kiện hoàn chỉnh ngũ giai hạ phẩm pháp bảo. 11 kiện ngũ giai trung phẩm pháp bảo cùng 3 kiện ngũ giai pháp bảo thượng phẩm. Đến nỗi mảnh vỡ pháp bảo cùng những cái kia võ giả xác càng là nhiều vô số kể, có cái này một bút tài phú, thực lực của hắn sẽ đề thăng một mảng lớn. Hắn tiểu ngũ hành kiếm trận đã đột phá đến tầng thứ hai. Có thể đồng thời khống chế 25 thanh trường kiếm pháp bảo. Tạo thành một cái chính thức ngũ hành kiếm trận. Tiểu ngũ hành kiếm trận tầng thứ nhất chỉ có thể coi là tạo thành bước đầu trận cơ. Cũng không thể xem như chân chính ngũ hành kiếm trận. Chỉ có đột phá đến tầng thứ hai thông qua 25 thanh trường kiếm pháp bảo tạo thành 5 cái trận cơ. Cái này 5 cái trận cơ ở giữa lẫn nhau kết hợp. Mới có thể xem như một cái chính thức ngũ hành kiếm trận, tiểu ngũ hành kiếm trận tầng thứ hai Xa không phải tầng thứ nhất uy lực có thể so sánh. Nhưng mà sở kiếm thu trước mắt mặc dù lĩnh ngộ tầng thứ hai ảo diệu. Tạm thời lại như cũ không cách nào thi triển. Bởi vì Sở Kiếm Thu không có đầy đủ trường kiếm pháp bảo, 25 chuôi ngũ giai hạ phẩm. Trường kiếm pháp bảo, đây là một bút cực kỳ to lớn tài phú. Nếu như Sở Kiếm Thu không phải tiến vào trong cái bí cảnh này. Muốn tập hợp đủ 25 chuôi ngũ giai hạ phẩm trường kiếm pháp bảo không muốn biết tiêu. Phí bao nhiêu khí lực, nhưng là bây giờ, hắn cách hoàn thành cái mục tiêu này đã không xa. Tại hắn thu thập được cái kia hơn 30 kiện ngũ giai hạ phẩm pháp bảo bên trong. Trong đó trường kiếm pháp bảo chiếm 9 kiện, lại thêm sở kiếm thu tại Thượng Thanh Tông chân bảo các chỗ hối đoái năm chuôi trường kiếm pháp. Bảo, sở kiếm thu hiện nay có trường kiếm pháp bảo đạt đến 14 chuôi. Khoảng cách tập hợp đủ 25 chuôi ngũ giai hạ phẩm trường kiếm pháp bảo chỉ kém 10. Một chuôi, dựa theo trước mắt thu thập những thứ này pháp bảo tốc độ đoán chừng lại có hơn 10 ngày thời gian, là hắn có thể đủ triệt để tập hợp đủ 25 thanh trường kiếm pháp bảo. Từ đó có thể chính thức thi triển tiểu ngũ hành kiếm trận tầng thứ hai. Sở kiếm thu đang tại lúc hành tẩu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Chỉ thấy tại một đạo trên một cây trụ đá to lớn cắm một thanh tản ra cực kỳ cường đại khí tức. Trường kiếm pháp bảo, từ thanh trường kiếm kia pháp bảo tản mát ra khí tức đến xem đây là một thanh đạt đến ngũ giai cực phẩm pháp bảo, sở kiếm thu lập tức ánh mắt không khỏi sáng. Lên, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện hoàn chỉnh ngũ giai pháp bảo cực phẩm. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực, còn xa xa không cách nào phát huy ngũ giai pháp bảo cực phẩm uy lực nhưng mà cầm vào tay. Lại là đáng giá không ít tiền, sở kiếm thu thân hình thoát một cái. Hướng về thanh trường kiếm kia pháp bảo bay đi bởi vì biết tiểu đồng áo xanh sẽ không cùng hắn cướp đoạt loại này hoàn chỉnh pháp bảo. Cho nên sở kiếm thu cũng không có rất gấp. Nhưng là chính đang sở kiếm thu cho là có thể ổn ổn đương đương đem chuôi này ngũ dai cực phẩm. Trường kiếm pháp bảo cầm tới tay, chợt nhìn thấy một đạo bạch quang lóe lên. Một đạo kiếm quang mau lẹ vô cùng hướng chuôi này ngũ dai cực phẩm trường kiếm pháp bảo bay đi. Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi căng thẳng, thân hình chợt ra tốc hướng về thanh trường kiếm kia pháp bảo bay đi, đến miệng thịt mỡ không có đạo lý ngược lại bị người khác cho đoạt, trên bầu trời hai đạo kiếm quang lao nhanh hướng chuôi này cao cắm ở Vân Tiêu Ngũ giai pháp. Bảo cực phẩm bay đi, cuối cùng cách kia chuôi Ngũ giai cực phẩm trường kiếm pháp bảo mười dặm chỗ. Giao hội cùng một chỗ, ầm vang một tiếng thật lớn. Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra vô cùng cường đại uy năng cuồng bạo khí lãng giống như như nước gợn hướng về bốn phía kịch liệt khoách tán, kiếm quang. Liễm chỗ, lộ ra một đạo người mặc áo dài trắng thân ảnh. Cái này bạch bào thân ảnh là một tên 24 đến 25 tuổi thanh niên. Sở kiếm thu liếc mắt nhìn hắn trên quần áo ký hiệu. Lập tức biết tên này thanh niên áo bào trắng là nhật nguyệt trai đệ tử. Trước khi tiến vào bí cảnh, đường thiên lại giới thiệu với hắn mỗi tông phái tình huống cụ thể. Bởi vì hắn đối với mấy cái này tông phái ký hiệu cũng không lạ lẫm, tiến vào bí cảnh hơn 10 ngày thời gian, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải khác tiến vào bí cảnh võ giả. Cái kia thanh niên áo bào trắng liếc mắt nhìn sở kiếm thu trên thân ăn mặc ký hiệu. Ánh mắt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, từ sở kiếm thu ăn mặc bên trên trên đồ án. Hắn tự nhiên cũng nhận ra sở kiếm thu là thượng thanh tông đệ tử. Xem ở đồng minh phân thượng, bây giờ cút ngay lập tức ta có thể không so đo ngươi sự tình vừa rồi thanh niên áo bào trắng mặt không thay đổi đạo sở kiếm thu nghe vậy cười nhạt một tiếng chỉ chỉ cắm ở trên trụ đá chuôi kiếm này nói chờ một chút ta lấy chuôi kiếm này lập tức đi ngay nói xong sở kiếm thu tiếp tục hướng chuôi kiếm này bay đi thanh niên áo bào trắng thấy thế lập tức không khỏi sầm mặt lại không biết phải trái sâu kiến cho ngươi một đầu sinh lộ đều không đi chỉ là một cái nguyên đan cảnh lục trọng sâu kiến cũng dám can đảm cùng hắn đặt bảo vật. Quả thực là tự tìm cái chết, thanh niên áo bào trắng nói, một kiếm hướng sở kiếm thu bồ tới. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí hướng sở kiếm thu chém xuống. Sở kiếm thu thân hình dừng lại, dừng thân lại, trở tay một kiếm chém ra. Kiếm thật lớn mang bắn ra, cùng thanh niên áo bào trắng kiếm khí ở giữa không trung chạm vào nhau, ầm ầm, hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra vô cùng cường đại dư ba. Nhưng mà lần này hai người giao thủ vẫn là cân sức ngang tài. Tương xứng, thanh niên áo bào trắng sắc mặt không khỏi khẽ biến. Lần thứ nhất cùng Sở Kiếm Thu lúc giao thủ, bởi vì hắn chỉ dùng năm thành sức mạnh. Cho nên Sở Kiếm Thu cùng hắn bất phân thắng bại, hắn cũng không có đem Sở Kiếm Thu để vào mắt. Nhưng mà một kiếm này, hắn đã dùng hết tám thành lực đạo sở kiếm thu thế mà như cũ vô cùng dễ dàng mà đón lấy cái này không khỏi để cho hắn một lần nữa xem kỹ lên sở kiếm thu tới tại nhìn thấy sở kiếm thu thượng thanh tông ăn mặc cùng với cảnh giới thời điểm thanh niên áo bào trắng không có chút nào đem sở kiếm thu để vào mắt toàn bộ thượng thanh tông cùng thế hệ trong hàng đệ tử cũng liền hô diên duệ trạch đáng giá hắn xem trọng những người khác căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn Tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy Sở Kiếm Thu thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy khinh thường. Thượng Thanh Tông đều không rơi xuống tình trạng này sao? Thế mà lần này hành động bên trong phái ra cảnh giới tu vi thấp như vậy hơi đệ tử. Nhưng mà hai lần sau khi giao thủ, thanh niên áo bào trắng lại phát hiện Sở Kiếm Thu còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản. Như vậy, Sở Kiếm Thu nhìn xem đối diện thanh niên áo bào trắng. Trong lòng cũng là có mấy phần kinh ngạc nghĩ không ra cái này thanh niên áo bào trắng thế mà thực lực cường đại như thế có thể chống đỡ được chính mình tám thành sức mạnh một kiếm cho dù là thượng thanh tông nội môn trên bảng xếp hạng thứ sáu đường thanh niên cũng khó có thể dễ dàng như thế đón lấy chính mình một kiếm này sở kiếm thu lập tức liền đoán được tên này thanh niên áo bào trắng thân phận tại nhật nguyệt trai trong hàng đệ tử có thể có được thực lực như thế cũng chính là trên địa bảng xếp hạng 75 tên Bùi nêu lên